Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 556, Thập Tuyệt Chi Địa. Tiêu Phàm liền cười, tiếu dung rất nhạt, thanh âm càng nhạt. Lục tiên sinh nếu là cảm thấy lấy sức một mình, có thể phong ấn lại nơi này, cứ việc xin cứ tự nhiên, ta tuyệt không ngăn trở. Nói, Tiêu Phàm vung tay lên, xoay người rời đi, cũng không dừng lại. Lục Ninh Trần loại này họ cách người, Tiêu Phàm trước kia cũng tiếp xúc qua, biết muốn dựa vào ngôn ngữ thuyết phục bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Loại người này, tự tin tự ngạo, thậm chí đã đến tự đại tình trạng, chưa tới phút cuối chưa thôi. Mắt thấy Tiêu Phàm nói đi là đi, Lục Ninh Trần cũng có chút sững sờ ngơ ngác một chút, bất quá lập tức, liền lần nữa cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, đối mặt âm phong thê thê hố sâu, bắt đầu bấm quyết tác pháp, vậy mà là thật nghĩ lấy sức một mình, cưỡng ép phong ấn cái hố sâu này. Bên trong là cái gì? Tiêu Phàm một trở về mặt đất, Uyển Thiên Thiên liền không kịp chờ đợi hỏi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, song nghi cao lại, chốc lát, mới chậm rãi nói, thấy không rõ lắm, thần niệm chi lực cũng nhận áp chế. Bất quá có thể khẳng định là, chúng ta bây giờ nhìn thấy đây hết thảy, chỉ là toàn bộ cổ mộ táng rất nhỏ một bộ phân. Trong hố sâu, nhất định ẩn giấu đi bí mật rất lớn. Uyển Thiên Thiên trần chờ một chút, mới nhẹ giọng nói, nơi này thật sự là Vương Tiên Chi mộ. Vương Tiên Chi hẳn không có đường đường chính chính mộ địa. Sử thư ghi lại, Vương Tiên Chi bị từng nguyên dụ đánh bại, phá vòng vây thời điểm chiến tử, dư bộ tại còn để đám người dẫn đầu dưới, xông ra vòng vây, tìm nơi nương tựa hoàng xào đi. Vương Tiên Chi làm nghịch tặc Mương Khôi, mặc dù chết rồi, theo lý cũng sẽ bị chém đầu răn chúng, sau đó đem thủ cấp của hắn khâm liệm, mang đến Trường An báo tiệp. Bất quá trên sử sách cũng không có dạng này ghi chép. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đối với dạng này một cái tạo phản phái đoàn tử, ngay lúc đó quan quân, không có khả năng chuyên môn cho hắn tạo một cái mộ huyệt. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này hẳn là một cái bãi tha ma. Uyển Thiên Thiên nhẹ gật đầu, tán đồng Tiêu Phàm cái này phân tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy ngày nay thanh lý ra không ít trần trụi bên ngoài, không có quan tài khâm liệm người chết hài cốt, cũng nghiệm chứng Tiêu Phàm thuyết pháp. Sử thư ghi lại, đường triều những năm cuối, từng nguyên dụ ở đây đại bại Vương Tiên Chi bộ giặc cỏ, tiêu diệt hơn 5 vạn người. Quả nhiên là tử thương gối tịch, máu chảy thành sông, tích thi như núi. Tại dưới tình hình như vậy, đừng bảo là giặc cỏ, liền xem như chiến tử quan quân, cũng sẽ không có người chuyên môn tạo mộ. Nhiều như vậy người chết, đa số là phơi thây hoang dã, chờ lấy gió táp mưa sa, dần dần mục nát, quay về đại địa. Số ít vận khí hơi tốt, thì sẽ thống nhất đào mấy cái hố to chôn, chính là cái gọi là bãi tha ma. Tên kia, một người tại hạ bên cạnh, Tống Hoàn ở một bên cắm miệng hỏi, ha ha, lá gan thật đúng là không tiểu a. Tống Hoàn hít vào một hơi, miệng bên trong phát ra tê tê thanh âm, phảng phất đau răng như. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn đến không sạch sẽ đồ vật, từ khi âm trầm trầm khí tức bên trên cũng có thể biết, không phải dễ sống chung. Cứ việc bị Lục Ninh Trần tùy tiện diệt sát, nhưng có thể suy ra chính là, kia trong hố sâu, hẳn là xa xa không chỉ như thế một hai cái không sạch sẽ uế vật. Uyển Thiên Thiên trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, ta luôn cảm thấy, việc này có chút cổ quái. Loại tình hình này, rất hiếm thấy. Làm Yên Chi xã Long Đầu lão đại, Uyển Đại Đương ra xác thực có tư cách nói lời như vậy. Nhiều năm như vậy, Uyển Thiên Thiên cổ mộ thấy nhiều, bãi tha ma cũng không phải lần đầu tiếp xúc, nhưng rất ít gặp đến có nhiều như vậy đồ không sạch sẽ ẩn hiện, không phải một cái hai cái, là một đám. Xác thực rất không bình thường, cũng không phải là tất cả bãi tha ma, tất cả giết người đột tử chi địa, đều sẽ dựng dục ra nhiều như vậy quỷ vật tới. Tiêu Phàm không lên tiếng, những này thời gian, trừ tại bãi tha ma nơi này nhìn chằm chằm, Tiêu Phàm đã sớm dành thời gian xem xung quanh địa thế. Nếu như cái này bãi tha ma trùng hợp ở vào là trong truyền thuyết thất tuyệt chi địa, thậm chí thập tuyệt chi địa, dựng dục ra cái này rất nhiều quỷ vật đến, ngược lại là có thể lý giải. Như thế tuyệt địa, nguyên vốn cũng không có thể lấy bình thường ánh mắt đến đối đãi. Nhưng là, Hồng Sơn trấn phụ cận, rất rõ ràng không là tuyệt địa như vậy. So ra mà nói, phong thủy của nơi này coi như không tệ, không phải, Hồng Sơn trấn trấn chính búa xây ở chỗ này, rất khó thịnh vượng được. Dựa theo phong thủy kham dư trong điển tịch ghi chép, Hồng Sơn trấn xung quanh xem như một khối lớn đồng la địa, chỉ ít có thể có 7-80 năm thịnh vượng phát đạt. Như là Uyển Thiên Thiên nói, cái này bãi tha ma tình hình, thật là có điểm tà môn, tại kia trong hố sâu, hẳn là có chút vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu tình huống. Tiêu Thiên, ta muốn vùng này hàng đập địa đồ, quân dụng địa đồ, càng kỹ càng tốt,
Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng cách đó không xa Tiêu Thiên phân phó một câu. "A, ngươi muốn vật này làm cái gì?" Tiêu Thiên lập tức ngạc nhiên không hiểu. "Ngươi không nên hỏi vì cái gì, mau chóng tìm cho ta tới, ta hữu dụng." "Tốt, ta đi làm." Tiêu Thiên không còn hỏi thăm quả nhiên, đáp ứng, liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. Đối với phổ thông trấn ủy bí thư mà nói, phải lấy được tiêu chuẩn cao hàng đập quân dụng địa đồ, kia là khó càng thêm khó, đối Tiêu Thiên đến nói, cũng chính là hơi có hơi phiền toái mà thôi. Tiêu Nhị Ca chút mặt mũi này luôn luôn có. Vừa mới để Tiêu Thiên mang theo mười mấy tên cốt cán dân binh trước tiên lui ra tường vây, liền nghe được phía dưới hố lõm bên trong Lục Ninh Trần tiếng giống liên tục, thanh âm bên trong đều là nổi giận chi ý. Muốn hay không xuống dưới giúp hắn một chút, Uyển Thiên Thiên có chút lo âu hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, khỏi phải, thật chịu không được, chính hắn sẽ đi. Lục Ninh Trần lạnh về lạnh, lại không phải người ngu. Không sai biệt lắm gần 10 phút về sau, Lục Ninh Trần chậm rãi từ hố lõm bên trong đi ra, sắc mặt tái nhợt, không gặp mảy may huyết sắc. Trở ra lỗ hổng, nhìn cũng không nhìn Tiêu Phàm bọn người một chút, trực tiếp rời đi, dưới chân có điểm phù phiếm. Tiêu Phàm sau mi có chút nhăn lại, quay người lại tiến vào hố lõm. Đi đến kéo dài thông đạo vẫn như cũ yên tĩnh, mắt thường đi tới, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được rõ ràng, cả cái trong thông đạo đều chấp động lên cấm chế chi lực, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lục Ninh Trần vậy mà không để ý tổn hao nhiều chân nguyên, liều mạng đem lối đi này phong trấn. Chỉ là cấm chế ba động chợt mạnh chợt yếu, rõ ràng rất không ổn định. Xem ra Lục Ninh Trần mặc dù đã liều mạng, thật muốn đem thông đạo hoàn toàn phong ấn, cũng vẫn là lực có chưa đến. Người này, thực tế quá sĩ diện, rõ ràng cùng đạo gia thanh tĩnh vô vi tôn chỉ một trời một vực. Chốc lát, Tiêu Phàm từ hố lõm bên trong lui ra. Uyển Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi, thế nào? Tăng thêm cái này bên ngoài trận, tạm thời phong trấn một đoạn thời gian, hay là không thành vấn đề? Chúng ta đi về trước đi. Đã cái này phiền phức xuất hiện ở Hồng Sơn trấn, tổng phải giải quyết rơi mới được. Tiêu Phàm chỉ là không chịu tùy tiện hành động, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, làm nhiều điểm chuẩn bị tổng là không sai. Nháo quỷ thị trấn vẫn như cũ tràn ngập quỷ dị bầu không khí, mặt đường bên trên rõ ràng 10 điểm tiêu điều, không có mấy người đến đi chợ dạo phố. Theo Tiêu Thiên nói, Hồng Sơn trấn là La Châu huyện phát triển kinh tế tương đối nhanh, quy mô khá lớn xây dựng chế độ trấn, hòa nói bên trong rất náo nhiệt, 10 dặm 8 hương người đều tuôn ra đến nơi đây đi chợ. Sau buổi cơm tối, Tiêu Thiên đem một cái yêu bàn đưa đến Tiêu Phàm ở gian phòng bên trong. "Ca, đây là ngươi muốn địa đồ." Động tác đủ nhanh chóng. Tại những này thế tục ân tình quan hệ bên trên, Tiêu Thiên có 10 điểm cao minh thiên phú. Đem yêu bàn cắm tiến vào máy tính, mở ra. Rõ ràng bội số lớn địa đồ hiện ra. Từ hàng đập trên bản đồ liền thấy rõ ràng, Hồng Sơn trấn là tại dãy núi vây quanh bên trong. Chỉ là, vùng núi này đều không phải quá cao, mà lại đường cái bốn phương thông suốt, cho nên ngồi trên xe. Rất khó cảm giác được, xe là tiến vào một cái bồn địa. Tiêu Phàm tiếp cận trên máy vi tính hàng đập địa đồ, lông mày chăm chú nhau. "A, cái này có điểm giống." Bát môn khóa vàng, Uyển Thiên Thiên ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai, cũng rất chân thành mà nhìn xem điện bản đồ trong đầu, chần chờ nói, ngữ khí rất không nhất định. Làm Yên Chi xã đại đương gia, Uyển Thiên Thiên đối phong thủy kham dư chi thuật cũng không xa lạ gì, mấy tháng này tại chỉ thủy xem đọc qua vô cực môn điển tịch, có chỗ không rõ. Liền hướng Tiêu Phàm thỉnh giáo, tiến bộ càng rõ ràng hơn. Bát môn khóa vàng là một cái trận pháp danh tự, diễn biến từ Gia Cát Lượng bát trận đồ, cũng có trực tiếp diễn biến từ đạo gia bát quái trận. Nhưng ở phong thủy kham dư bên trong, bát môn khóa vàng cũng là một cái danh từ riêng, là cái gọi là tám tuyệt chi địa một cái biến chủng, cùng chân chính tám tuyệt chi địa tương đối mà nói, bát môn khóa vàng địa hình còn không tính hoàn toàn tuyệt địa, bởi vì có sinh môn. Kỳ thật, bất kỳ cái gì một chỗ tuyệt địa đều có sinh môn, chỉ là địa thế càng hung hiểm chỗ, sinh môn liền càng bí mật, cũng càng khó tìm tới. Có chút tuyệt địa sinh môn là hoàn toàn ẩn giấu, coi như tìm được sinh môn đại khái địa điểm, không có phương pháp đặc biệt, cũng mở không ra, sinh môn vẫn như cũ là tử môn, tuyệt địa vẫn như cũ là tuyệt địa. So ra mà nói, bát môn khóa vàng địa hình sinh môn tương đối rõ ràng, khỏi phải đặc biệt phương pháp, chỉ cần tìm được sinh môn, liền có thể phá giải loại địa hình này mang tới ảnh hưởng trái chiều. Tám tuyệt chi địa, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, khẳng định Uyển Thiên Thiên phán đoán. Bất quá chỉ là có điểm giống, tám tuyệt chi địa chưa từng hoàn toàn thành hình. Tiêu Phàm ánh mắt, rơi tại trên địa đồ Hồng Sơn thôn vị trí, may mắn thế nào, Hồng Sơn thôn đang ngồi rơi vào cái này bát môn khóa vàng địa hình sinh môn phía trên,
khó trách Gia Tiêu lão gia tử như thế đại nhân vật, còn dựng dục ra hai cái thiên tử mệnh hậu bối tử đệ. Loại này cỡ lớn tuyệt địa, đương nhiên hung sát chi khí bốn phía, khó trách năm đó, ở đây một lần họ liền mổ giết tốt mấy chục ngàn người. Nhưng thiên đạo theo điểm, tổn hại có dư mà bổ không đủ, càng là hung thần bốn phía tuyệt địa, sinh môn bên trong tụ tập sinh cát chi khí càng là nồng đậm. Nói cách khác, toàn bộ sông núi Trung Linh Dục Tú, tập trung ở rất nhỏ một cái phạm vi bên trong, phong thủy kham dư chi thuật bên trên, cái gọi là tầm long điểm huyệt, chính là muốn tìm ra cái giờ này đến. Tiêu gia mộ tổ, đang ở tại cái này long trên huyệt. Theo lý, cái này tám tuyệt chi địa năm đó đã huyết tế qua đại lượng sinh linh, sát khí sớm đã hóa giải, làm sao còn sẽ xuất hiện loại này khác thường hiện tượng đâu. Tiêu Phàm vừa nói, bên cạnh duỗi ra ngón tay, tại trên màn ảnh máy vi tính giao nhau vạch ra một cái 10 chữ, chính chính rơi vào Hồng Sơn Trấn vườn kỹ nghệ vị trí, lập tức gắt gao tiếp cận cái kia thập tự giá, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đây là cái gì? Uyển Thiên Thiên kỳ quái mà hỏi thăm. Nếu như, tại vị trí này có hai nhánh sông, hoặc là hai đạo vực sâu, thập tự giao nhau, như vậy nơi này, chính là thập tuyệt chi địa. Thật lâu, Tiêu Phàm chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp mà kiềm chế. Thập tuyệt chi địa, kia làm sao có thể? Uyển Thiên Thiên không khỏi lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Chương 557, khách tới ngoài ý muốn. Bóng đêm dần sâu, Hồng Sơn khách sạn xa hoa trong phòng khách, vẫn như cũ lóe lên ánh đèn dịu dịu. Tiêu Phàm khoanh chân ngồi tại, Uyển Thiên Thiên nghiêng dựa nghiêng ở trong ngực của hắn, cái trán đầy mồ hôi, choáng sinh hai gò má, tinh tế, uể oải, khẽ động không muốn động. Thời khắc này Uyển Thiên Thiên, xuyên được cực mỏng, chính là một tầng áo lót, doanh doanh một nắm, kiều nộn, tại hơi mờ khinh nhờn dưới áo, như ẩn như hiện, rất là. Tiêu Phàm bàn tay khẽ động, rời đi Uyển Thiên Thiên đan điền, kia cổ ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, lập tức rời khỏi thân thể. Uyển Thiên Thiên tay nhỏ vừa nhấc, liền cầm Tiêu Phàm mềm mại bàn tay, nặng lại thả lại bụng của mình bộ, sau đó song tay ôm chặt lấy cánh tay của hắn, đầu lệch qua trên bả vai hắn, khóe miệng hiện lên một tia bướng bỉnh ý cười, xinh xắn vô so. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thực tế là cầm cái này dính người tiểu nha đầu không có cách nào. Tiêu Phàm cũng biết, phòng tuyến của mình, đã càng ngày càng chưa vững chắc, sớm muộn có một ngày, sẽ đột phá sau cùng giới hạn thấp nhất. Nhưng như thế hơn nửa năm ra mắt xuống tới, thật muốn hung ác quyết tâm đem Uyển Thiên Thiên đuổi đi, Tiêu Phàm vô luận như thế nào cũng không làm được quyết định như vậy. Người đều là tự tư, Tiêu Chân Nhân cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ. Chỉ cần vừa nghĩ tới Uyển Thiên Thiên sau này muốn đi cùng nam nhân khác ra mắt, Tiêu Phàm đã cảm thấy khó mà chịu đựng. Mặc dù hắn biết, cái này là nam nhân tự tư độc bá tâm lý đang tác quái, nhưng vẫn là rất khó vượt qua. Mà huống hồ, coi như hắn có thể thuyết phục mình, đại công vô tư, Uyển Thiên Thiên cũng tuyệt không đáp ứng. Nhà đầu này thật muốn cưỡng, trừ phi đưa nàng giết, nếu không ai cũng cầm nàng không có cách. Tình yêu nam nữ, cùng đạo lý không quan hệ, cùng không phải là không quan hệ, chỉ cùng cảm giác có quan hệ. Tại nội tâm của mình chỗ sâu cũng thích Thiên Thiên, điểm này, Tiêu Phàm lừa gạt không được chính mình. Cánh tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, Tiêu Phàm tác họ đem cái này cái cánh tay cũng vươn ra, nhốt chặt Uyển Thiên Thiên non mềm bờ eo thon, cùng tay phải lúc lên lúc xuống, đặt tại Uyển Thiên Thiên kiều nộn trơn nhẵn trên bụng. Uyển Thiên Thiên có chút say, nhẹ nhàng, hô hấp dần dần dồn dập lên, ngẩng đầu lên, kiều diễm môi đỏ có chút rung động, hai mắt mê ly. Tiêu Phàm trần chờ một chút, cũng dần dần cúi đầu, hai đôi môi chậm rãi đụng nhau. Liền ở thời điểm này, Tiêu Phàm chợt lại đem đầu giơ lên, ánh mắt mê ly Uyển Thiên Thiên cũng bỗng nhiên ngồi thẳng người, trong mắt lấp lánh ra sắc bén vô so ánh mắt, bàn tay tại một điểm, một cái mảnh ngực xảo phiên vân, tinh xảo thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp rơi xuống cửa phòng một bên, trong tay đã nhiều một thanh màu đỏ nhạt son phấn kiếm. Mới vừa rồi còn uể oải uyển đại đương ra, giờ khắc này đã toàn thân căng cứng, đầy cõi lòng sát cơ. Tiêu Phàm nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ngừng lại nàng, lập tức thân thể khẽ động, đã đứng tại bên giường, cao giọng nói, cao nhân phương nào, đại giá quang lâm. Tiêu Phàm không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Tiêu trưởng phòng, người tốt, ngoài cửa hơi trầm xuống tịch, sau đó vang lên một cái thuần hậu nam bên trong âm, trung khí dồi dào, nội lực thâm hậu. Mà lại từ Tiêu trưởng phòng xưng hô thế này bên trong có thể nghe được, tựa hồ không phải người trong giang hồ. Ta là Liễu Chính, an toàn bộ môn 717 văn phòng người phụ trách. Quả nhiên là thể chế bên trong người, bất quá Tiêu Phàm trên mặt lại hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trước đó, hắn xác thực chưa nghe nói qua an toàn bộ môn có cái 717 văn phòng,
càng thêm không biết cái này cái cơ cấu là làm cái gì công việc. Bất quá đã tại an toàn bộ môn danh sách bên trong, liệu tất làm việc, cùng khẳng định có quan hệ liên. Tiêu Phàm không có vội vã mở cửa, chậm rãi nói, sư tỷ, đã đến, cũng không cần phải cùng ta đùa giỡn như vậy đi. Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên giơ lên xinh đẹp song mi. Tiêu Phàm sư tỷ, nàng thấy qua, từng tại chỉ thủy xem cùng nhau kháng địch, từng có số nói duyên phận. Chẳng lẽ ngoài cửa một người khác, thế mà là Đàm Hiên? Nhưng vì sao không trước đó biểu lộ thân phận? Căn cứ Uyển Thiên Thiên đối Đàm Hiên hiểu rõ, nàng cũng không phải cái thích nói đùa họ cách. Liễu chủ nhiệm là chính chủ, ta chỉ là cùng đi mà thôi. Ngoài cửa quả nhiên vang lên Đàm Hiên ưu nhã thanh âm bình thản, bất quá nghe vào, thoảng qua có một phân không vui chi ý. Tiêu Phàm nhìn Uyển Thiên Thiên một chút, trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Mặc dù hắn vừa rồi chỉ là tại cho Uyển Thiên Thiên loại trừ thể nội âm sát khí, nhưng sau đó động tác, lại rõ ràng vượt qua chữa bệnh phạm trù. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý để người khác biết hắn cùng Uyển Thiên Thiên ở giữa quan hệ thân mật, chỉ là lúc này thực tế quá mẫn cảm. Mà lại, Đàm Hiên là Trần Dương mẫu thân, Tiêu Trần nhân anh minh cơ trí, đơn độc tại xử lý trên quan hệ nam nữ không có kinh nghiệm gì. Khuyết điểm này, tương lai nhất định cho Tiêu Trần nhân tăng thêm không ít phiền phức. Bất quá khả năng có rất nhiều nam nhân, thích vô cùng xử lý dạng này phiền phức a. Còn không có cùng Tiêu Trần nhân có cái gì biểu thị, Uyển Thiên Thiên đã lấy ra áo ngoài mặc vào, bĩu bĩu miệng nhỏ, mở cửa phòng ra. Cổng tối sầm lại, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở ngoài cửa. Người này ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, niên kỷ cùng Đàm Hiên tương xứng, dáng người cũng không 10 điểm cao lớn, sắc mặt cũng không hết sức nghiêm túc, lại tự có một cỗ uy nghiêm khí tức, vừa nhìn liền biết là cái nắm quyền lớn nhân vật thực quyền. Tiêu trưởng phòng, người tốt, Liễu Chính không có vội vã vào cửa, ở ngoài cửa hướng về Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thái độ không phải thường khách khí. Mà lại loại này khách khí có thể nhìn ra được, tuyệt không phải trên quan trường khách sáo, mà là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Từ cái này tư thế nhìn, hắn kính trọng không phải Tiêu gia đích trưởng tôn, chính là Vô Cực môn Tiêu trưởng giáo. Tiêu Phàm không dám thất lễ, vội vàng tiến ra đón, gật đầu đáp lễ. Liễu chủ nhiệm tốt, mời tiến vào. Sư tỷ, mời tiến vào. Người này đứng ở nơi đó, uyên đình núi cao sừng sững, trầm ổn nặng nề, nghiễm nhiên tông sư một phái khí độ. Cái này còn thôi, Đàm Hiên thế mà tự mình cùng đi hắn đêm khuya chạy tới nơi này. Có thể thấy được không chỉ bởi vì hắn cùng Đàm Hiên đều là an toàn bộ môn đồng sự, tại thuật pháp một đạo bên trên, Liễu Chính thân phận hẳn là cũng là không như bình thường. Nếu không lấy Đàm Hiên cao ngạo, tuyệt sẽ không làm dạng này bồi người. Liễu Chính lúc này mới chậm rãi đi vào trong nhà, lại hướng một bên Uyển Thiên Thiên gật đầu làm lễ, mỉm cười nói, Uyển tiểu thư tốt. Gọn gàng dứt khoát liền đem điểm ra Uyển Thiên Thiên thân phận, có thể thấy được hắn đối Tiêu Phàm tình huống, hiểu 10 điểm thấu triệt. Ngay cả hắn đến đây Hồng Sơn, bên người cùng đi nữ hài tử là ai, đều nhất thanh nhị sở. Không hổ là an toàn bộ môn cái nào đó văn phòng người phụ trách, quả nhiên hảo thủ đoạn. Đương nhiên, Liễu Chính làm như vậy, cũng là vì hướng Tiêu Phàm biểu thị mình thành khẩn, cũng không định cùng Tiêu Phàm giả mù sa mưa đùa vòng tròn. Nếu không, hắn cũng có thể giả bộ hồ đồ, chờ lấy Tiêu Phàm cho hắn dẫn giới, lại làm bộ sợ hãi thán phục một phen. Tại Vô Cực môn Tiêu trưởng giáo trước mặt, tốt nhất là không muốn làm dạng này một bộ. Tiêu Phàm nhã nhặn phúc hậu, không đại biểu người khác có thể lắc lư hắn. Cùng người thông minh liên hệ, vẫn là phải dùng thông minh phương pháp. Liễu chủ nhiệm, ngài tốt, Uyển Thiên Thiên đối Liễu Chính dùng tới kính ngữ. Cái này cùng Liễu Chính niên kỷ thậm chí chức vụ đều không có có quan hệ gì, thuần túy là Uyển Thiên Thiên cảm nhận được Liễu Chính cường đại. Từ khi xuất đạo đến nay, có rất ít người có thể cho Uyển Thiên Thiên áp lực to lớn trong lòng. Một khi xuất hiện tình hình như vậy, liền chứng minh Uyển Thiên Thiên mặt đúng, tất nhiên là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Chính yếu nhất chính là vị này Liễu chủ nhiệm quang minh lẫm liệt, để người một cách tự nhiên đối với hắn sinh lòng ý kính nể, thật giống như đối mặt Tiêu Phàm, là cảm giác giống nhau. Đàm Hiên tại Liễu Chính về sau vào cửa, ánh mắt sáng ngời, chỉ ở Tiêu Phàm trên thân quét qua, liền lướt qua có chút loạn đệm giường, rơi vào Uyển Thiên Thiên trên thân. Cứ việc Uyển Thiên Thiên đã mặc vào áo ngoài, nhưng loại kia choáng sinh hai gò má, thái dương thấy mồ hôi xinh xắn, còn chưa hoàn toàn thối lui. Huống hồ cái này đêm hôm khuya khoắt, cô nam cô nữ cùng ở một phòng, tóc mai không ngay ngắn, chỉ cần có nam nữ kinh nghiệm người, một chút liền có thể nhìn ra được, vừa rồi trong gian phòng đó phát sinh qua cái gì. Hoặc là, chính tại phát sinh cái gì, Tiêu trưởng phòng, xem ra, ta tới không phải lúc. Đàm Hiên ánh mắt rơi vào Uyển Thiên Thiên trên thân, miệng bên trong lại đối Tiêu Phàm nói chuyện. Mà lại lời nói ra kỳ quái,
thậm chí ngay cả sư đệ đều không gọi, trực tiếp kêu lên tiêu trưởng phòng. Nhìn ra được, Đàm ty trưởng đối tiêu trưởng phòng có chút bất mãn. Cho tới nay, Trần Dương đều cự không thừa nhận Đàm Hiên cùng Tiêu Phàm sư tỷ đệ quan hệ, cũng tuyệt không thừa nhận Tiêu Phàm là nàng sư thúc, mà Đàm Hiên cùng Tiêu Phàm cũng đều ngầm thừa nhận Trần Dương cự tuyệt thừa nhận. Nhưng mà, bây giờ lại để Đàm Hiên nhìn thấy màn này. Tiêu Phàm không khỏi rất là xấu hổ, ngượng ngùng nói, thiên thiên thể nội âm sát khí còn không có loại trừ sạch sẽ. Tại chỉ thủy xem thời điểm, kỳ thật Đàm Hiên liền đã biết Huyền Thiên Thiên vì cái gì ở tại chỉ thủy xem nguyên nhân. Cứ việc vô cực môn lòng dạ bao la, hải nạp bách xuyên. Nhưng chỉ thủy xem để kẻ ngoại lai trường kỳ ở lại, cũng nên cái lý do nói cho qua. Chỉ là vừa lúc đang nơi này đánh vỡ chuyện tốt, vẫn là để Đàm Hiên trong lòng có chút bất mãn. Đàm Hiên rộng lượng đến đâu, nàng đầu tiên là một vị mẫu thân, đụng phải loại tình huống này, trong lòng không tức giận, sợ là không thực tế. Huyền Thiên Thiên cực kỳ thông minh, như thế nào nghe không hiểu Đàm Hiên trong giọng nói ẩn vẻ bất mãn, nhưng cũng không tức giận, chớp mắt, cười hì hì nói, Liễu chủ nhiệm, mời ngồi, Đàm A Di, mời ngồi. Tiêu Phàm, cầm lá trà cho ta. Ai nha, là ở chỗ này, trên bàn trà. Ngữ khí tùy ý bên trong lộ ra thân thiết hờn dỗi, cho dù ai nghe xong, đều cảm thấy nàng chính là trong gian phòng này nữ chủ nhân. Đàm A Di, mặc kệ ngươi là vì cái gì khó chịu, ta cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, chính là các ngươi chỗ cho rằng dạng như vậy. Ngươi cao hứng là như thế này, ngươi không cao hứng, chúng ta cũng vẫn là như vậy. Sự thật như thế, không thể cải biến. Huyền Thiên Thiên cơ hồ là rõ ràng dạng này hướng về Đàm Hiên nói. Cái gọi là Hồng Sơn khách sạn mặc dù là Hồng Sơn trấn tốt nhất xa hoa nhất khách sạn, kỳ thật cũng chính là thành phố lớn một cái nhà khách trình độ, xa hoa phòng đơn buông xuống một cái giường, liền thừa không dưới bao nhiêu không gian. May mà còn có hai cái ghế dựa, có thể đãi khách. Liễu chính lại không để ý tới bọn hắn loại này tiểu tâm tư, miệng bên trong khách khí nói một tiếng tạ, ánh mắt lại trực tiếp rơi vào cách đó không xa trên màn ảnh máy vi tính, trên màn hình, vẫn như cũ biểu hiện ra vùng này hàng đập địa đồ. Liễu Chính song mi bỗng nhiên dương lên. Thập tuyệt chi địa, dù là Liễu Chính uy nghiêm nặng nề, giờ phút này cũng không chịu được quá sợ hãi, thốt ra. Chương 558, 717 văn phòng. Tiêu Phàm lông mày có chút một dương. Liễu chủ nhiệm cũng là phong thủy mọi người. Trên màn hình kia thập tự giao nhau hai đạo vết tích, sớm đã bị Tiêu Phàm lau đi, cho nên, cái này địa hình trên thực tế chỉ là bát môn khóa vàng, một cái còn chưa hoàn toàn thành hình tám tuyệt chi địa. Cùng thập tuyệt chi địa có khác nhau rất lớn. Có thể liếc mắt liền nhìn ra thập tuyệt chi địa hình thức ban đầu, Liễu Chính tại phong thủy kham dư bên trên tạo nghệ, thực tế không thể coi thường. Đàm Hiên trầm giọng nói, Liễu chủ nhiệm là chính một đạo thượng thanh phái Mao Sơn, nếu như theo bối phân luận, đương đại Mao Sơn chân quân là hắn sư điệt. Mao Sơn là chính một đạo thượng thanh phái chủ yếu đạo trường, tại đạo giáo lịch sử phát triển bên trên có địa vị vô cùng quan trọng, Mao Sơn đạo sĩ danh chấn cả nước, vẽ bùa niệm chú, khu quỷ hàng yêu, kỳ phúc nhương tai cùng các loại, đều sở trường. Mao Sơn chân quân, tại Mao Sơn lưu phái địa vị, tương đương với thiên sư đạo trương thiên sư, trên thực tế chính là trưởng giáo chân nhân. Mà vị này Liễu Chính Liễu chủ nhiệm, là làm thay mặt Mao Sơn đạo giáo trưởng giáo chân nhân sư thúc, có thể thấy được tại Mao Sơn đạo giáo địa vị đáng tôn sùng. Khó trách một chút liền có thể nhận ra thập tuyệt chi địa. Liễu Chính ánh mắt lập tức từ trên màn ảnh máy vi tính rời, chuyển hướng Tiêu Phàm. Mỉm cười nói, tại tiêu trưởng phòng trước mặt, chỗ này dám tự xưng phong thủy mọi người. Liễu chủ nhiệm khách khí, mời ngồi. Sư tỷ, mời ngồi. Huyền Thiên Thiên sớm đã động tác nhanh nhẹn phụng dâng trà nước. Địa phương nhỏ cái gọi là khách sạn, điều kiện thực tế rất bình thường, nhưng lá trà lại là Tiêu Thiên chuyên môn đưa tới, chính tông Long Tỉnh. Nghĩ Huyền đại đương gia, lúc nào làm qua cái này cùng phục thị người công việc. Không nghĩ lúc này làm, nhưng cũng xe nhẹ đường quen, ra dáng. Liễu Chính lại rất khách khí hướng Uyển Thiên Thiên nói cảm ơn. Đàm Hiên thần sắc, nhưng thủy chung nhàn nhạt, cái này ngay miệng, đối với bất luận cái gì xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người cô nương trẻ tuổi, Đàm ty trưởng đều không sẽ có bao nhiêu hảo cảm. Cái nào làm mẫu thân, đều như vậy. Liễu chủ nhiệm, xin thứ cho ta cô lậu quả văn. Cái này an toàn bộ môn 717 văn phòng, ta trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm lập tức hỏi, trong phòng chỉ có hai cái ghế dựa. Mời Liễu Chính Đàm Hiên nhập tọa về sau, tiêu trưởng giáo cùng Uyển đại đương gia cũng chỉ có thể ngồi tại, chắc chắn có chút thất lễ. Điều kiện đơn sơ, tạm thời tòng quyền. Liễu Chính liền thu hồi thiếu dung, trầm ngâm nói, tiêu trưởng phòng, cái này văn phòng, vẫn luôn là điệu thấp vận hành, trên cơ bản rất ít đối ngoại. Bởi vì chúng ta phụ trách sự vụ,
người ở bên ngoài xem ra, đều rất ly kỳ cổ quái. 717 văn phòng tên đầy đủ là Châu Á không phải hiện tượng tự nhiên. Ban điều tra Lý văn phòng, cũng chính là đoàn người thường xuyên nói đùa đoán hiện tượng thần bí điều tra cơ quan. Uyển Thiên Thiên lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi, Liễu chủ nhiệm, cái gì gọi là không phải hiện tượng tự nhiên? Đây là làm sao định nghĩa? Liễu Chính trầm giọng nói, tỉ như nói, dưới mắt chính tại phát sinh chuyện này, liền không phải là hiện tượng tự nhiên. Uyển Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói trắng ra, đây là một cái cùng các loại cổ quái kỳ lạ sự vụ liên hệ bộ môn, khó trách Đàm Hiên vừa vào cửa liền cho thấy Liễu Chính thân phận chính một đạo thượng thanh phái Mao Sơn đạo giáo truyền nhân, đương đại Mao Sơn chân quân sư thúc bối cao nhân. Dạng này giang hồ thân phận, đối với cái khác bất luận cái gì chính búa quan viên mà nói, đều là cực kỳ khôi hài, mà lại phi thường không ổn, nhưng đối với Liễu Chính đến nói, lại 10 điểm tất yếu. Nếu không, sẽ rất khó để Tiêu Phàm tiếp nhận hắn lần này ý đồ đến. Hồng Sơn trấn dù nhỏ, trấn ủy bí thư lại là Tiêu gia đích tôn. Điểm này, là bất luận một vị nào cao tầng đại lão cũng không dám coi nhẹ. Hồng Sơn trấn phát sinh cổ quái sự kiện, tại Tiêu Thiên không có chủ động yêu cầu thượng cấp chi viện tình huống dưới, tất cả lãnh đạo cấp trên đều chỉ có thể giả câm vờ điếc, ai cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Xử lý tốt còn không có gì, xử lý không được, tạo thành ảnh hưởng rất xấu, như vậy hủy Tiêu Thiên tiền đồ, hậu quả như vậy, ai có thể nhận gánh chịu nổi. Tiêu Phàm lại nhã nhặn nho nhã, lại dễ nói chuyện, việc quan hệ đệ đệ ruột thịt của mình, cũng quả quyết không cho phép có người tới đây làm mưa làm gió. Chuyện này nên xử lý như thế nào, bất kể là ai đến nơi này, đều phải lấy Tiêu Phàm làm chủ. Trừ phi hắn nhất định phải cùng lão Tiêu nhà đối nghịch, tự nhận có thể ngăn cản được Tiêu gia lửa giận, nhất là có thể ngăn cản được Tiêu chân nhân lửa giận. Quả nhiên Liễu Chính cái này giang hồ thân phận, liền để hắn trong thời gian ngắn nhất đạt được Tiêu Phàm tán đồng. Dù là như thế, Tiêu Phàm vẫn còn có chút kinh ngạc, nói, Liễu chủ nhiệm, sư tỷ, chuyện này không đến mức gây nên động tĩnh lớn như vậy à. 717 văn phòng người phụ trách, có lẽ chức vụ này tại cao tầng đại lão trong mắt không tính là gì, cấp bậc khả năng cũng không phải quá cao, nhưng là loại này sự vụ quốc gia tối cao cơ quan chủ quản người lãnh đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hồng Sơn trấn nháo quỷ sự tình, đã kinh động tầng cao nhất. Cũng khó trách Tiêu Phàm có nghi vấn, cùng loại nghe đồn. Cả nước các nơi hàng năm đều sẽ phát sinh thật nhiều lên, sự thật chứng minh, đa số đều là tin đồn, cũng sẽ không có chính búa cơ quan đường đường chính chính đi đối đãi. Làm sao tại Hồng Sơn trấn một xảy ra chuyện như vậy, liền sẽ náo ra như vậy động tĩnh lớn đâu. Chẳng những Liễu Chính đến, ngay cả Đàm Hiên cũng tới. Cần biết Đàm Hiên đối ngoại thân phận, là nào đó bộ ty trưởng, chuyên môn phụ trách đối ngoại đàm phán cùng thương lượng sự vụ, thực tế thì là an toàn bộ môn lãnh đạo cao cấp người. Đồng thời đem 717 văn phòng dạng này đơn vị thiết trí tại an toàn bộ môn danh sách bên trong, cũng rất ý vị sâu xa. Đối với Tiêu Phàm, Liễu Chính từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 điểm kính trọng, nghe vậy khom người một chút, nói Tiêu trưởng phòng, Hồng Sơn trấn không phải chúng ta chạm thứ nhất, ta cùng Đàm ty trưởng đã đi qua tốt mấy nơi. Từ Liễu Chính miệng bên trong, nói ra ba cái địa danh, một cái tại Đông Bắc, một cái tại Tây Bắc, còn có một cái thì tại Đông Nam, tương đối Hồng Sơn trấn mà nói. Đều tính được là đại địa phương, còn có một cái chân chính thành phố lớn. Tiêu Phàm mày rậm, bỗng nhiên dương lên. Cái này ba cái địa phương, nghe hoàn toàn không liên quan, nhưng ít ra có một dạng, lại là cùng Hồng Sơn trấn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đó chính là tại những địa phương này, trong lịch sử đều phát sinh qua đại chiến kịch liệt, đồng thời nương theo lấy 10 điểm thảm liệt lớn. Tương đối mà nói, đường chiều những năm cuối phát sinh ở Hồng Sơn trấn phụ cận đại chiến cùng giết chóc. Cùng kia mấy chỗ địa phương so sánh, thật đúng là không tại một cái cấp bậc phía trên. Kia ba cái địa phương, đã từng người bị giết miệng chí tại mấy trăm ngàn trở lên, đông nam cái thành phố kia, ở ngoài sáng kết thúc thời kỳ bị dị tộc đồ thành, thây nằm 1 triệu. Hiển nhiên, Liễu Chính cũng nhìn ra, Tiêu Phàm đã trong nháy mắt sáng tỏ cái này mấy chỗ địa phương chỗ tương thông, thân sắc càng thêm trở nên nặng nề, trầm giọng nói, Tiêu trưởng phòng, người nghĩ đến không sai. Tại kia mấy nơi, xác thực đều phát sinh tình huống tương tự. Không biết là nguyên nhân gì, một nhóm lớn tà mị đồ vật, bỗng nhiên thức tỉnh, bắt đầu sinh động. Tiêu Phàm song mi nhíu chặt, thấp giọng hỏi, chừng nào thì bắt đầu. Đàm Hiên tiếp lời đầu, nói, người vừa mới đi Đan Mạn Quốc thời điểm, liền bắt đầu phát sinh. Ban sơ, là Đông Bắc, sau đó là Đông Nam, kế tiếp là Tây Bắc. Hồng Sơn, là cái thứ tư phát sinh tình huống tương tự địa phương. Nói như vậy. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, Liễu chủ nhiệm cùng sư tỷ đã 3 cái địa phương tình huống dị thường. Tiêu Phàm giật mình,
hỏi, trong đầu nhớ tới cách nơi này không xa vườn kỹ nghệ bên trong cái kia hố sâu, ngay cả Tiêu Phàm đều 10 điểm chú ý cẩn thận, không dám tùy tiện tiến vào. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Liễu Chính cùng Đàm Hiên đã trước sau ba cái địa phương cùng loại tình hình, coi là thật hảo hảo cao minh. Đàm Hiên lắc đầu, nói, ngươi cho rằng 717 văn phòng, cũng chỉ có hai người chúng ta à. Chúng ta mấy có lẽ đã dốc hết toàn lực, Liễu chủ nhiệm còn theo sư môn lâm thời điều động mười mấy danh sư điệt tham dự việc này. Hiện tại cũng không thể nói kia ba cái địa phương yêu ma quỷ quái đều bị thu thập sạch sẽ, nhiều nhất chỉ là tạm thời, mỗi cái địa phương đều lưu lại mấy người trông coi, có thể bao lâu thời gian, ai cũng trong lòng không chắc. Chúng ta vừa nhận được báo cáo, liền suốt đêm đuổi tới bên này. Mao Sơn một mạch, vốn là thuộc về chính một tấm bùa phái, tại khu quỷ hàng yêu phương diện, có đặc thù năng lực. Khó trách sẽ từ một vị Mao Sơn truyền nhân xuất trưởng 717 văn phòng, cũng là có nguyên nhân. 717, dựa theo quân đội thông dụng kêu gọi ngôn ngữ, hẳn là niệm làm ngoặt yêu ngoặt, cũng chính là quái yêu quái hải âm. Tiêu Phàm giật mình nói, Liễu chủ nhiệm, phái Mao Sơn cũng không thể triệt để diệt sát những yêu ma quỷ quái này a. Liễu Chính khe khẽ thở dài, nói Tiêu trưởng phòng, thực tế quá cao nhất chúng ta phái Mao Sơn. Bình thường yêu ma quỷ quái quấy phá, tự nhiên là không khó tiêu diệt. Nhưng lần này, tình huống rõ ràng không đúng. Cái này mấy nơi yêu quỷ quấy phá quy mô thực tế không nhỏ, động một tí trên trăm số, còn giống như có tổ chức kỷ luật họ, bình thường thủ đoạn, căn bản là đối phó không được. Mà lại, chúng ta cũng không có cách nào xâm nhập đến trung tâm nhất khu vực đi, như là Đàm ty trưởng lời nói, hiện tại chúng ta chỉ là tạm thời sắp xuất hiện miệng phong trấn, đây là không còn cách nào. Dạng này phương thức xử lý, nhưng thật ra là kiên trì không được bao lâu, trị ngọn không trị gốc. Nhưng lực lượng của chúng ta thực sự là có hạn, có thể làm đến dạng này, đã là dốc hết toàn lực. Nguyên bản Đàm ty trưởng liền đề nghị nói, muốn hướng vô cực môn cầu viện. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước, Tiêu trưởng phòng viễn phó hải ngoại, Văn Nhị Thái gia lại muốn trấn thủ kinh sư, đều thiếu phương pháp. Nói đến đây, Liễu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, Đàm Hiên tiếp lời đề nói thật với người đi, sư đệ, chúng ta sở dĩ vội vã đuổi tới nơi này, liền là muốn cùng ngươi hợp lực. Cùng một chỗ xâm nhập đến trung tâm nhất khu vực đi, nhìn xem rốt cục có thứ gì cổ quái. Không làm rõ ràng nguyên cớ, vẻn vẹn đau đầu y đầu chân đau y chân, căn bản không giải quyết được vấn đề. Tiêu Phàm không đáp, lại mắt nhìn Liễu Chính, hỏi ngược lại tổ chức kỷ luật họ. Liễu chủ nhiệm, người cái này là có ý gì? Câu nói này, thế mà là dùng để hình dung những cái kia không sạch sẽ tử vật, thực tế đủ quỷ dị. Liễu Chính cười khổ một tiếng, nói Tiêu trưởng phòng. Xem ra ngươi còn không có cùng số lớn quỷ vật đã từng quen biết, bọn chúng tiến thối đều có chuẩn mực, trật tự rành mạch. Ta xác thực có cảm giác như vậy, tại những này quỷ vật phía sau, còn có khống giả. Ngươi nói là, bọn chúng phía sau có quỷ vương, Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên ồn ào, lại là hưng phấn lại có chút khẩn trương. Ta không biết, Liễu Chính lắc đầu, rất chân thành nói. Không có thấy tận mắt biết qua đồ vật, ta không dám kết luận. Nỗ lực phấn đấu. Chương 559, chợ quỷ. Đứng tại hố lõm dưới đáy, hướng thông nói bên kia nhìn lại, hôm qua Lục Ninh Trần lưu lại cấm chế đã rõ ràng yếu bớt, khí tức chợt có chợt vô, không bao lâu, cấm chế này liền sẽ mất đi hiệu lực. Liễu Chính khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói, không sai, đây đúng là Thượng Thanh Phái truyền thừa. Bảo đảo Thượng Thanh Phái chi nhánh, cũng là rất chính tông Thượng Thanh truyền thừa, khu quỷ hàng yêu, niệm chú vẽ bùa, đều rất sở trường. Mao Sơn cũng là Thượng Thanh Phái truyền thừa. Cùng bảo đảo Thượng Thanh Phái chi nhánh truyền thừa cứ việc có rất nhỏ bé khác nhau, nhưng trên đại thể là nhất trí. Đàm Hiên hơi có điểm không kiên nhẫn nói, không cần quản hắn, chúng ta bắt đầu hành động đi. Cái này bảo đảo Thượng Thanh truyền nhân cùng bọn hắn không quen biết, rất khó thống nhất trình tự, mà lại Đàm Hiên cũng không cho rằng thêm một cái Lục Ninh Trần có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực. Liền trước mắt mà nói, bọn hắn cái này ba người đoàn đội đã có được trong nước đứng đầu nhất thực lực. Được, Tiêu Phàm cũng không phản đối. Bất quá, Liễu Chính tựa hồ còn có khác biệt ý kiến. Vị này đương đại mạnh nhất Mao Sơn truyền nhân, nhìn một chút một thân trang phục Uyển Thiên Thiên, hơi chần chờ, hay là đem cái nhìn của mình xách ra. Tiêu trưởng phòng, Uyển tiểu thư tựa hồ có thương tích trong người, thể nội trầm tích âm sát khí, không có hóa tận, lần này, có phải là liền không theo chúng ta cùng một chỗ hành động rồi. Liễu Chính không hổ là 717 văn phòng người phụ trách, liếc mắt liền nhìn ra Uyển Thiên Thiên trên thân tai họa ngầm. Đưa ra cái này ý kiến khác biệt thời điểm, Liễu Chính trong lòng hơi có chút kỳ quái. Theo lý, Tiêu Phàm hẳn là rất rõ ràng, lấy Uyển Thiên Thiên tình hình như vậy, thực tế không thích hợp thâm nhập dưới đất thế giới.
kia là một cái âm trầm quỷ vật tụ tập chỗ, âm sát khí nồng đậm vô so, Uyển Thiên Thiên tại hoàn cảnh như vậy đợi đến quá lâu, tất nhiên sẽ khiến thương thế của nàng trở nên càng thêm nặng nề. Lại không biết tại sao Tiêu Phàm sẽ để cho Uyển Thiên Thiên đi theo cùng một chỗ tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy. Tiêu Phàm gật gật đầu, thấp giọng nói, ta biết. Nhưng là, trong lòng ta có nào đó loại dự cảm, lần này, Thiên Thiên phải cùng chúng ta cùng đi. Nếu như đổi một người, lý do như vậy quả thực khôi hài. Nhưng Liễu Chính cùng Đàm Hiên lại lập tức liền tiếp nhận Tiêu Phàm lý do này, lại không có nhiều lời. Đối với người bình thường mà nói, cái gọi là dự cảm xác thực chính là nói đùa, nhưng là Tiêu Phàm tuyệt không phải người bình thường. Vô cực môn đương đại trưởng giáo, hắn dự cảm là tương đương linh nghiệm, thậm chí có thể coi như một loại nào đó quẻ tượng đến đối đãi. Huống hồ, Uyển Thiên Thiên cùng Tiêu Phàm quan hệ rõ ràng không phải bình thường, như không tất yếu, Tiêu Phàm nhất định sẽ không để cho Uyển Thiên Thiên đi mạo hiểm. Trên thực tế, vì Uyển Thiên Thiên có thể cùng một chỗ tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất, tối hôm qua Tiêu Phàm chuyên môn đã làm nhiều lần công tác chuẩn bị, tin tưởng những này biện pháp tại không lâu liền có thể tạo được tác dụng vốn có. Liền tại bọn hắn chuẩn bị hướng về phía trước xuất phát thời điểm, bên người một trận vang động, một người trực tiếp từ hố lõm bên trên nhảy xuống tới. Hai cước vừa vừa xuống đất, một đạo nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên, son phấn kiếm đã vô thanh vô tức khoác lên cổ của hắn chi bên cạnh, thẳng tắp chống đỡ động mạch chủ. Lục Ninh Trần sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lạnh lùng nhìn thoáng qua son phấn kiếm, lập tức ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào Uyển Thiên Thiên xinh đẹp vô song trên gương mặt, không có chút nào vẻ sợ hãi, cũng không có chút nào vẻ kích động. Phảng phất thanh kiếm này, người này, đều là hư ảo, cũng không chân thực tồn tại. Cứ việc Uyển Thiên Thiên xuất thủ nhanh như thiểm điện, quả nhiên là một cùng phong phạm cao thủ. Uyển Thiên Thiên bĩu môi, son phấn kiếm trong chớp nhoáng thu về. Cái này bảo đảo người quá cứng nhắc. Thật giống như một khối đầu gỗ, hoàn toàn không có nhân loại bình thường nên có tình cảm. Gia hỏa này, khẳng định là luyện công luyện ngốc, Tiêu Phàm nhìn qua hắn, trầm giọng nói, Lục tiên sinh, chúng ta dự định đi tới bên cạnh tìm tòi hư thực. Vì lý do an toàn, ta hy vọng mọi người có thể cân đối nhất trí, đừng tự tiện hành động. Lục Ninh Trần lạnh lùng nói, không can thiệp chuyện của nhau. Tiêu Phàm đã coi như là trầm mặc ít nói, cái này bảo đảo người càng thêm tiếc lời nói như vàng. Nửa chữ cũng không nguyện ý nói nhiều. Liễu Chính có chút một nhíu mày, chậm rãi nói, Lục tiên sinh, ngươi nếu là không phối hợp, chúng ta có thể hạn chế hành động của ngươi. Có quan hệ Lục Ninh Trần hết thảy, tối hôm qua Tiêu Phàm đã đại khái cùng Liễu Chính Đàm Hiên nhắc qua. Liễu Chính đây là công khai khuyên bảo Lục Ninh Trần, nơi này là đại lục, chúng ta muốn đem ngươi bắt lại, chỉ là chuyện một câu nói. Ta biết, Lục Ninh Trần vững vàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Liễu Chính không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn có thể hơi trì hoãn một chút, để Hồng Sơn chấn người của đồn công an đem Lục Ninh Trần bắt lại, bất quá Tiêu Phàm nhìn qua, tựa hồ cũng không có dạng này mục đích. Bất kể nói thế nào, Lục Ninh Trần cũng là người trong đồng đạo, cùng một chỗ tiến về thế giới ngầm, cũng nhiều một phân lực lượng. Đi thôi, Đàm Hiên càng thêm không kiên nhẫn, vung tay lên, dẫn đầu cất bước hướng về phía trước. Cùng Uyển Thiên Thiên đồng dạng, Đàm Hiên cũng mặc quần áo bó. Tiêu Phàm vẫn như cũ là đường trang mang giày, tiêu sái tự nhiên, Liễu Chính thì là tiêu chuẩn đạo sĩ trang phục, tử kim quan, bát quái áo khoác, trèo lên mây giày, ngọc như ý, mọi thứ đều đủ, càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, khí độ nghiễm nhiên. Hố sâu cửa hang vẫn như cũ đen xì, âm trầm trầm hàn khí một cỗ ra bên ngoài bốc lên, lại không gặp lại bóng đen quỷ vật ẩn hiện, yên tĩnh. Uyển Thiên Thiên trên đỉnh đầu ánh đèn phát sáng lên, đây là nhiều năm đã thành thói quen. Lục Ninh Trần mũ giáp phía trên cũng trang bóng đèn, Đàm Hiên cùng Liễu Chính thì nơi cổ tay có một cái cỡ nhỏ cường lực đèn pin. Duy chỉ có Tiêu Phàm tạm thời không có lộ ra hắn thiết bị chiếu sáng, chỉ có trong hai mắt, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một sợi lục mang. Tại bình thường hắc ám hoàn cảnh bên trong, thiên nhãn thông hiệu quả phi thường rõ rệt. Hố sâu nhưng thật ra là một cái nghiêng nghiêng hướng phía dưới thông đạo, tương đối mà nói, tương đối dốc đứng. Bất quá cái này khó không được Tiêu Phàm bọn người. Rất nhẹ nhàng sẽ xuyên qua cái này nghiêng nghiêng hướng xuống dài hơn 10 trượng thông đạo, sau đó, tất cả mọi người kìm lòng không đặng dừng bước. Đây là địa phương nào? Uyển Thiên Thiên đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nghẹn ngào hỏi. Không trách Uyển Thiên Thiên kinh ngạc, cướp qua nhiều như vậy mộ, còn gặp qua trước mắt tình hình như vậy. Cảm giác bên trên, đây cũng không phải là cổ mộ hẳn là có kiến trúc cách cục, mà là chỗ thân ở nơi nào đó cổ đại trong đường phố, ngay tại cách bọn họ cách đó không xa. Thậm chí còn có một tòa tảng đá kiến tạo phòng ốc. Tựa như là một cái thị trấn. Đàm Hiên quan sát một chút xung quanh tình huống, cũng nhíu mày. Mặc dù đã mắt thấy mới là thật,
nhưng mọi người lý trí lại rất khó tiếp nhận loại tình hình này. Cái này sao có thể? Uyển Thiên Thiên thì thào nói. Dưới đất, làm sao lại xuất hiện dạng này một cái thị trấn? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trợ quỷ? Liễu Chính ngược lại là duy trì chấn định, thấp giọng nói, Uyển tiểu thư, chúng ta chính là đến tìm tòi nghiên cứu lại. Hắn phụ trách 717 văn phòng, liền gọi là không phải hiện tượng tự nhiên ban điều tra lý văn phòng. Hòa nói bên trong tiếp xúc, đều là loại này vượt qua lẽ thường hiện tượng, dùng hiện đại khoa học lý luận rất khó giải thích được. Nghe nói tại rất nhiều quân sự cường quốc, đều có cùng loại tổ chức. Tại xác định thế giới ngầm không khí không có vấn đề gì về sau, Liễu Chính dẫn đầu hướng về phía trước vừa đi đi. Tiêu Phàm cầm Uyển Thiên Thiên tay nhỏ, hạo nhiên chính khí lưu chuyển, đem Uyển Thiên Thiên bảo vệ. Mặc dù tối hôm qua làm một chút cần thiết chuẩn bị, nhưng đó là vì ứng đối phi thường tình huống mà giữ lưu chuẩn bị ở sau, vạn nhất Tiêu Phàm không rảnh bận tâm đến Uyển Thiên Thiên thời điểm, nàng cũng có thể độc lực trèo chống một đoạn thời gian. Chỉ cần điều kiện cho phép, Tiêu Phàm liền không muốn để Uyển Thiên Thiên bại lộ tại cái này tràn đầy âm trầm trầm khí tức hoàn cảnh bên trong. Đây đúng là một căn phòng, Liễu Chính nói, đi tới kia tòa nhà thạch ốc trước đó, làm bằng gỗ đại môn đã hủ hỏng, có thể nhìn thấy trong phòng bày biện, có thể minh bạch không sai lầm làm ra phán đoán, rất nhiều năm trước, có người từng tại trong gian phòng này sinh hoạt qua. Bất quá nơi đây 10 điểm ẩm ướt, trong phòng phàm là làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, sớm đã mục nát không chịu nổi, chỉ có một ít gốm chế khí mãnh vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Kỳ tích, Uyển Thiên Thiên đánh giá trong phòng hết thảy. Tự lẩm bẩm. Đây là khảo cổ học bên trên phát hiện trọng đại. Nói thật, Uyển Thiên Thiên tự nhiên sẽ không để ý đây có phải hay không là khảo cổ học bên trên phát hiện trọng đại. Lấy nàng ánh mắt chuyên nghiệp, cơ hồ liếc thấy được đi ra, những này phổ thông đồ gốm cầm tới bên ngoài đi, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Mà lại vô cùng có khả năng ở trong đó tìm tới hiếm thấy chân phẩm. Nếu như nơi này thật sự là đường triều thời kỳ cuối nơi nào đó thị trấn. Uyển tiểu thư, chúng ta không phải đến trộm mộ. Đàm Hiên lạnh lùng nói, Uyển Thiên Thiên lơ đễnh, hì hì cười một tiếng, nói, Đàm A Di, lần này ý kiến của chúng ta nhất trí. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, ta không ngại lấy chút tiểu vụn vặt ra ngoài. Dựa theo chúng ta giữa các hàng quy củ, người gặp có phần, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không thiếu Đàm A Di kia một phần. Đàm Hiên hừ lạnh một tiếng, đang muốn chế giễu lại, lại bỗng nhiên giơ lên song mi. Chỉ thấy một đạo mơ mơ hồ hồ bóng đen. Bỗng nhiên từ trong nhà đá phiêu nhiên mà ra, hướng về mọi người bay nhào mà tới. Âm phong Phật thể, quỷ khí âm trầm, khiến người lập tức liền lên một lớp da gà. Yêu nghiệt, lớn mật, đứng ở phía trước Liễu Chính một tiếng gầm thét, trong tay màu vàng ngọc như ý vung lên, vàng mênh mông trùm sáng tránh hiện ra, thê lương quỷ gào bỗng nhiên vang lên, lại im bặt mà dừng. Vàng mênh mông trùm sáng hiện lên chỗ, quỷ ảnh từ đó nứt thành hai nửa, lập tức hóa thành điểm điểm hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Mao Sơn đạo pháp, quả nhiên sắc bén. Liễu chủ nhiệm, như thế nào? Chốc lát, Tiêu Phàm hỏi. Trừ vừa rồi cái bóng đen kia, trong phòng lại không có cái khác quỷ vật ra quấy phá. Liễu Chính sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu một cái, nói, đúng là quỷ mị chi vật. Tại phương diện này, Liễu Chính kinh nghiệm hẳn là phong phú nhất, có thể xưng đại sư. Liền xem như Tiêu Phàm, khu quỷ hàng yêu kinh nghiệm, cũng còn kém rất xa vị này Mao Sơn đại đức. Cùng cái khác ba cái địa phương quỷ mị, là đồng dạng sao? Tiêu Phàm lập tức lại hỏi. Trên cơ bản giống nhau. Bất quá, nơi này sát khí rõ ràng so cái khác hai cái địa phương càng nặng, cùng đông bắc tòa thành thị kia dưới mặt đất quỷ mị giống nhau. Ta phân tích, đây là bởi vì, hai địa phương này tử thương, đại bộ phận phân là chiến sĩ, bình dân tương đối ít. Sinh khi làm nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Uyển Thiên Thiên kinh ngạc nói. Là chuyện như vậy. Năm đó nơi này tử thương đều là giặc cỏ, nguyên bản liền oán khí trùng thiên, rất không cam tâm bọn hắn thất bại. Loại này oán khí tụ tập cùng một chỗ, rất dễ dàng vì lệ quỷ, tất cả mọi người cẩn thận chút. Liễu Chính ngữ khí, càng thêm nghiêm túc ngưng trọng. Chương 560, quỷ binh thượng. Cái này dưới mặt đất chợ quỷ kích thước to lớn, vượt qua mọi người dự kiến. Lại có hai đầu rộng rãi đường đi, nhảy lên quét ngang, thập tự giao nhau. Đương nhiên, dạng này quy mô, so sánh với Hồng Sơn Trấn còn muốn hơi kém một chút, thế nhưng là, đây là đang dưới mặt đất, không biết chôn sâu bao nhiêu năm. Dạng này quy mô thập tự giao nhau đường đi, trên cơ bản hoàn chỉnh bảo trì xuống dưới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thập tự giao nhau, thập tuyệt chi địa, xa xa nhìn qua chợ quỷ trung ương hai con đường giao nhau chi địa, Liễu Chính sửng sốt, thì thào nói. Mặc dù, đây không phải dòng sông, cũng không phải vực sâu,
nhưng chôn sâu lòng đất, lại thật sự hình thành thập tuyệt chi địa cuối cùng hai loại đặc thù. Cứ việc bát môn khóa vàng chỉ là có được tám tuyệt chi địa hình thức ban đầu, cái này hai đầu thập tự giao nhau đường đi, cũng không phải tự nhiên sinh thành dòng sông cùng vực sâu, mà là nhân công kiến trúc. Nhưng mà hai loại chung vào một chỗ, quả thật có thập tuyệt chi địa cơ bản đặc thù, coi như không thể cùng chân chính thập tuyệt chi địa đánh đồng, nơi này hung sát chi khí, cũng đã nồng nặc tan không ra. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Uyển Thiên Thiên kinh hô lên, kia là đống xác chết. Tiêu Phàm trầm giọng nói, cũng không lo được sẽ hay không gây nên đoàn người kinh ngạc, trong đôi mắt, lục quang oánh oánh lấp lánh, thiên mục thần thông vận chuyển tới cực hạn, đem thập tự giao nhau giao lộ một cái kia to lớn gồ lên, mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng. Là tầng tầng lớp lớp chồng chất thi thể, đã nhiều năm như vậy, sớm đã hóa thành bạch cốt, chồng tích như sơn, bốn phía quỷ hỏa lân lân, âm phong thê thê, biết bao khiếp người. Cái này không khoa học, Uyển Thiên Thiên kêu lên, cứ việc thanh âm của nàng ép tới rất thấp, nhưng trên mặt biểu lộ cùng cái cổ ở giữa bạo trán gân xanh đều rõ ràng mà tỏ vẻ, nàng tại dốc hết toàn lực thét lên. Nàng, không tin nhìn thấy trước mắt đến sự thật, tại bất luận cái gì một người bình thường trong mắt, trước mắt đây hết thảy đích xác không chân thực, quá phá vỡ. Một cái cổ đại thị trấn, bởi vì địa chất vận động bị chôn ở lòng đất, cái này không có vấn đề, cho dù ai đều có thể tiếp nhận. Cái này cổ đại thị trấn ở trung tâm, chất đống như núi thi cốt, xác thực dọa người, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, nơi này từng là một cổ chiến trường, ở đây bị giết giặc cỏ, căn cứ sử thư ghi lại, vượt qua 50.000 số lượng. Nơi xa cái kia thi cốt chồng, nhìn qua như là đồi núi nhỏ, thật muốn mảnh tính toán ra, nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn người thi hài, xa xa không đến vạn số. Nơi này đã từng là một cái cổ đại chiến trường, trận. Điểm này, mọi người tại chỗ đều nhất trí nhận định, không có vấn đề. Mấu chốt là, làm sao có thể dưới đất hình thành dạng này một cái hoàn chỉnh không gian. Địa chất vận động bao phủ kín nơi này, kia nhất định là vàng thau lẫn lộn, đường đi cũng tốt, phòng ốc cũng được, hẳn là đều bị bùn cát vùi lấp phải rắn rắn chắc chắc. Rất nhiều cổ mộ, chính là như vậy bị đội khảo cổ tại trong bùn một chút xíu thanh lý ra. Nếu như đây là một vị nào đó hoàng đế địa cung, có xây mái vòm, như vậy dưới mặt đất đường đi bảo trì hoàn chỉnh, chính là đương nhiên. Nhưng mà nơi này không phải địa cung, nơi này là cổ đại đường đi. Đến cùng là một loại gì lực lượng, để cái này cổ đại thị trấn đường đi, một mực hoàn chỉnh không thiếu sót bảo tồn trong lòng đất. Tuyệt đối không phải tự nhiên chi lực, càng thêm sẽ không là nhân công chi lực. Cho nên, Uyển Thiên Thiên mới kêu to không khoa học. Tại nàng trộm mộ kiếp sống bên trong, nàng chưa hề gặp qua tình hình như vậy. Thần kinh hơi yếu ớt một điểm người, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Uyển tiểu thư, đây quả thật là không khoa học, đây là siêu tự nhiên chi lực. Chốc lát, Liễu Chính thấp giọng nói, nhưng lại chưa biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Làm 717 văn phòng người phụ trách, cùng loại siêu tự nhiên tình huống, hắn thấy nhiều, sớm đã không thấy kinh ngạc. Người trước kia không có đụng phải tình huống như vậy, kia là người vận khí tốt. Đàm Hiên lạnh lùng nói, lời nói mang theo sự châm chọc. Người trước kia trộm mộ thời điểm, nếu như đụng phải cùng loại tình hình, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói với chúng ta à? Uyển Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, Đàm A Di, người nói quá đúng, vận khí ta nhất quán không sai. Trước đó không lâu không cẩn thận bị thương, kết quả liền bị Tiêu Phàm cứu. Đàm A Di, ngài có muốn biết hay không, hắn là thế nào chữa thương cho ta? Không là vận khí tốt, là thời cơ chưa tới. Tiêu Phàm bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Uy, Uyển Thiên Thiên lập tức không lo được cùng Đàm Hiên đấu võ mồm, cũng không lo được nơi xa ngã tư phố trồng tích như sơn thi cốt, liền hướng phía Tiêu Phàm trừng to mắt nâng lên miệng, thở phì phì. Tiêu Phàm câu nói này, làm sao nghe làm sao có không phải không báo giờ cơ chưa tới ý tứ, biết Đàm Hiên là sư tỷ của ngươi, nhưng ta là nữ nhân của ngươi, ngươi đến cùng giúp ai đâu. Tiêu Phàm lại không để ý tới nàng, trong đầu hiện ra tại Ma Cưu Trang Viên thế giới ngầm nhìn thấy Thiên Quỷ Chi Môn, cùng tòa kia điêu khắc nền móng bên trên điêu khắc lời nói. Mặc dù một cái tại Nam Dương, một cái tại sông Hán nội địa, cách xa mấy ngàn dặm, tựa hồ không chút nào giáp với. Nhưng mà U Minh thế giới, từ không có thể dựa theo lẽ thường đi ước đoán. Ma Cưu Trang Viên thế giới ngầm Thiên Quỷ Chi Môn, tựa hồ liền loáng thoáng nói đến, dưới mắt thời cơ đã đến, Thiên Quỷ Chi Môn tức sắp mở ra, Thiên Quỷ sắp nhập thế, nhân gian cõi hiên vui đem biến thành đất ngọn nguồn địa ngục. Lúc ấy Tiêu Phàm trong lòng liền có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Đem sắp rời đi Nam Dương không lâu, lập tức ngay tại Hồng Sơn chấn lòng đất nhìn thấy dạng này kỳ quỷ tình hình, Tiêu Phàm tin tưởng, tuyệt đối không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Trong lúc này,
hẳn là có một loại nào đó tất nhiên liên hệ, chỉ là trong lúc nhất thời, hắn còn đến không kịp đem mối liên hệ này tìm ra mà thôi. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất tựa hồ bỗng nhiên lên run run một hồi, phảng phất nghe tới chỉnh tề tiếng bước chân. Cứ việc đây chỉ là một loại nào đó ảo giác, nhưng ở các bộ não người bên trong, lại thật sự cảm nhận được loại này run run, cũng thật sự nghe tới chỉnh tề tiếng bước chân, giống như có một chi đội ngũ, chính xếp hàng hướng bên này bắn tới. Còn không có cùng đoàn người lấy lại tinh thần, bọn hắn liền thấy chi này bộ đội. Một đoàn đen xì bóng người, sắp xếp thành chỉnh chỉnh tề tề ba cái cánh quân, trên vai khiêng dài súng, bước đi chỉnh tề, đang từ bên phải đường đi chậm rãi bắn tới. Những bóng người này, đại khái cùng Tiêu Phàm bọn người trước mấy ngày thấy qua cùng vừa rồi tại trong nhà đá lao ra cái bóng đen kia không sai biệt lắm. Chỗ khác biệt chính là, lúc trước thấy qua tất cả bóng đen, đều là tay không tấc sắt, không có mang theo binh khí. Cái này ba hàng cánh quân bóng đen, lại rõ ràng khiêng dài súng, là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Thậm chí, bọn chúng còn mang theo mũ giáp, mặc khôi giáp. Vô luận dài súng, mũ giáp hay là giáp trụ, tất cả đều là đen xì, nhìn không rõ ràng, không biết là có hay không đều từ hắc vụ âm khí ngưng kết mà thành, hoặc là, thật sự có những vũ khí này giáp trụ tồn tại. Thế giới ngầm đen nhánh âm u, cứ việc đoàn người đều mang theo thiết bị chiếu sáng, tầm nhìn hay là rất thấp, còn lâu mới có thể cùng trên đất thế giới đánh đồng. Dù coi như Tiêu Phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, cũng thấy không chân thiết. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn thiên nhãn thông mới vừa vặn cất bước, xa chưa đạt tới viên mãn cảnh giới. Bất quá cảm giác bên trên, chi này quỷ mị quân đội xa so lúc trước gặp phải một cái quỷ vật phải cường đại hơn nhiều. Cái này, đây là vương tiên chi giặc cỏ quân đội a? Uyển Thiên Thiên thấp giọng hỏi. Căn cứ Tiêu Phàm suy đoán, nơi này hẳn là đường kết thúc nghịch tặc Mương Khôi vương tiên chi chôn xương chỗ, bỗng nhiên trong lòng đất chợ quỷ nhìn thấy tên này một chi giáp trượng chỉnh tề, uy nghiêm túc sát quân đội, cũng khó trách Huyền Thiên Thiên có thể như vậy nghĩ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng. Cổ tay khẽ đảo, hai tay ở giữa đều cầm một chồng phù lục. Vô cực môn phù lục luyện chế không dễ, mỗi một tấm bùa chú đều muốn người luyện chế lấy bản thân chân khí pháp lực quán chú trong đó. Đơn giản đến nói, phù lục kỳ thật chính là một loại nào đó một lần họ tiêu hao pháp khí, thuật sư bình thường không cùng người ta tranh đấu lúc, đem chân khí của mình pháp lực quán trú tại phù lục bên trong bảo tồn, thời khắc mấu chốt để mà đối địch, tiết kiệm bản thân pháp lực. Cũng may Tiêu Phàm họ cách chính là trầm ổn nặng nề, không đánh vô chuẩn bị chi cầm, những năm gần đây, nhàn hạ thời điểm, luyện chế đại lượng phù lục. Bình thường không cùng người ta tranh đấu, tại luyện chế phù lục lúc tiêu hao đại lượng chân khí pháp lực, cũng có thể làm là một loại nào đó thực chiến luyện tập. Sự thật chứng minh, làm như vậy hiệu quả coi như không tệ, Tiêu Phàm chẳng những chân khí tăng nhiều pháp lực tinh tiến vào, luyện chế phù lục kỹ xảo cũng là đã tốt muốn tốt hơn, có thể xưng đại sư tiêu chuẩn. Tại đem chân khí bản thân pháp lực vì phù lục chi lực lúc, sẽ không thể tránh né phải bị nhất định hao tổn. Phù lục bảo tồn thời gian càng dài, hao tổn pháp lực thì càng nhiều, đến nhất định thời điểm, phù lục liền mất đi tác dụng. Chế phù người năng lực cao thấp, ngay tại ở luyện chế phù lục uy lực lớn tiểu cùng bảo tồn thời gian dài ngắn. Lấy Tiêu Phàm chế phù tiêu chuẩn, chỗ luyện chế ra đến mạnh nhất phù lục, thậm chí đã tương đương với hắn tự mình ra tay năm thành uy lực. Mà tại luyện chế dạng này lớn uy lực phù lục thời điểm, Tiêu Phàm nhất định phải toàn lực thi triển. Nói cách khác, ước chừng có một nửa chân khí pháp lực tại luyện chế phù lục quá trình bên trong tổn thất hết, chỉ có một nửa có thể chứa đựng xuống tới. Cái này đã phi thường không tầm thường. Phổ thông thuật sư luyện chế phù lục, có thể có một hai thành uy lực, liền đã rất không tệ. Về phần loại kia tương đương với nguyên chủ nhân một kích toàn lực phù lục, ngay cả Tiêu Phàm đều chỉ là nghe nói, từ không tìm được qua cùng loại luyện chế chi thuật. Loại kia phù lục, tương đương với yêu cầu tại trong quá trình luyện chế không có bất kỳ cái gì chân khí pháp lực hao tổn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Hòa nói bên trong, Tiêu Phàm lấy phù lục đối địch, thường thường bất quá là một hai tấm liền có thể có hiệu quả. Chỉ có trước đó không lâu cùng ma cưu đối chiến, mới tiêu hao không ít phù lục, trở lại chỉ thủy xem, lại luyện chế một chút bổ sung hao tổn. Bây giờ đối mặt nguyên một chi quỷ binh, Tiêu Phàm tự nhiên hào không tiếc rẻ. Cái này thế giới ngầm trợ quỷ, kỳ quỷ vạn phân, tràn đầy không thể biết nguy hiểm, còn có Uyển Thiên Thiên cần hắn bảo hộ, Tiêu Phàm tự nhiên chỉ có thể là bảo tồn thể lực của mình, chân khí cùng pháp lực, để ứng phó lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Uyển Thiên Thiên chậm rãi lộ ra mình son phấn kiếm. Chuôi này son phấn kiếm, buổi tối hôm qua Tiêu Phàm đã từng chuyên môn vì đó ra chỉ qua, trừ phù lục bên ngoài, thậm chí còn vận dụng tạo hóa điểm. Đối phó quỷ vật, son phấn kiếm thướt tha có dư.
chỉ cần có khắc chế quỷ vật pháp khí, Uyển Thiên Thiên thân thủ cũng không cần hoài nghi, thứ nhất nữ ma đầu chi danh, tuyệt không phải gọi không. Liễu Chính, Đàm Hiên, Lục Ninh Trần bọn người, cũng không chớp mắt tiếp cận kia đại đội quỷ binh, không hẹn mà cùng làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Chương 561, quỷ binh, hạ. Ba hàng chỉnh tề cánh quân duy trì lấy không nhanh không chậm tốc độ, trực tiếp hướng về thập tự nhai trước mồm tiến vào, tại thập tự nhai miệng đống xác chết trước dừng bước, bỗng nhiên quay đầu hướng bên này nhìn sang. Những quỷ binh này ngũ quan đều đủ, tận quản ánh mắt của bọn hắn cái mũi miệng ở trên mặt đều chỉ là rất mơ hồ hư ảnh, nhưng cho người cảm giác, bọn hắn quả thật có ngũ quan, có cảm giác. Cùng nhau hướng bên này chuyển hướng thời điểm, Tiêu Phàm bọn người liền có bị vô số người tiếp cận cái loại cảm giác này. Bá ba hàng cánh quân quỷ binh đồng loạt hướng về phía trước rất ra tay bên trong màu đen dài súng. Phi thường chỉnh tề vạch một tiêu chuẩn động tác, bọn chúng khi còn sống, nhất định là nghiêm chỉnh huấn luyện cường binh. Một mực giữ im lặng Lục Ninh Trần rốt cục nhịn không được mở miệng, ngữ khí nói không nên lời kinh ngạc tán thưởng, thật giống như hắn đối mặt chính là một chi chân chính quân đội. Trên thực tế, so gặp được chân chính quân đội muốn nguy hiểm được nhiều. Không có nghe được bất luận cái gì hiệu lệnh thanh âm, ba hàng cánh quân quỷ binh cấp tốc thay đổi đội hình, từ cánh quân biến thành hàng ngang, mỗi đội 8 người, vừa vặn đem đường đi đứng được tràn đầy. Sau đó, nện bước không chậm không nhanh bộ pháp, màu đen dài súng nhô lên, đồng loạt hướng về bên này đè ép tới. Bày trận mà chiến, đây là vũ khí lạnh thời đại tiêu chuẩn nhất cũng nhất có uy lực bộ binh chiến thuật, có thể mức độ lớn nhất phát huy thương binh lực sát thương. Cứ việc chi này tuần tra quỷ binh đội ngũ chỉ có không đến 100 người dáng vẻ, nhưng còn xa so một đoàn đám ô hợp không có kết cấu gì xông lên chém lung tung loạn giết muốn khó đối phó được nhiều. Tám liệt hàng ngang, đem mặt đường hoàn toàn nhồi vào, không có chút nào khe hở, bất kỳ cái gì địch thủ đều mơ tưởng đầu cơ trục lợi, từ một bên lẻn qua đi. Muốn đi qua, chỉ có thể cứng đối cứng, đem những này binh toàn bộ diệt sát hoặc là đánh tan. Thậm chí, ngay cả bọn chúng trong tay nắm lấy màu đen dài súng, dài ngắn đều là nhất trí, ước chừng chừng 2 mét, tương đương thành đường chế, ước chừng là dài 8 thước, chính là đường kết thúc trong quân đội chế thức mộc súng tiêu chuẩn chiều dài. Tại dạng này nhỏ hẹp mặt đường bên trên, đối mặt 100 tên mặc giáp mộc thương binh, đám ô hợp cho dù có 1.000 người, cũng không đủ giết. Chớ đừng nói chi là, Tiêu Phàm bọn hắn chỉ có 5 người. Trong lúc này, Tiêu Phàm bọn hắn duy nhất có thể may mắn chính là, bọn hắn gặp phải, cũng không phải thật sự là sống sờ sờ binh. Mà là một chi nhìn qua giống binh, trên thực tế lại là quỷ vật quỷ binh. Bọn chúng hình thể, bọn chúng khôi giáp, bao quát bọn chúng trong tay dài súng, đều không phải chân thực, mà là từ âm khí ngưng tụ mà thành. Đối với người bình thường đến nói, kia là đáng sợ đến cực điểm binh khí, nhưng đối với thuật sư mà nói, nhưng lại chưa không thể ứng đối. Nếu như đối mặt chân chính mộc súng, bình thường pháp thuật phù lục bất lực, nhưng mà đối mặt âm súng, vậy liền không nhất định. Tiêu Phàm không có vội vã xuất thủ. Hắn cùng Uyển Thiên Thiên ở phía sau, đứng tại phía trước chính là Liễu Chính Đàm Hiên cùng Lục Ninh Trần. Lục Ninh Trần động tác nhất nhanh, cánh tay vừa nhấc, từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô, gỡ xuống nút gỗ, ngửa cổ một cái, uống một ngụm chất lỏng ngậm trong miệng, sau đó há mồm phun một cái, một đại cổ hơi nước trắng xóa, hướng về đối diện chỉnh chỉnh tề tề đè ép tới quỷ binh phun đi. Cỗ này hơi nước không có có cái gì đặc biệt khí tức, Tiêu Phàm nghe được đi ra, hẳn là thanh thủy. Bảo đảo thượng thanh phái truyền thừa, tựa hồ đặc biệt trung tình tại dùng thanh thủy làm diệt quỷ pháp khí. Liễu Chính động tác cũng không chậm, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, trong tay phải màu vàng ngọc như ý nhẹ nhàng vung lên, lớn bồng vàng minh mông sương mù, phiêu dương mà lên, hướng quỷ binh trận liệt phủ tới. Đàm Hiên không có động tác, hiển nhiên, nàng đối Liễu Chính có lòng tin, Tiêu Phàm đối Liễu Chính cũng có lòng tin, hắn lòng tin, liền bắt nguồn từ Đàm Hiên. Cứ việc Đàm Hiên chỉ là chỉ thủy tổ sư ký danh, tính không được vô cực môn chân chính truyền nhân, Tiêu Phàm lại rất rõ ràng vị sư tỷ này bản sự cùng tỷ họ, ngạo khí rất, người bình thường rất khó chiếm được nàng cho phép. Bây giờ lại bồi tiếp Liễu Chính đi ba cái địa phương, đồng thời một mực lấy Liễu Chính làm chủ, mình ở hiệp trợ vị trí. Đương nhiên ở trong đó có thực hiện chức trách thành phần ở bên trong, thế nhưng Liễu Chính nhưng nếu không có bản lĩnh thật sự, Đàm Hiên tuyệt sẽ không cho hắn mặt như vậy mặt. Trắng xóa hơi nước cùng vàng minh mông sương mù, kẻ trước người sau, cùng đại đội quỷ binh chính diện nghênh kích cùng một chỗ. Hơi nước lướt qua, một trận suy suy âm thanh âm vang lên, phảng phất ngưng kết mỡ bò gặp vẩy ra hỏa tinh, bị hơi nước phun đến ba tên quỷ binh, khôi giáp cùng trên người bốc lên nhẹ nhẹ hắc vụ, thân thể bị tan ra từng cái trống rỗng, lại nửa điểm cũng chưa từng dừng bước lại, vẫn như cũ nâng cao dài súng,
hướng bên này đánh tới. Một bên khác, vàng mênh mông sương mù che xuống, hàng thứ nhất dựa vào trái 5 tên quỷ binh, theo sương mù hạ xuống, một chút xíu tiêu tán, sương mù tan hết thời điểm, kia 5 tên quỷ binh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp, Lục Ninh Trần trên mặt sắc mặt giận dữ hiện lên, khoát tay, liền muốn lần nữa uống xong trong hồ lô thanh thủy, đối ba tên bị thương quỷ binh phát động lần công kích thứ hai, một cái tay ấm áp trưởng từ sau lưng đưa qua đến, dựng trên vai của hắn. Địch tình không rõ, không thể liều mạng, chú ý tiết kiệm pháp lực. Lập tức, bên tai truyền đến Tiêu Phàm giọng ôn hòa, cùng nó nói là khuyên bảo, không bằng nói là quan tâm. Còn không có cùng Lục Ninh Trần kịp phản ứng, mắt bên cạnh hồng mang lóe lên, một tấm bùa chú bắn ra, ở giữa không trung giấy lên lửa cháy hừng hực, lập tức hóa thành kim quang lóng lánh hỗn độn đồ án, đón gió lớn lên, gào thét mà qua, ba tên bị xương trắng ăn mòn quỷ binh, nháy mắt tan biến ở vô hình. Hỗn độn đồ án không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước bay vụt, lại có 5-6 tên quỷ binh tại kim quang lóng lánh hỗn độn đồ án bên trong tan thành mây khói. Lục Ninh Trần không khỏi ngây ngốc một chút, thượng thanh truyền thừa, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là phù lục phái, nhưng hắn tâm lý nắm chắc, tự luyện chế phù lục, tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Vừa rồi đoàn kia hơi nước, kỳ thực liền bao hàm hắn thuật pháp cùng pháp lực, một kích phía dưới, vẻn vẹn chỉ là làm ba tên quỷ binh bị thương. Lại mảy may cũng không có thể ngăn cản bọn chúng trước tiến vào bộ pháp. Cần muốn tiến hành lần công kích thứ hai, mới có thể có hiệu quả. Không ngờ Tiêu Phàm vừa ra tay, nhìn như đơn giản một tấm bùa chú, liền tiêu diệt gần 10 tên quỷ binh. Một mặt là vận dụng bản thân pháp lực có thể phát huy đến cực hạn uy lực, một phương diện thì là phù lục chi lực, nhiều nhất có thể phát huy 2-3 thành uy lực. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Bất quá, Lục Ninh Trần giật mình. Tiêu Phàm trong lòng so hắn càng thêm kinh ngạc. Những quỷ binh này mạnh, vượt qua dự liệu của hắn. Một tấm bùa chú xuất thủ, chỉ cần diệt không đến 10 tên quỷ binh, liền uy năng hao hết, hóa thành hư vô. Những quỷ binh kia tựa hồ đối với hết thảy đều không sợ hãi, mười mấy tên đồng bào thoáng qua bị diệt sát, mảy may cũng không ảnh hưởng bọn chúng cảm xúc, vẫn như cũ nện bước chỉnh tề bộ pháp, nâng cao dài súng, không chậm không nhanh hướng lấy phía trước đánh tới. Vàng mênh mông sương mù lần nữa giơ lên, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án cũng liền chấp liên tục động, không đến một thời gian uống cạn chung trà, cái này một đội tuần tra gần 100 tên quỷ binh liền bị diệt giết sạch sành xanh, mặt đường lên một chút tử lại trở nên tầm mắt trống trải. Cảm giác bên trên, những quỷ binh này tựa hồ cũng không phải khó như vậy đối phó. Liễu Chính cùng Tiêu Phàm liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy u buồn chi ý. Như thế một trận tao ngộ chiến quá khứ, Liễu Chính khí tức, hơi hơi có chút suy yếu. Xem ra thôi động cái kia màu vàng ngọc như ý đối địch, có chút tiêu hao chân khí pháp lực. Uyển Thiên Thiên cũng có chút hé miệng, tê tê hút lấy hơi lạnh, thấp giọng nói, Tiêu Phàm, sử thư ghi lại, một lần kia quan quân ở đây giết chết 50.000 giặc cỏ. Tiêu Phàm gật gật đầu, cái này sự thật lịch sử, cũ đường sách mới đường sách tư chỉ thông giám đều có ghi chép, đại khái số lượng là nhất trí. Vương Tiên Chi bộ cỏ tặc bị từng nguyên dụ xuất lĩnh quan quân vây quanh, chém giết hơn 50.000 người. Vương Tiên Chi chiến tử, chỉ có cực thiểu số giặc cỏ phá vây mà đi, đi về hướng đông phụ thuộc một cái khác đại ma vương Hoàng Sào, tiếp tục làm hại nhân gian. Kia muốn giết hết bọn chúng, phải phí bao nhiêu khí lực. Nhìn qua, Liễu Chính cùng Tiêu Phàm diệt sát cái này đội quỷ binh, gọn gàng, không tốn sức chút nào. Nhưng những quỷ binh này không đủ 100 số, cùng 50.000 tương đối mà nói, quả thực chính là 9 châu một mao. Nếu thật là 50.000 quỷ binh cùng nhau đánh tới. Dạng này không ngừng tiêu hao chân khí pháp lực, coi như Tiêu Phàm Liễu Chính đảm hiên pháp lực lại thâm hậu, cũng vô sự vô bổ, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là 50.000 bị giết giặc cỏ sau khi chết đều có thể ngưng tụ oán khí, hóa thành quỷ binh. Liễu Chính nhẹ nhàng thở một hơi, nói, Uyển tiểu thư, đã đến nơi này, cũng nên tra cái tra ra manh mối. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mọi người đồng tâm hiệp lực, hẳn là cũng có thể giết ra ngoài. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ gặp phải, hẳn là chỉ là một cái đội tuần tra, cũng không có đặc biệt lợi hại quỷ vật ở trong đó. Kế tiếp là không phải còn có dạng này, vận khí tốt kia sẽ rất khó nói. Uyển Thiên Thiên đưa ra khác biệt ý kiến. Nói đến, Uyển Thiên Thiên mới là đoàn người này bên trong nhất chỉ sợ thiên hạ bất loạn họ cách. Trong lúc này, nàng cũng không phải là sợ phiền phức, nàng chỉ là ưa thích cùng người tranh cãi mà thôi. Nếu như cùng nàng đối thoại chính là Tiêu Phàm. Xem chừng Uyển Thiên Thiên liền sẽ không có nhiều như vậy nghi vấn. Đàm Hiên không nói một lời, cất bước đi thẳng về phía trước.
Lục Ninh Trần cũng không hẹn mà cùng phóng ra bước chân. Người này họ Cách, quật cường vô so. Cứ việc Uyển Thiên Thiên nói không phải là không có đạo lý, nhưng dưới mắt để hắn biết khó mà lui, kia là tuyệt đối không thể. Đi, Tiêu Phàm giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, cũng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Càng đi về phía trước, kia một đống như núi thi hài liền thấy càng rõ ràng, từng cỗ bạch cốt, chồng chất cùng một chỗ, ngổn ngang lộn xộn, thiếu cánh tay thiếu chân, các loại hình thù kỳ quái, một chút nhìn không thấy bờ, tại dưới hoàn cảnh như vậy, dù coi như là nhất người dạn dĩ, cũng sẽ xương sống run lên. Làm phương Bắc cường hãn nhất trộm mộ, Uyển Thiên Thiên cổ mộ chui phải nhiều, giờ này khắc này cũng cảm thấy phải một cỗ hàn ý trực thấu cốt tủy, tựa hồ ngay cả huyết dịch cả người đều muốn đông cứng. Chậm rãi, một đoàn người đi tới núi thây trước đó, không hẹn mà cùng dừng bước, không nguyện ý quá mức tới gần. Những này thi hài, bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân, sớm đã hóa thành bạch cốt, không có khí tức hôi thối, nhưng kia cỗ mốc meo hương vị, hay là đập vào mặt, khiến người ngạt thở. Ông trời của ta nha! Uyển Thiên Thiên chậm rãi ngẩng đầu, một mực đi lên nhìn, miệng bên trong không chịu được lên tiếng kinh hô. Ngay lúc này, nguyên bản vây quanh núi thây không ngừng nhảy vọt xanh mênh mang quỷ hỏa bỗng nhiên trở nên cực kỳ tràn đầy, thật giống như có người cho đống xác rội mấy thùng xăng, ngọn lửa bỗng nhiên luồn lên lão cao, cực kỳ dọa người. Chương 562, Bạch Cốt Khô Lâu Thượng. Núi thây đỉnh chóp, phát ra kéo kẹt dọa người tiếng vang. Tiêu Phàm kéo một phát Uyển Thiên Thiên, phiêu nhiên lui về sau đi. Không phải sợ hãi, mà là bọn hắn chỗ đứng cách núi thây tương đối gần, coi như ngửa đầu, cũng rất khó nhìn rõ ràng núi thây đỉnh chóp phát sinh tình hình. Tất cả mọi người lui về sau, chỉ thấy núi thây đỉnh chóp, một cỗ bạch cốt khô lâu chính chậm rãi đứng lên, cái này cỗ bạch cốt khô lâu, đầu đội mũ sắt, người khoác thiết giáp, giáp trụ phía trên, mảng lớn lân phiến đụng vào nhau, phát ra kim loại giòn vang. Cái này thiết giáp giáp lá thô to, ở giữa to hai đầu nhỏ, như là con thoi. Đây là chim chùy giáp. Uyển Thiên Thiên là người biết hàng, một chút liền đem cái này giáp trụ chế thức nhận ra được. Căn cứ sử thư ghi lại, chim chùy giáp năng lực phòng ngự cực mạnh, tại phòng chém năng lực bên trên, thậm chí vượt qua tướng lĩnh khoác núi Văn Khải, gần với thời Đường nổi tiếng nhất lực phòng hộ mạnh nhất Sáng Dực Khải. Đường triều thời kỳ cuối, phủ nội quy quân đội đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, đầu thời nhà Đường xa hoa đến cực điểm mạch đao binh, rốt cuộc khó tìm bóng dáng. Thiết giáp là cực kỳ khó được chiến lược tài nguyên, bình thường đến nói, có thể khoác chim chùy giáp người, tại cái kia hỗn loạn mà cằn cỗi không chịu nổi thời đại, tuyệt đối là cái nhân vật trọng yếu. Cái này cỗ bạch cốt khô lâu khoác trên người treo, chính là như vậy một kiện xa xỉ chim chùy giáp. Trong lòng đất chôn giấu ngàn năm lâu, thiết giáp bất hủ đã là kỳ tích, liên tục liên bện dây thừng, cũng còn hoàn hảo, có thể ngay cả nổi nặng nề giáp lá, liền càng là không thể tưởng tượng nổi. Cái này chim chùy giáp phi thường đầy đủ. Chẳng những có giáp ngực giáp lưng, còn có giáp vai cùng váy giáp. Như vậy một kiện đầy đủ nguyên trang chính bản chim chùy giáp, nếu như cầm tới bên ngoài đấu giá trên thị trường, chính là một món khổng lồ to lớn tài phú. Chỉ bất quá, sẽ tự hành đứng thẳng lên bạch cốt khô lâu, Uyển Thiên Thiên trộm mộ nhiều năm như vậy. Cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy, bạch cốt khô lâu dần dần đứng thẳng người, chỗ cổ lạc lạc rung động. Tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể từ đó bẻ gãy. Đầy đủ chế thức chim chùy giáp, nặng đến 20 mấy cân, gần 30 cân, cần cực kỳ cường tráng binh sĩ mới có thể khoác. Nếu không, đừng bảo là ra trận giết địch, binh lính bình thường mặc vào dạng này trọng giáp, lại tay cầm bằng sắt binh khí, đứng thẳng chưa tới một canh giờ. Liền sẽ tươi sống mệt mỏi đổ, mà bây giờ, hất lên cái này nặng nề giáp trụ, thế mà là một cỗ bạch cốt khô lâu. Bạch cốt khô lâu trong tay, chống một thanh lớn lên binh khí tam tiên lưỡng nhận đao. Cũng chính là đầu thời nhà Đường nhất phong hành mạch đao. Loại này mạch đao, nặng đến 20 mấy cân, thuần cương chế tạo, uy lực mạnh, khiến người không rét mà run. Thời Đường trung kỳ danh tướng, võ uy quận vương Lý Tự Nghiệp liền thiện dùng mạch đao. Sử năm Lý Tự Nghiệp xuất mạch đao đội như tường mà tiến vào cản Tự Nghiệp giả, nhân mã đều nát. Là bộ binh đối phó kỵ binh siêu cấp lợi khí. Khô lâu hai mắt chỗ, là hai cái lỗ đen, giờ phút này. Tại kia đen nhánh đáy mắt. Dần dần giấy lên hai đoàn đỏ tươi quỷ hỏa, thẳng tắp hướng núi thây dưới năm người vãng lai. Miệng hấp động, phát ra lạc lạc tiếng cười quái dị. Bộ khô lâu này, sống tới, cứ việc nó hay là bạch cốt đá lởm chởm, toàn thân trên dưới không nhìn thấy một tia huyết nhục. Lại thật sự cho người ta một loại sống tới cảm giác. Nhất là Uyển Thiên Thiên, cảm thấy cái này khô lâu trong mắt hai lân quang, thẳng tắp rơi trên thân nàng, toàn thân hàn mao lóe sáng. Hắn,
hắn là Vương Tiên Chi sao? Uyển Thiên Thiên thấp giọng hỏi. Bộ khô lâu này, người khoác chim chùy giáp, tay cầm mạch đao, coi như tại quan trong quân đội, cũng hẳn là cái đại nhân vật, lại càng không cần phải nói tại giặc cỏ bên trong, kia càng là nhân thượng chi nhân. Cần biết cái gọi là giặc cỏ, đó là chân chính vô sản lưu manh, nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều không có ăn, cái gọi là mấy chục nghìn mấy chục vạn đại quân, nhưng thật ra là dựa theo phụ thuộc giặc cỏ tổng số mà tính, vô luận nam nữ lão ấu, toàn diện đều tính một cái đầu người. Nghe vào lực lượng rất lớn, kỳ thực chân chính có thể chiến chi binh, 10 bên trong vô một, còn muốn bị đại lượng người già trẻ em liên lụy. Phổ thông giặc cỏ, có thể có một cây vót nhọn gậy gỗ khi phòng thân vũ khí, coi như vô cùng ghê gớm. Chim chùy giáp, mạch đao, kia là tuyệt đối xa xỉ trang bị. Khó trách Huyền Thiên Thiên gặp một lần phía dưới, nhất định người này là Vương Tiên Chi, giặc cỏ Mương Khôi. Huyền Thiên Thiên cảm giác quả nhiên không sai, cái này bạch cốt khô lâu hai mắt quỷ hỏa, đúng là rơi trên thân nàng, thẳng vào tiếp cận nàng, sau đó, một trận thanh âm ông ông tại toàn bộ thế giới ngầm về vang lên. Ta nói là ai quấy rầy đại tướng quân nghỉ ngơi, nguyên lai là cái tiểu nha đầu. Khô lâu mở miệng nói chuyện, thế giới này, triệt để phá vỡ. May mà vừa rồi đã kiến thức đến chỉnh tề vạch một quỷ binh đội tuần tra, gặp lại biết nói chuyện khô lâu, cũng là còn chịu nổi. Lại nói ở đây 5 người, không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi hạng người, trừ Huyền Thiên Thiên, nó dư 4 người đều là thuật sư, khu quỷ hàng yêu, thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Khô lâu tựa hồ đối với Tiêu Phàm bọn người không có chút nào hứng thú, chỉ là tiếp cận Huyền Thiên Thiên, thanh âm cổ quái, như là kim loại ma sát, lại miễn cưỡng có thể nghe được rõ ràng. Tiểu nha đầu, ngươi là ai hậu nhân, khí tức quen thuộc như vậy? Bạch cốt khô lâu tiếp tục ông ông hỏi, ngươi là ai? Sau khi hết khiếp sợ, Uyển Thiên Thiên rốt cục định thần lại nghĩ, cao giọng hỏi. Nó dư 4 người, tựa hồ đang vô tình hay cố ý ở giữa, đem Uyển Thiên Thiên bảo hộ ở chính giữa, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía núi thây chi đỉnh bạch cốt khô lâu. Ha ha ha, bạch cốt khô lâu ngửa mặt lên trời cười ha hả, ầm ầm tiếng vang, chấn người màng nhĩ. Các ngươi không biết đại tướng quân, ta chính là trời bù đắp đồng đều đại tướng quân, trong nước gia hào đô thống, Vương Tiên Chi Vương đại tướng quân. Quả nhiên là Vương Tiên Chi quỷ hồn. Phi, Uyển Thiên Thiên một ngụm xì trên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khinh thường. Một cái buôn lậu muối kẻ liều mạng, tạo phản phái đoàn tử, sát nhân ma vương, cũng dám tự xưng là cái gì đại tướng quân, hại không xấu hổ. Lớn mật, bạch cốt khô lâu gầm lên giận dữ, thế giới ngầm ông ông tác hưởng. Tiểu tiểu nữ tử, dám chế giễu đại tướng quân, thật sự là to gan lớn mật. Còn không ngoan ngoãn tiến lên, để đại tướng quân uống người máu, khôi phục huyết nhục chi thân, liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Vương Tiên Chi, nhảy lương tiểu sửu mà thôi, lấy giết đến nhiều người, chính là anh hùng a. Tiêu Phàm tiếp lời đầu, trầm giọng nói, chân chính anh hùng, có lớn đảm đương, lấy thiên hạ nhiệm vụ của mình. Nếu không, Trần Liên Quan hạng người, cũng có thể vương thiên hạ. Hoàng Sào Chi Lưu, cũng có thể mạt khỉ mà quan, tự xưng thiên tử. Đến cuối cùng, các ngươi nhóm này tạo phản lập nghiệp lưu manh ác đồ, còn không phải từng cái bỏ mình tộc diệt, ai có kết cục tốt rồi. Nhìn chung lịch sử, giặc cỏ chi họa, không dưới ngoại tộc chi họa. Người Hoa dân bị giặc cỏ độc hại nỗi khổ, mảy may cũng không tại dị tộc kẻ xâm lược phía dưới. A, à, Hoàng Sào, bạch cốt khô lâu bỗng nhiên lệch ra đầu, quỷ hỏa nhấp nháy hai mắt, tiếp cận Tiêu Phàm. Từ miệng bên trong phun ra mấy chữ. Hắn làm hoàng đế, tự xưng hoàng đế, mạt khỉ mà quan, di cười thiên cổ. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp, Tiêu Phàm cá tính, nguyên nhất quán bình thản, rất ít sinh khí. Lại không muốn tại cái này thế giới ngầm, đối một cái chết đi ngàn năm lão quỷ, nghiêm nghị trách cứ, không chút khách khí. Thực tế những này giặc cỏ cỏ tặc, cho hoa hạ dân tộc tạo thành quá sâu nặng cực khổ. Tướng thuật bên trong, loại người này bị đưa về ma vương liệt kê. Thực là chúng sinh tử địch. Những này ma vương nhiều tổn thế một ngày, nhân dân liền thụ nhiều một ngày độc hại. Hắn bị giết rồi, bạch cốt khô lâu tựa hồ đối với Hoàng Sào rất quan tâm, liên thanh truy hỏi. Đương nhiên, hắn chỉ nhiều hơn ngươi sống mấy năm mà thôi. Bị ai giết chết, bạch cốt khô lâu gấp hỏi tiếp. Bị chính hắn cháu trai Lâm nói giết chết. Trên một điểm này, ngươi mạnh hơn hắn, chỉ ít ngươi là chết tại từng đại soái quan quân trong tay, cũng coi như chết có ý nghĩa. Tiêu Phàm châm chọc nói, từng đại soái, a, à, ngươi nói là từng nguyên dụ tên hỗn đản kia a, à, ngươi là hắn người nào, hậu nhân sao, ngươi cũng họ Tăng, vừa đến từng đại soái chi danh, bạch cốt khô lâu lập tức liền bạo giận lên, giơ lên trong tay nặng nề mạch đao,
trùng điệp hướng xuống một xử, lập tức bạch cốt mảnh vụn vẩy ra mà ra. Dưới chân của hắn, không biết có bao nhiêu bộ khô lâu vỡ vụn. Dù là chết hơn ngàn năm, cái này bạch cốt khô lâu hay là oán khí trùng thiên. Nghịch tặc, Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai. Năm đó ngươi kéo cờ tạo phản, tạo chính là quan gia phản, cái gì muốn giết nhiều như vậy dân chúng vô tội. Hừ hừ, lão tử là đại tướng quân, trên trời tinh tú chuyển thế, giết mấy cái vô tri ngu dân, tính được cái gì? Những này nông thôn ngu phu ngu phụ, chính là sâu kiến mà thôi, sinh ra chính là người nô dịch đồ sát. Đó bất quá là vận mệnh của bọn hắn thôi. Im miệng, Tiêu Phàm lại là hét lớn một tiếng, nổi giận phừng phừng. Ngươi một cái tư dân buôn muối, thấp hèn vô so tặc nhân, xưng cái gì đại tướng quân, nói cái gì tinh tú chuyển thế. Ta nhìn ngươi là ma tinh phụ thể, luân ma vương trong tay sát nhân chi đao. Một cái khôi lỗi mà thôi, cũng dám ở chỗ này tự biên tự diễn. Khi thật không biết xấu hổ, Uyển Thiên Thiên giật mình nhìn qua Tiêu Phàm, nhận biết lâu như vậy, lần thứ nhất thấy Tiêu Phàm dạng này nổi trận lôi đình, tựa hồ cùng cái này bạch cốt khô lâu có một loại nào đó thâm cừu đại hận. A, à, tức chết ta, bạch cốt khô lâu cũng là hừng hực giận dữ, ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Xưng tên ra, đại tướng quân thủ hạ, không giết hạng người vô danh. Người Tiêu Phàm, Vô Cực Môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp, Vô Cực Môn, hừ hừ, đại tướng quân nghe nói qua, một cái giả thần giả quỷ giang hồ môn phái mà thôi, ta còn lấy ngươi là cái gì bên trên cùng xuất thân đâu, không gì hơn cái này. Giả danh lừa bịp, so buôn bán muối lậu còn muốn không bằng, có cái gì tốt tự khoe. Bạch cốt khô lâu khinh thường cười lạnh, những người khác lại giật nảy cả mình, Liễu Chính thấp giọng nói, Tiêu trưởng phòng, nghĩ không ra quý phái dạng này bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ngay cả chết đi hơn nghìn năm lão quỷ, năm đó đều nghe nói qua Vô Cực Môn, quả thực có chút khó tin. Cần biết năm đó thông tin, nhưng kém xa tít tắp xã hội hiện đại dạng này phát đạt, rất nhiều giang hồ môn phái thanh danh, dựa vào là truyền miệng. Không có chút chuyện thật, thật đúng là không cách nào trên giang hồ xông ra to lớn tên tuổi. Tiêu Phàm hướng Liễu Chính khẽ vuốt cằm, lấy đó đáp lễ. Tiểu tử, ngươi là Vô Cực Môn người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Hắc hắc, hắc hắc hắc, đã các ngươi thành đại tướng quân đánh thức, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất, chuẩn bị chịu chết đi. Cao cao đứng tại núi thây chi đỉnh bạch cốt khô lâu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chương 563, bạch cốt khô lâu hạ. Không tốt, bị bao vây. Uyển Thiên Thiên một tiếng kinh hô, theo bạch cốt khô lâu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thập tự nhai nói các phương cũng bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít bóng đen. Càng nhiều bóng đen, thì từ núi thây đống xương trắng bên trong hiện ra tới. Tương đối lúc trước xếp hàng tề chỉnh tuần tra quỷ binh, những này chen chúc mà ra bóng đen, liền là hoàn toàn đám ô hợp, có chút giơ dài súng, có cầm đao, còn có thì là tay không tấc sắt. Giặc cỏ tính, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh thường. Từ trước đến nay trong lịch sử giặc cỏ, liền không có một cái có thể thành sự, vô luận Trần Liên Quan, Trương Giác, Trương Hiến Trung hay là Lý Tự Thành hạng người, hoặc là cùng Vương Tiên Chi cùng lúc bằng huân hoàng xào chi lưu, trừ giết người, làm phá hư, lại chưa từng làm khác chuyện đứng đắn. Cuối cùng nghịch lấy thiên hạ lưu bang Chu Nguyên Chương bọn người, đều có xây vững chắc căn cứ địa, hiểu được kinh doanh dân sinh chi đạo, chỉnh quân trải qua võ, lúc này mới có thể trường kỳ kiên trì nổi, cướp đoạt thắng lợi cuối cùng. Nhóm này giặc cỏ, bị quan quân tiễu sát đã hơn ngàn năm, oán khí hóa lệ quỷ, vẫn là như vậy rối bời. Không có chút nào pháp, Tiêu Phàm nói bọn hắn là giặc cỏ tính, không kém chút nào. Ngươi là quan quân A, vậy liền để ngươi hảo hảo nếm thử giặc cỏ lợi hại. Đứng tại bạch cốt sơn đỉnh mặc giáp khô lâu, cười lạnh nói. Giết cho ta, toàn diện giết sạch, bạch cốt khô lâu vung trong tay mạch đao, nghiêm nghị hét lớn. Lập tức tê tê thanh âm nổi lên, như là vô số rắn độc đang phun ra nuốt vào lưỡi rắn, bốn phía bóng đen tranh nhau chen lấn hướng về Tiêu Phàm cùng 5 người đánh tới. Vãng lai đường đi, phá vây. Liễu Chính vô cùng có quyết đoán, gặp một lần loại tình hình này. Không cần suy nghĩ, lập tức kêu lên. Những này quỷ vật thực tế là nhiều lắm. So với bọn hắn phía trước ba khu địa phương gặp phải quỷ vật đều phải hơn rất nhiều, mà lại kia ba cái địa phương. Không có phát hiện quỷ vương, lệ quỷ đều là làm theo ý mình, không người chỉ huy. Nơi này hoàn toàn không giống. Nhìn xem cái này chồng chất, không thể nhìn thấy phần cuối quỷ mị đại quân. Bọn hắn 5 người lực lượng thực tế quá đơn bạc, giống như trong gió thu lá rụng, như là trong biển rộng thuyền con, ở đây ngạnh giang xuống dưới, tuyệt đối không phải ý kiến hay.
Đối Liễu Chính cái này an bài, ai cũng không có có dị nghị. Bất quá hơi một trì hoãn, vô số quỷ mị đảo mắt liền giết tới phụ cận, Tê Minh Chu lên thanh âm, đâm người màng nhĩ. Liễu chủ nhiệm, sư tỷ, ta phía trước bên cạnh mở đường, các ngươi đoạn hậu. Tiêu Phàm một tiếng gào to, hai tay ngay cả dương, bốn cái phù lục bắn ra. Ở giữa không trung cấp tốc thiêu đốt, hóa đại đại màu đỏ tươi hỗn độn đồ án, hướng về đánh tới quỷ vật vào đầu chân áp mà hạ. Tốt, Liễu Chính Đàm Hiên Lục Ninh Trần đồng thời gật đầu, riêng phần mình tế lên pháp khí. Liễu Chính hay là vung vẩy màu vàng ngọc như ý, Lục Ninh Trần thì lộ ra một thanh đoản kiếm, Đàm Hiên trong tay. Thêm ra một mặt thái cực bát quái gương đồng, đồng thời hướng bốn phương tám hướng vào tới quỷ vật nghênh kích đi lên. Năm người lưng tựa lưng, tạo thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận thế, tại như sóng giữ bóng đen chiều bên trong. Hướng về lai lịch phóng đi, cao cao đứng tại Bạch Cốt Sơn đỉnh mặc giáp khô lâu, trong hai con ngươi quỷ hỏa ích phát sáng rỡ, miệng bên trong cười lạnh liên tục. Đối mặt như vậy hiểm cảnh, Tiêu Phàm không còn chút nào nữa lưu thủ, toàn lực ứng phó, lớn uy lực phù lục liên tiếp không ngừng mà bắn ra, đỏ tươi hỗn độn đồ án bao trùm phía dưới, không có bất kỳ cái gì quỷ mị yêu vật có thể may mắn thoát khỏi, vô không hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Năm người tựa như màu đen nộ trào bên trong một mảnh nhỏ ốc đảo, nhanh chóng hướng phía lúc đầu di động. Uyển Thiên Thiên tay cầm son phấn kiếm, theo sát tại Tiêu Phàm bên người, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bất quá đến trước mắt rừng, nàng còn không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ, tại Tiêu Phàm phù lục công kích phía dưới, không có một con quỷ vật có thể đột phá phòng tuyến, đánh tới bọn hắn phụ cận. Tiêu Phàm, những vật này sẽ không theo chúng ta đi mặt đất a? Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiêu Phàm một bên thi pháp một bên đáp, sẽ không, lại cường hãn lệ quỷ, cũng sợ hãi ánh nắng, kia là thiên địch của chúng. Ha ha ha, vô cực môn tiểu tử, người nói kia cũng là lão hoàng lịch. Ngàn năm đã qua, thế sự luân hồi, nên chúng ta nặng mới xuất thế, quân lâm thiên hạ. Không muốn kháng cự, ngoan ngoãn đem huyết nhục của các ngươi giao ra, chúng ta tan một thể. Tương lai vinh hoa phú quý, cũng có một phần của ngươi. Ha ha, ha ha ha. Núi thây chi đỉnh Bạch Cốt Khô Lâu, tựa hồ nghe đến đối thoại của bọn họ, lần nữa ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tại Bạch Cốt Khô Lâu trong tiếng cười điên dại, quỷ vật nhóm phảng phất nhận một loại nào đó mãnh liệt kích thích, càng thêm hung mãnh xông về trước. Cùng Tiêu Phàm trước đó vài ngày tại hố lõm miệng nhìn thấy bóng đen khác biệt, những này quỷ vật cơ bên trên không có cái gì linh trí, vẫn như cũ chỉ là tiếp nhận một loại nào đó điều khiển, tựa như khôi lỗi, hoàn toàn không biết nguy hiểm. Từng đợt nối tiếp nhau hướng về Tiêu Phàm bọn hắn 5 người phát động tấn công mạnh. Tiêu Phàm phía trước bên cạnh mở đường, chỉ cần đối mặt một cái phương hướng vào tới quỷ vật, áp lực còn không tính quá lớn, Liễu Chính Đàm Hiên Lục Ninh Trần đám 3 người muốn đối mặt là từ 3 phương hướng chen chúc mà đến quỷ vật, áp lực cực lớn, hơi không để ý, liền có quỷ vật đột phá phòng tuyến, vọt tới trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh như băng quả thực muốn hàn đến người trong xương đi. Xoát Huyền Thiên Thiên son phấn kiếm vung lên, từ một tên vọt tới trước mặt bóng đen bên hông chợt lóe lên, đỏ nhạt thân kiếm bỗng nhiên phát ra tiên diễm hồng mang, như là dao nóng cắt mỡ bò, không trở ngại chút nào, quỷ vật bị từ đó hết thảy hai nửa, hóa điểm điểm hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Tiêu Phàm son phấn kiếm ra chỉ pháp lực, đối phó những này phổ thông quỷ vật, sắc bén vô so. Một kích thành công, Uyển Thiên Thiên không quá vui, miệng bên trong một tiếng quát, son phấn kiếm múa thành một đoàn hồng mang, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Son phấn đỏ uy chấn bắc sáu bớt, son phấn kiếm pháp khiến vô số giang hồ hào kiệt nghe tiếng biến sắc, trong lúc này, Uyển Thiên Thiên toàn lực thi triển, coi là thật uyển như phong lôi bắn ra, thế không thể đỡ. Chỉ cần tiếp xúc đến kiếm mang quỷ vật, đều nháy mắt hóa cho bụi. Phá vòng vây tốc độ, lập tức thêm nhanh hơn không ít. Tương đối Tiêu Phàm cùng đại thuật sư mà nói, những này quỷ vật thân năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự đều rất yếu, chân chính khó giải quyết chính là bọn chúng số lượng đông đảo. Giết chi không hết, mà lại vô hình vô thể, vô khổng bất nhập. Dù coi như mạnh như Tiêu Phàm, cũng không dám khiến cái này quỷ vật dính vào người. Một khi để bọn chúng nhiễm đến thân thể, phiền phức coi như lớn. Hiển nhiên dưới trướng quỷ binh tử thương thảm trọng, núi thây chi đỉnh tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, Bạch Cốt Khô Lâu ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, ngay sau đó một trận tối nghĩa chú ngữ thanh âm vang lên. Những cái kia không quan tâm, anh dũng hướng về phía trước quỷ vật tà mị. Phảng phất đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, bỗng nhiên liền dừng lại thế công, tê tê âm thanh bên trong, như thủy triều lui xuống. Giờ phút này khoảng cách Tiêu Phàm bọn hắn xuống tới cái kia hố sâu hố miệng, bất quá chừng 200 thước khoảng cách. Nó đang triệu hoán lợi hại hơn quỷ vật. Mọi người không muốn trì hoãn,
đi mau, rời khỏi nơi này trước lại tính toán sau. Liễu Chính không hổ là 717 văn phòng người phụ trách, đối mặt loại tình hình này, kinh nghiệm phi thường phong phú, mà lại vô cùng có quyết đoán, lúc này thở ra một hơi, quát lớn. Đáng tiếc, hay là trễ một chút, chỉ nghe trầm thấp tiếng bước chân tại đường đi hai đầu vang lên, phảng phất có cái gì quái thú chính từ trong bóng tối đi ra, đồng thời nương theo lấy thiết giáp đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Bốn cỗ người khoác thiết giáp, tay cầm trường đao bạch cốt khô lâu, dần dần từ trong bóng tối hiện ra, phố dài hai đầu, một đầu hai cái, vẫn như cũ đối bọn hắn hình thành vây kín chi thế. Cái này bốn cỗ bạch cốt khô lâu, cực kỳ cao lớn, dù coi như đã hóa khô lâu, một chút nhìn sang, chỉ ít thân cao cũng tại 1m80 trở lên, khi còn sống huyết nhục sung mãn thời điểm, thân cao tối thiểu vượt qua 1m9. Tại hơn 1.000 năm trước đường kết thúc, đây là hiếm thấy cao lớn dáng người. Vũ khí lạnh thời đại, cường tráng cao lớn thân thể, hùng hồn hơn người thể lực, là trở nên nổi bật tất nhiên nhân tố. Nhất là tại trình độ văn hóa phổ biến không cao, kiến thức phổ biến không rộng rạc cỏ bên trong, loại này quái vật khổng lồ, cơ hồ 100% là nhân thượng chi nhân, có thể cao cao tại thượng, làm mưa làm gió. Bất luận một vị nào rạc cỏ mương khôi, đều sẽ đại lực nhổ dạng này người đến làm thủ hạ đầu mục, coi như trí lực lại dưới đáy, lại ngu xuẩn, tối thiểu cũng có thể nuôi dưỡng thành thiếp thân thân vệ, làm cản đao cản súng khiên thịt, tuyệt đối là đúng quy cách. Cùng núi thây chi đỉnh vương tiên chi đồng dạng, cái này bốn cỗ bạch cốt khô lâu đen nhánh mắt động chỗ sâu, cũng lóng lánh hai điểm quỷ dị quỷ hỏa, chỉ là kém xa tít tắp phương tiên chi trong hai con ngươi quỷ hỏa như vậy sáng tỏ yêu dị. Màu trắng cốt chảo, cầm thật chặt cự hình mạch đao chuôi đao, toàn thân trên dưới thô to chim chủy giáp giáp phiến, đụng vào nhau, phát ra thanh thúy vô so tiếng vang, từng bước một hướng về Tiêu Phàm bọn người ép tới, trong hai con ngươi quỷ hỏa, không ngừng lấp lánh, tựa hồ thần trí đã mở, ẩn ẩn mang theo nói không nên lời tham lam chi ý. Giết bọn hắn, thanh huyết nhục của bọn hắn dâng lên đến. Núi thây chi đỉnh bạch cốt khô lâu giơ lên trong tay mạch đao, trùng điệp hướng xuống một sử, quát lớn, bạch cốt mảnh vụn lần nữa văng tứ phía. Cạc cạc, tươi mới thịt người, đã có rất nhiều năm không ăn được. Hương vị thật tươi đẹp a. Bốn cỗ cao lớn mặc giáp khô lâu, miệng bên trong cũng phát ra cạc cạc cười quái dị thanh âm cùng ông thanh âm đàm thoại. Bọn hắn khi còn sống, chẳng lẽ cũng ăn qua thịt người? Uyển Thiên Thiên hoảng sợ nói. Đương nhiên, kia là bọn hắn quân lương. Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp, giặc cỏ không làm sản xuất, nhưng biết cướp bóc, thị sát vô độ. Đường kết thúc mỗi một chi giặc cỏ quân đội, cơ hồ đại đa số thời điểm đều là lấy thịt người làm quân lương, gọi là dê hai chân. Sử năm hoàng xào 1 triệu bọn phỉ vây Trần Châu 300 ngày, trong quân cơ hồ không có một viên lương thực, hoàn toàn lấy thịt người làm quân lương, bốn phía bắt người sống đỡ đói, bất luận nam nữ lão ấu, chỉ cần bắt được, liền hết thảy đầu nhập cự sử bên trong, mài thịt muối. Mấy trăm cái cự sử đồng loạt khởi công, xương giã mài trại. Đơn một năm này, hoàng xào 1 triệu bọn phỉ liền ăn hết mấy trăm ngàn người. Vương Tiên chỉ bị quan quân chém giết trước đó, đã từng là hoàng xào cấp trên, hoàng xào tàn bạo như đây, Vương Tiên chỉ có thể tốt hơn chỗ nào. Hắn những này thủ hạ, đã từng ăn qua thịt người, thực tế quá bình thường. Những này ác ma, Uyển Thiên Thiên sắc mặt đại biến, cắn hàm răng, từ miệng bên trong lóe ra một câu. Liền là ác ma. Đáng chết 1 vạn lần. Lần này, phụ họa Uyển Thiên Thiên chính là Đàm Hiên, gắt gao tiếp cận dần dần tới gần bạch cốt khô lâu, trong mắt lóng lánh thống hận thần sắc, chậm rãi giơ lên trong tay thái cực bát quái gương đồng. Chương 564, Son Phấn Kiếm. Thiên Thiên, người phụ trách đối phó bên trái cái kia. Tiêu Phàm trầm giọng nói, từ Uyển Thiên Thiên trong tay lấy ra Son Phấn Kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, ngón giữa tay trái bên trên chảy ra điểm điểm máu tươi. Nhỏ xuống tại Son Phấn Kiếm bên trên, đỏ nhạt thân kiếm bỗng nhiên lóe sáng, mấy giọt máu tươi trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị lưỡi kiếm hấp thu đi vào. Một cỗ thuần dương chi khí, phóng lên tận trời. Minh Bạch, Uyển Thiên Thiên tiếp nhận nhuyễn kiếm, nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Cả đời này, Uyển Thiên Thiên đến cùng đánh qua bao nhiêu cầm, ngay cả chính nàng đều không nhớ nổi, nhưng chưa từng có cái kia một lần, là cùng cổ nhân giao thủ. Chính chậm rãi tới gần mặc giáp khô lâu, nhìn qua cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Việc này quá giàu kích thích tính, thật mẹ hắn đã nghiền. Động thủ, mắt thấy mặc giáp khô lâu dần dần tới gần, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, thân thể như là mũi tên, hướng chính diện bên phải mặc giáp khô lâu kích bắn đi. Về phần từ một phương hướng khác tới gần hai tên khô lâu, Tiêu Phàm không để ý đến. Vô luận Liễu Chính hay là Đàm Hiên, thậm chí Lục Ninh Trần, đều là trải qua chiến trận hảo thủ.
biết nói ứng đối như thế nào, không cần hắn đến an bài. Xem ta tiếng cười duyên bên trong, Uyển Thiên Thiên tiểu xảo thân ảnh cũng kích xạ mà trước, động tác không chút nào so Tiêu Phàm chậm. Cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ lâu như vậy, đây là Uyển Thiên Thiên lần đầu nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển võ công đối địch. Vừa rồi dùng phù lục diệt sát quỷ vật không tính, đây không phải là võ công, kia là thuật pháp. Ngày bình thường, Uyển Thiên Thiên chỉ có thể từ Tân Lâm đối Tiêu Phàm sùng bái ánh mắt bên trong đến suy đoán Tiêu Phàm thân thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật vất vả, có cùng Tiêu Phàm cùng trận đối địch cơ hội, Uyển Thiên Thiên nhưng không nguyện ý để người này khinh thường. Hoài Xuân thiếu nữ tranh cường háo thắng chi tâm, luôn luôn kỳ diệu như vậy, giống mắt thấy Tiêu Phàm tay không tấc sắt hướng mình vọt tới, mặc giáp khô lâu không được phát ra gầm lên giận dữ. Tựa hồ cảm thấy nhận miệt thị, đối này lớn bất mãn. Hai tay giơ lên thật dài mạch đao, vào đầu thẳng bổ xuống. Đây là mạch đao tiêu chuẩn nhất chiêu số. Trên chiến trường, tả hữu đều là mình đồng đội huynh đệ, mạch đao dài đến 6 thước trở lên, hướng về hai bên phải trái huy động, rất dễ dàng ngộ thương đến người một nhà. Giơ lên cao cao, trùng điệp đánh xuống, là trực tiếp nhất lực sát thương cũng lớn nhất chiêu số, cũng cơ hồ là duy nhất chiêu số. Nhưng là, đây không phải chiến trường, càng không phải là đại bộ đội bày trận mà chiến. Cái này là một đôi một đánh nhau chết sống, cùng trên chiến trường hội chiến, cơ bên trên là hai chuyện khác nhau. Cỗ này mặc giáp khô lâu, đối mặt nhưng thật ra là một vị võ thuật bên trên tuyệt đỉnh cao thủ. Đần như vậy vụng phủ đầu một đao bổ xuống, nếu có thể đối Tiêu Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì, đó mới là quái sự. Bất quá tùy tiện uốn éo éo, cái này nhìn qua uy mãnh vô đúc một đao, liền dán Tiêu Phàm thân thể bổ cái không. Cùng Tiêu Phàm thân thể, chênh lệch bất quá vài tấc mà thôi. Bình thường người coi như có thể tính toán như thế tinh chuẩn, cũng không dám trong thực chiến thật làm sắp xuất hiện tới. Vạn tính toán một chút có sai, vứt bỏ nhưng chính là tính mạng của mình. Duy chỉ có thân kinh bách chiến đỉnh tiêm hảo thủ, mới dám đối với mình có lòng tin như vậy. Đây là vô số lần trong thực chiến được đến lòng tin. Phanh một tiếng vang thật lớn, không có cùng mặc giáp khô lâu lần nữa vung động trong tay mạch đao, Tiêu Phàm đã một quyền đánh trúng lồng ngực của nó, chính giữa thiết giáp hộ tâm kính. Hạo nhiên chính khí trào lên mà ra, kia khô lâu lập tức liền bị cái này vỡ bia nứt đá một quyền đánh chúng bay lên, đằng không mà lên. Thẳng tắp bay ra xa 3-4 mét, mới trùng điệp rớt xuống đất. Một quyền này đánh ra, Tiêu Phàm làm 8 thành khí lực, dù coi như là một con trâu, cũng sẽ bị đương chúng đánh bay, chết ngay lập tức quyền hạ. Nhưng mà, để Tiêu Phàm ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Kia mặc giáp khô lâu trong tay mạch đao dưới đất khẽ trống, lập tức liền đứng thẳng người. Toàn thân giáp lá rầm rầm rung động, nhưng lại chưa tan ra thành từng mảnh. Ngược lại gầm lên giận dữ, hai tay giơ cao mạch đao, nhanh chân xông về trước giết mà tới. Tiêu Phàm kia uy mãnh vô đúc một quyền, vậy mà vẫn chưa đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thứ này rất tà môn, tại nó khi còn sống, Tiêu Phàm tin tưởng, vừa rồi một quyền kia, đủ để chấn vỡ hắn tâm phế phủ bẩn, lập tức mất mạng. Dù là hắn đồng dạng là võ công tuyệt thế cao thủ, cũng sẽ không có bao lớn khác nhau. Mặc dù dưới mắt nó ngũ tạng lục phủ, sớm đã hóa bùn thổ, dưới tình huống bình thường, một quyền này cũng nên đưa nó toàn thân xương cốt đánh tan đỡ. Đối điểm này, Tiêu Phàm rất có lòng tin, mà bây giờ, thứ này lại bình chân như vại đón lấy hắn một quyền. Phổ thông chân khí nội lực, đối với nó không có tác dụng. Hô, mặc giáp khô lâu nhanh chân vào tới, giơ cao mạch đao, lại là một đao chém bổ xuống đầu. Chiêu số mặc dù còn như là vừa rồi đồng dạng đơn giản. Tốc độ lại thêm nhanh hơn gấp đôi trở lên, nặng nề mạch đao tại không trung xẹt qua một đường cong tròn, mang theo khí tức tử vong, chém thẳng vào mà tới. Một đôi một, loại trình độ này nhanh chóng công kích, vẫn không có khả năng đối Tiêu Phàm tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Tiêu Phàm thân thể vặn một cái, liền hiện lên một đao này, trong tay hồng mang lóe lên, một tấm bùa chú nổi lên, trực tiếp dán tại mặc giáp khô lâu ngực hộ tâm kính bên trên. Hồng quang lóa mắt, hỗn độn đồ án lóe lên liền biến mất. Chui vào khô lâu ngực không thấy bóng dáng. Giống mặc giáp khô lâu ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, trong tiếng hô toát ra một tia thống khổ chi ý. Rất hiển nhiên, tờ phù lục này đối với nó tạo thành nhất định tổn thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này ngắn ngủi nháy mắt, Tiêu Phàm liền đã cùng khô lâu giao thủ hai lần. Bên kia toa, đinh đinh đang đang binh khí giao kích chi tiếng vang lên, Uyển Thiên Thiên tay cầm son phấn kiếm, cũng cùng khác một bộ mặc giáp khô lâu đấu thành một đoàn. Cùng Tiêu Phàm giao thủ bộ xương khô kia tương đối mà nói, bộ khô lâu này thân thủ tựa hồ càng thêm linh hoạt một chút, không phải vô cùng đơn giản, một chiêu lại một chiêu lực bổ hoa sơn, hiểu được tùy cơ ứng biến,
nặng nề mạch đao ở trong tay nó, thế mà sử xuất nhạn linh đao hiệu quả. Chí ít là có một chút loại kia ý tứ. Tự nhiên, dạng này tiêu chuẩn không có khả năng cùng bác sáu bớt thứ nhất nữ ma đầu son phấn kiếm pháp tướng so sánh nhau. Bên trong, Uyển Thiên Thiên như là hồ điệp xuyên hoa, thân pháp linh động, mỹ diệu vô so. Kiều trong tiếng hô, son phấn kiếm chính giữa mặc giáp khô lâu ngực trái. Sặc một tiếng vang giòn, giáp lá một trận lắc lư, khô lâu bình chân như vải đem một kiếm này đón lấy. Chim chùy giáp phòng chém hiệu quả, gần với sáng rực khải, son phấn kiếm mặc dù sắc bén, lại đối với nó tạo thành không được tính thực chất tổn thương. Đần, Uyển Thiên Thiên không gọi một tiếng, có phần buồn nản. Thực tế Uyển Thiên Thiên những năm gần đây, còn không có cùng mặc giáp đối thủ so chiêu một chút. Đều niên đại nào rồi? Lại chúng, theo một tiếng này quát, son phấn kiếm tại không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ màu đỏ nhạt vòng tròn. Chính giữa khô lâu cánh tay trái nhỏ, xùy một tiếng, trên lưỡi kiếm hiện lên một vòng chói mắt tiên diễm. Trắng hếu xương cốt bỗng nhiên biến đen, như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Giống bộ khô lâu này bị đau, cũng gầm thét lên tiếng, trong tay mạch đao hoành quét tới. Uyển Thiên Thiên túc hạ một điểm, nhẹ nhõm để qua một đao này, cuồng hỉ kêu lên, Tiêu Phàm, ta biết, đánh xương cốt của nó, đánh chúng nó không có giáp trụ bảo hộ vị trí. Hữu hiệu, bên trong, lại chúng liền, trong chốc lát, duyên dáng gọi to liên tục, khô lâu tiếng giống không dứt, ở giữa sen lẫn lạc lạc khớp xương đè ép thanh âm, yên tĩnh thế giới ngầm, lập tức trở nên ồn ào náo động vô so. Tiêu Phàm bên kia, mặc giáp khô lâu trên thân đã lít nha lít nhít thiếp 7-8 cái phù lục. Lóng lánh ánh sáng đỏ bên trong, mặc giáp khô lâu động tác càng ngày càng chậm chạp. Tiếng giống cũng biến thành hữu khí vô lực, Tiêu Phàm, người muốn làm nghiên cứu a? Trong lúc cấp bách, Uyển Thiên Thiên vẫn không quên ồn ào một câu. Tiêu Phàm không lắc đầu, lúc này, Uyển Thiên Thiên thật đúng là hiểu lầm, hắn tuyệt không phải muốn nghiên cứu cái này mặc giáp khô lâu. Cứ việc Tiêu chân nhân là có như thế cái quen thuộc, đụng phải vật ly kỳ cổ quái, thích nghiên cứu một phen. Nhưng khẳng định không phải tại loại nguy cơ này từ phía dưới tình hình. Cái này mặc giáp khô lâu so hắn dĩ vãng đối phó qua bất luận cái gì quỷ vật đều muốn khó chơi. Liên tiếp sử dụng 7-8 cái phù lục, thế mà còn là không cách nào hoàn toàn giam cầm hành động của nó. Muốn triệt để diệt giết, chỉ ít còn cần mấy cái phù lục mới có thể làm được. Tự nhiên, đối phó quỷ vật tà mị, Tiêu chân nhân không chỉ phù lục như thế một loại thủ đoạn. Chỉ bất quá còn có một tên càng thêm cường đại yêu nghiệt khô lâu ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, Tiêu Phàm cũng không có khả năng hiện tại liền đem áp đáy hòm sự tình đều thi triển đi ra. Tốt ở trước mắt cái này mặc giáp khô lâu đã cơ bị trấn trụ, chỉ cần lại nhiều tìm chút thời giờ cùng mấy cái phù lục, tổng có thể thu thập được. Đến trước mắt rừng, Tiêu Phàm chưa vận dụng thân pháp lực đối địch, nhưng mấy năm qua tỉ mỉ luyện chế phù lục, lại tiêu hao phải không sai biệt lắm. Một bên khác cũng lâm vào trong lúc kích chiến. Liễu Chính vùng vẩy màu vàng ngọc như ý, độc chiến một bộ mặc giáp khô lâu. Đối phó phổ thông quỷ mị có phần có hiệu quả màu vàng như ý, phun ra da vàng mênh mông quang mang, đối mặc giáp khô lâu hiệu quả rõ ràng muốn hạ thấp rất nhiều, chỉ là tạm được mà thôi. Mỗi lần hoàng quang hiện lên, chỉ có thể tạm thời trì trệ mặc giáp khô lâu tốc độ, sau đó lại vận dụng mạch đao như gió. Cũng may Liễu Chính tại võ thuật bên trên tạo nghệ cực cao, nặng nề vụng về mạch đao, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Lại rất khó chân chính làm bị thương Liễu Chính. Tạm thời đánh thành ngang tay chi thế. Bất quá nhìn qua, Liễu Chính sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên cũng còn có cái khác đòn sát thủ chưa thi triển. Xem ra Liễu Chính cũng là loại kia mọi thứ thích dựa vào tự mình giải quyết tính cách, không nguyện ý đem tất cả hy vọng đều áp tải trên thân người khác. Có một tên quỷ vương ở bên thăm dò, Liễu Chính cũng muốn chừa chút chuẩn bị ở sau. Đàm Hiên cùng Lục Ninh Trần song chiến một bộ mặc giáp khô lâu, lại là đại chiếm thượng phong. Lục Ninh Trần vung vẩy đoàn kiếm, chính diện hấp dẫn khô lâu thế công, Đàm Hiên thì thôi động thái cực kiếm bát quái, công kích khô lâu. Kiếm bát quái kim quang lóng lánh, mỗi một lần chỉ cần chiếu xạ đến khô lâu chưa từng mặc giáp phòng hộ vị trí, liền sẽ lập tức dâng lên một cỗ hắc vụ, kia khô lâu tiếng giống liên tục, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bên trong, bên này Uyển Thiên Thiên lại là một tiếng quát, tránh thoát khô lâu vung vẩy mạch đao, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Son phấn kiếm như giải lụa đâm ra, chính giữa mặc giáp khô lâu mắt trái. Lưỡi kiếm phía trên, hồng mang lóa mắt sinh huy. Mặc giáp khô lâu một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, một cỗ nồng đậm hắc phụ, từ đen nhánh trong hốc mắt bay lên, leng keng một tiếng vang thật lớn, nặng nề mạch đao trùng điệp rớt xuống đất, toàn thân trên dưới khung xương đều lạc lạc bạo vang lên, vỡ ra một từng cái khe. A Uyển Thiên Thiên hoan hô lên, Thiên Thiên, cẩn thận, cách đó không xa.
Tiêu Phàm lại là một tiếng kinh hô. Uyển Thiên Thiên đỉnh đầu, một đám mây đen bỗng nhiên bao phủ xuống, không biết lúc nào, núi Thây Chi đỉnh Bạch Cốt Khô Lâu đã vô thanh vô tức bay đến Uyển Thiên Thiên trên đầu, giơ cao mạch đao, hung ác bổ xuống. Thế như bôn lôi, tật như thiểm điện. Chương 565, kế ly gián. Trong lúc này, Uyển Thiên Thiên thân ở không trung, son phấn kiếm hãm sâu mặc giáp khô lâu trong hốc mắt, khó mà rút ra. Đối mặt Bạch Cốt Khô Lâu cái này hung ác tuyệt luân một đao, mấy có lẽ đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Khá lắm son phấn đỏ, quả nhiên là gặp nguy không loạn, bỗng nhiên buông tay buông ra son phấn kiếm chuôi kiếm, thẳng tắp rơi xuống phía dưới, trong lúc cấp bách, vẫn không quên tay trái một dương, hướng Vương Tiên Chi bắn ra ba cái phi đao. Tiếc nuối duy nhất là, nàng lúc này đụng phải đối thủ, không phải người, mà là quỷ vật. Đối cái này ba cái phi đao, nhìn như không thấy, ngay cả cổ đều chưa từng uốn éo một cái, mạch đao thẳng tắp hướng xuống đánh rớt. Nhưng có thời gian qua một lát, đầy đủ Tiêu Phàm làm ra phản ứng. Một tiếng thanh minh, kim quang lấp lóe bên trong, một mặt gương đồng nhỏ phóng lên tận trời, như thiểm điện hướng Bạch Cốt Khô Lâu vào tới, lóng lánh nóng bỏng chí dương chi khí. Bắt đầu kính, mặt này bảo kính, Tiêu Phàm còn đến không kịp còn cho Thiên Thanh Tử, Hồng Sơn trấn bên này liền xảy ra trạng huống, Tiêu Phàm vội vã chạy tới. Nguyên dự định cùng Hồng Sơn trấn bên này sự tình, liền tiến đến Nam Phương thành phố, đem bắt đầu kính vật quy nguyên chủ. Không muốn ở chỗ này lần nữa cử đi công dụng, bắt đầu kính là đạo môn chí bảo, đối phó các loại quỷ vật tà mị có hiệu quả, chính là trời sinh khắc chế chi vật. Sặc một tiếng vang giòn, mạch đao chính giữa bắt đầu kính, cho dù Bạch Cốt Khô Lâu hung hãn tuyệt luân, gặp được cái này chuyên khắc quỷ vật đạo môn chí dương chi bảo, cũng không thể không mau né đi, không thể mạnh hơn chống đỡ tiếp tục đuổi giết Uyển Thiên Thiên. Bắt đầu kính đường kính bất quá 4-5 công phân, cùng dài đến vài thước mạch đao tương đối mà nói, quả thực nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Cái này một chính diện giao phong, tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Tại không trung đánh lấy mâm tráng bánh, hướng Tiêu Phàm bay trở về. Tiêu Phàm giương một tay lên, đem bắt đầu kính tiếp trong tay. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên mặt kính hiện ra một đạo tinh tế vết rách, bất quá chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh trở thành nhạt, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại, đây chính là mượn bảo vật. Mặc dù nói Thiên Thanh Tử là người một nhà, vô cực một mạch, chung quy bắt đầu kính là vô trần xem trấn quan chi bảo, tại trong tay mình bị hao tổn. Tiêu Phàm tự giác không có ý tứ hướng Thiên Thanh Tử bàn giao. Chỉ nghe một trận rầm rầm thanh âm vang lên, cỗ kia bị son phấn kiếm đâm trúng hốc mắt mặc giáp khô lâu, màu trắng xương cốt dần dần trở nên đen như mực. Liên tiếp thốn liệt mà ra, lại cũng chịu đựng không nổi chim chùy giáp trọng lượng, chia năm xẻ bảy ra, biến thành một đống xương vỡ. Khô tàn trên mặt đất, bị Tiêu Phàm thiếp rất nhiều phù lục mặc giáp khô lâu. Giờ phút này cũng đã vô lực tái chiến, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đôi mắt quỷ hỏa lấp lóe, tựa hồ ngay tại cạn kiệt sau cùng khí lực, muốn tránh thoát phù lục đối với nó trói buộc cùng ăn mòn. Đáng tiếc hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Bạch Cốt Khô Lâu đối với mấy cái này làm như không thấy, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm trong tay bắt đầu kính, cười quái dị nói, là đạo môn bảo vật. Thế mà có thể uy hiếp được đại tướng quân, thứ này có chút ý tứ. Vô cực tiểu tử, tấm gương này nhưng có cái danh mục, đây là môn hạ của ta bắt đầu kính, chí dương chi bảo. Chuyên khắc các loại tà ma quỷ quái. Bạch Cốt Khô Lâu cười lạnh, khinh thường nói, cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi, thứ này, luyện chế chưa lâu, uy lực rất có hạn. Nếu không phải vật liệu tương đối đặc thù, đại tướng quân hỏi đều chẳng muốn hỏi một tiếng. Chí dương chi bảo, hắc hắc, thua thiệt ngươi nói ra được, ta biết. Các ngươi có mấy người liền có can đảm tự tiện xông vào đại tướng quân cấm địa, chính là ỷ có vật này rồi. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, tự hành muốn chết. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi. Khi cái này Bạch Cốt Khô Lâu tại núi Thây Chi đỉnh hiện thân thời khắc, Tiêu Phàm lợi dụng thần niệm chi lực từng điều tra, đối phương khí hơi thở thâm bất khả chắc, vậy mà rất khó điều tra ra tu sâu cạn tới. Cái này tại Tiêu Phàm mà nói, cơ hồ là trước nay chưa từng có. Từ khi 10 năm trước, Tiêu Phàm thành tài về sau, dù coi như là sư phụ hắn chỉ thủy tổ sư, cũng không thể lại cho hắn cảm giác như vậy. Tiêu Phàm còn nhận, là khoảng cách xa, nơi đây lại đối thần niệm chi lực lớn áp chế, cái này mới xuất hiện cảm ứng bên trên sai lầm. Bây giờ cái này Bạch Cốt Khô Lâu gần ngay trước mắt, càng là khí thế khinh người, ngay cả Tiêu Phàm đều ẩn ẩn có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không hề nghi ngờ, cái này Bạch Cốt Khô Lâu là Tiêu Phàm trong cuộc đời này, từ chỗ chưa gặp cường hãn đối thủ. Theo nó đối bắt đầu kính khinh miệt thái độ cũng có thể nhìn ra được,
cái này quỷ vương không giống như là cố ý giả vờ bình tĩnh, là thật không lấy ý. Một cái chết hơn nghìn năm ma quân, trong lòng đất hấp thụ muôn vàn tử linh biến thành oán khí, không biết nguyên nhân gì, bỗng nhiên hiện thế, khí tức cường đại đến khó lấy xem xét biết tình trạng, cứ như vậy đứng tại phía trước, ngăn chặn một nhóm năm người đường đi. Vô cực tiểu tử, xem ra đoàn người này bên trong, lấy công lực của ngươi tối cao, ngươi là thủ. Ngươi tuổi còn trẻ, có thể tu luyện tới trình độ như vậy, cũng coi như không dễ dàng. Đã như vậy, đại tướng quân liền mở một mặt, chỉ cần ngươi lưu lại, ngươi những này đồng bạn đều có thể đi. Ta chỉ thôn phệ huyết nhục của ngươi, không tổn thương hồn phách của ngươi. Ngươi ta có thể tan một thể, cùng hưởng đời này kiếp này vinh hoa phú quý, như thế nào? Bạch cốt khô lâu nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, thật giống như phát hiện một viên thập toàn đại bổ linh dược, hai mắt quỷ hỏa sáng tối chập chờn, như là thường nhân toát ra cực độ vẻ tham lam. Tiêu Phàm chưa mở miệng, Uyển Thiên Thiên liền cười ha hả, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Uy, lão quỷ, ngươi là đầu óc hỏng đi, như thế xuẩn kế ly gián cũng thua thiệt ngươi nói ra được. Thật là trí thông minh bắt gấp, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi, để ngươi tiêu diệt từng bộ phận sao? Uyển Thiên Thiên mới không quan tâm đến nó có nghe hay không phải hiểu cái gì gọi trí thông minh bắt gấp, phách đầu cái não chính là một trầu thoá mạ. Có lẽ tại Yên Chi xã đại đương gia trong mắt, tất cả người chết đầu đều không có gì có thể sợ, chính là một đống xương đầu thôi. Cũng không biết Bạch Cốt Khô Lâu phải chăng nghe hiểu cái này mới ngôn ngữ của nhân loại, một trận cười khằng khặc quái dị, ông nói, tiểu nha đầu, người nguyện ý lưu lại cùng hắn, đại tướng quân tự nhiên không phản đối, đang giàu một người không đủ ăn đâu. Cái này vô cực tiểu tử là tình lang của ngươi a. Như thế rất tốt, muốn ăn thì ăn một đôi, âm dương cùng bổ, không thể tốt hơn. Thiên Thiên, không muốn cùng nó đấu võ mồm, ta ở đây cuốn lấy nó, người trước giúp bọn hắn thanh còn lại hai người trợ giúp xử lý lại nói. Uyển Thiên Thiên đang muốn chế giễu lại, bên tai bỗng nhiên vang lên Tiêu Phàm nói nhỏ thanh âm, lại nhìn Bạch Cốt Khô Lâu, tựa hồ vẫn chưa ý thức được Tiêu Phàm ngay tại hướng Uyển Thiên Thiên mặt thụ tùy cơ hành động. Cái này truyền âm nhập mật công phu, Uyển Thiên Thiên trước kia chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới ngày hôm nay coi là thật kiến thức. Thật không biết ra hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có ở Uyển tiểu thư trước mặt để lộ. Chỉ là trong lúc này, Uyển Thiên Thiên không kịp kinh ngạc, không nói hai lời, lên từ đống xương trắng bên trong một lần nữa nhặt son phấn kiếm, túc hạ một điểm, tựa như mũi tên, hướng Đàm Hiên Lục Ninh Trần liên thủ đối phó cỗ kia mặc giáp khô lâu vào tới. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, hiển nhiên đối Uyển Thiên Thiên hành động này hết sức hài lòng. Liễu Chính bên kia, vẫn tại trong lúc kích chiến, khó khăn lắm cùng mặc giáp khô lâu đánh cái ngang tay, Uyển Thiên Thiên gia nhập hỗn chiến, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, rất dễ dàng đánh thành rằng co chiến. Mà tại Đàm Hiên Lục Ninh Trần liên thủ áp chế dưới, khác một bộ mặc giáp khô lâu sớm đã vướng trái vướng phải, hoàn toàn ở vào hạ phong. Uyển Thiên Thiên cái này vừa gia nhập chiến đoàn, thắng bại thiên bình sẽ lấy tốc độ nhanh hơn hướng bọn hắn bên này nghiêng. Cùng hợp lực xử lý bộ khô lâu này, bốn người liên thủ, diệt sát cuối cùng một bộ khô lâu, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trừ cái này mấy cỗ mặc giáp khô lâu, cái này trợ quỷ bên trong, còn có đếm không hết oán khí biến thành quỷ binh. Cho nên hiện tại việc cấp bách là đánh nhanh thắng nhanh, trước đem mạnh nhất mấy cái đối thủ diệt trừ, chặt đứt Bạch Cốt Khô Lâu đắc lực nhất cánh tay lại nói. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên ngày bình thường cười tâu toét, tựa hồ không tim không phổi, thời khắc mấu chốt kia là nửa điểm nghiêm túc. Đầu óc không hiệu nghiệm ra hỏa, làm sao có thể tuổi còn trẻ liền xuất trưởng Yên Chi xã, tại Bắc Sáu bớt giang hồ trên đường, kiếm ra to lớn thanh danh. Cái này Bạch Cốt Khô Lâu mặc dù là giặc cỏ xuất thân, cuối cùng bị quan quân chém giết. Tinh thông binh pháp kia là khẳng định chưa nói tới, nhưng khi còn sống dù sao đã từng thống lĩnh mấy chục ngàn thậm chí mười mấy vạn đại quân, phổ thông quân sự thường thức vẫn phải có. Gặp một lần Uyển Thiên Thiên động tác này, tự nhiên minh bạch ý đồ của nàng, không hừ lạnh một tiếng, trong tay mạch đao dương lên. Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nó, lạnh lùng nói, nghịch tặc, đối thủ của ngươi là ta. Nhiều lần bị Tiêu Phàm khiêu khích, Bạch Cốt Khô Lâu giận tím mặt, quát tốt. Đã các ngươi như vậy không biết điều, nhất định phải tự tìm đường chết, kia đại tướng quân liền thành toàn các ngươi. Đều chịu chết đi, ngẩng đầu gầm lên giận dữ, hô, trong tay thật dài mạch đao hoành quét tới. Cái này Bạch Cốt Khô Lâu khi còn sống là tư dân buôn muối, làm chính là phạm pháp phạm tội hoạt động, cũng là rất có mấy phân võ thuật bản lĩnh. Mạch đao dài đến 6 thước có dư, nếu như vào đầu chém thẳng vào, nửa đường không dễ chuyển hướng, rất nhẹ nhàng liền có thể bị đối thủ tránh đi. Như thế chặn ngang quét ngang, không cao không thấp, trước người 6 thước trong vòng tất cả phạm vi,
đều tại mạch đao uy lực bao phủ phía dưới. Địch nhân muốn né tránh, chỉ có thể lập tức bước ra lui lại, rời xa đối thủ. Chỉ cần là tinh thông vũ thuật cao thủ, cho dù ai cũng biết, tả hữu tránh né cùng hướng lui về phía sau tránh, tại độ khó bên trên căn bản chính là hai việc khác nhau, chỗ tốn hao thời gian càng là dài hơn nhiều. Nhất là quan trọng chính là, tại trong tay mình không có thích hợp binh khí tình huống dưới, không ngừng bước ra lui lại, chẳng khác nào đem mình đặt không thắng chi địa. Chỉ có thể bị động bị đánh. Đương nhiên, không lui về sau, cũng có thể vọt lên né tránh. Nhưng cao thủ chân chính, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường cũng sẽ không khai thác loại này né tránh phương thức. Người tại không trung, kế tục không còn chút sức lực nào, nếu như địch nhân biến chiêu đủ nhanh, tại thời gian cực ngắn bên trong phát động lần công kích thứ hai, cơ hồ lập tức liền sẽ thân hãm tuyệt cảnh. Vô luận lần nữa né tránh hay là chống đỡ, đều cực không dễ dàng. Tiêu Phàm khai thác ổn thỏa nhất đấu pháp, mắt thấy mạch đao quét ngang mà đến, lập tức bước ra nhanh chóng thối lui, đồng thời tay trái ngay cả dương, ba tấm bùa đón đối thủ bắn ra, tay phải vung lên, bắt đầu kính phóng lên tận trời, ở giữa không trung quay tít một vòng, lập tức kim quang đại phóng, hướng về mãnh xông lại bạch cốt khô lâu vào đầu trấn áp xuống dưới. Trong chốc lát, bạch cốt khô lâu trước mắt hồng quang chớp loạn, đỉnh đầu kim quang lóa mắt. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Bạch cốt khô lâu hừ lạnh một tiếng, mạch đao đầu đao có chút đi lên vừa nhấc, cuốn lên một cỗ lạnh lẽo âm phong, hướng về ba cái phù lục huyễn hóa mà ra chữ màu đỏ hỗn độn đồ án càn quét mà đi. Đồng thời một trương xương miệng, một đạo tối như mực kỳ hàn vô so sương mù, hướng về bắt đầu kính bắn ra kim quang nghênh kích mà lên. Pháp ngay ngắn, không hề loạn lên chút nào. Chương 566, chuẩn bị ở sau. Nguyên đối phó âm quỷ cùng khô lâu 10 điểm linh nghiệm, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi phù lục, tại quỷ vương khô lâu trước mặt, bỗng nhiên mất đi hiệu dụng. Phù lục diễn hóa hỗn độn đồ án, tại mạch đao nâng lên âm phong càn quét phía dưới, quang mang lấp lánh mấy lần, liền là ảm đạm, thoáng qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vậy mà cùng âm phong liều cái đồng quy vô tận. Từ quỷ vương khô lâu miệng bên trong phun ra tối như mực kỳ hàn vũ khí, cùng bắt đầu kính bắn ra kim quang đón đầu đụng vào nhau, lập tức suy suy chi tiếng nổ lớn, tựa hồ lẫn nhau đều là đối phương khắc tinh, tương hỗ ở giữa, liều mạng chiến đấu, hắc vụ đại cổ biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu kính bắn ra kim quang, cũng tại một chút xíu chôn vùi. Tiêu Phàm thất kinh, nâng tay khẽ vẫy, đem đỉnh đầu bắt đầu kính thu hồi lại. Hắn cũng không đủ thời gian đến tế luyện bắt đầu kính, đối bảo vật này sử dụng, từ đầu đến cuối không thể tự nhiên. Rất khó tại giao đấu quá trình bên trong, đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng rót vào bắt đầu trong kính, thông qua bảo vật chuyển hóa thuần túy sát ý. Bắt đầu kính chỉ có thể dựa vào dự đoán đưa vào pháp lực đối địch, một khi chứa đựng pháp lực hao hết, bắt đầu kính chẳng khác nào không dùng. Nhất định phải tại yên tĩnh không người quấy dày hoàn cảnh dưới, lại từ từ rót vào pháp lực, mới có thể lần nữa vận dụng. Tự nhiên, thẳng Nhược Thiên Thanh Tử ở đây, hắn sớm đã luyện hóa bắt đầu kính, liền không tồn tại cái này vấn đề. Chỉ cần tự thân pháp lực sung túc, liền có thể thúc đẩy bắt đầu kính, liên tục không ngừng phóng xạ ra trí dương kim quang, diệt sát quỷ vật yêu mị. Dưới mắt, cái này quỷ vương khô lâu tựa hồ có đối phó bắt đầu kính thủ đoạn, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lại tế lên bảo vật liều mạng, nếu không, bắt đầu trong kính chứa đựng pháp lực, rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhất định phải tại thời khắc mấu chốt, thừa dịp địch nhân sơ sẩy cơ hội, bỗng nhiên tế ra bảo vật. Nhất cử kiến công, đây là binh pháp. Bắt đầu kính vừa thu lại trở về, quỷ vương khô lâu miệng bên trong phun ra âm khí hắc vụ cũng lập tức ngừng. Tựa hồ nó phun ra những này hắc vụ tới nghênh địch, cũng có mấy chia ăn lực. Không tình nguyện lắm làm đã từng dùng thủ đoạn đến công kích địch nhân. Bất quá có thể khẳng định là, nó phun ra hắc vụ nghênh địch thời gian, tất nhiên sẽ so bắt đầu kính kiên trì thời gian muốn dài. Vô cực tiểu tử, người còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra đi. Đại tướng quân để các ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Nhất cử hóa giải Tiêu Phàm song trọng thế công, quỷ vương khô lâu cực kỳ đắc ý, cười lên ha hả, ông tiếng kêu, tại trong đường phố không ngừng quanh quẩn. Đi chết, bên kia toa, Uyển Thiên Thiên một tiếng duyên dáng gọi to, lạc lạc âm thanh âm vang lên, cùng ba người bọn họ đối chiến mặc giáp khô lâu, bạch cốt bên trong hắc vụ bốc lên, hóa một đống màu đen xương vỡ, khô tàn trên mặt đất, đã hết nợ. Tiêu Phàm, người thế nào? Đàm Hiên trầm giọng hỏi. Không có việc gì. Ta cuốn lấy nó, các ngươi tăng thêm tốc độ. Tiêu Phàm trầm tĩnh nói. Đàm Hiên một trái tim, bỗng nhiên chìm xuống dưới. Cùng Tiêu Phàm tướng thời gian quen biết cũng không ngắn, đã từng hai lần kề vai chiến đấu. Mặc kệ thế cục cỡ nào hiểm ác, mỗi một lần Tiêu Phàm đều là không chậm không nhanh, tính trước kỹ càng.
Nhưng lần này, Tiêu Phàm nói rất đúng cuốn lấy nó. Tại người khác, có lẽ đây chính là rất tùy ý một loại thuyết minh, đối Tiêu Phàm đến nói. Cũng tuyệt đối không phải thuận miệng mà nói. Tiêu Phàm như thế tìm từ, chỉ nói rõ một vấn đề hắn không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng trước mắt cái này cỗ bạch cốt khô lâu biến thành quỷ vương. Tiêu Phàm tính cách nghiêm cẩn, thực chất bên trong đầu ngạo khí phi phàm, ngay cả hắn đều làm ra phán đoán như vậy. Cái này quỷ vương khô lâu thực lực, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người ngoài ý muốn. Hôm nay đoàn người có thể hay không toàn thân trở ra, chỉ sợ thật đúng là thành vấn đề lớn. Chỉ bất quá thực bức nơi đây, trừ liều chết một trận chiến, cũng đừng vô lối của hắn. Đàm Hiên không nói thêm lời nào, vùng vẩy thái cực kiếm bát quái, trực tiếp hướng cuối cùng một bộ mặc giáp khô lâu đánh tới, Uyển Thiên Thiên cùng Lục Ninh Trần cũng là không nói một lời, từ hai bên xông lên. Liền các ngươi, còn muốn trốn. Quỷ vương khô lâu cười lạnh liên tục, hai tay giơ lên, mạch đao cua múa, lần nữa hướng về Tiêu Phàm quét ngang qua, đồng thời miệng rộng mở ra, một cỗ xa so vừa rồi còn muốn sền sệt tối như mực kỳ hàn vũ khí, hướng về Tiêu Phàm sau lưng vị trí, một quyền mà đi. Mắt thấy mạch đao hoành quét tới, Tiêu Phàm hay là biện pháp cũ, không cần suy nghĩ, dưới chân điểm xuống mặt đất, thân thể phiêu nhiên lui lại. Đúng lúc này, quỷ vương khô lâu miệng bên trong phun ra hắc vụ vừa vặn vào đầu bao phủ xuống. Cái này khô lâu hiểu được binh pháp, đã sớm tính xong, Tiêu Phàm sẽ trốn về sau tránh, lần này, thật giống như Tiêu Phàm là chủ động đụng lên đi như. Quỷ vương khô lâu không ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bị cái này tới từ địa ngục chỗ sâu kỳ hàn hắc vụ vào đầu bao phủ, liền xem như một đám lửa hừng hực, cũng sẽ lập tức dập tắt, đông thành băng trụ. Đem cái này vô cực môn tiểu bối đông lạnh ở chỗ này, vừa vặn chậm rãi hưởng dụng hồn phách của hắn huyết nhục. Bất quá rất rõ ràng. Quỷ vương khô lâu đắc ý không khỏi quá sớm chút. Đối mặt vào đầu chụp xuống kỳ hàn âm vụ, chỉ thấy Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai ý cười, hai tay bấm quyết, ở trước ngực vạch mấy vòng, một cái nho nhỏ chân khí vòng xoáy, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hiển hiện ra, tại Tiêu Phàm trước mặt xoay tròn, nháy mắt liền sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, đen như mực kỳ hàn âm vụ, thật giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, trăm sông đổ về một biển. Đánh lấy mâm tráng bánh hướng Tiêu Phàm ngực cấp tốc bay đi, một mạch chui vào đi vào. Không thấy bóng dáng, trong chốc lát, sền sệt hùng hậu quỷ vụ âm khí, liền bị thu lấy phải sạch sẽ. Quỷ vương khô lâu trong hốc mắt hai đoàn quỷ hỏa, bỗng nhiên cấp tốc nhún nhảy, cho thấy phải cái này quỷ vương nội tâm, cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ. Hảo tiểu tử, quả nhiên có hai tay, còn cất giấu bảo vật đâu. Mau nói, lúc này lại là cái gì? Quỷ vương khô lâu kinh ngạc cùng phẫn nộ. Rất nhanh liền áp chế xuống, cười lạnh hỏi, lại khôi phục rất khinh thường ngữ khí. Dù coi như cái này vô cực tiểu tử trên thân còn cất giấu cái gì bí bảo, quỷ vương khô lâu cũng tuyệt không để trong lòng. Đối mình thực lực, quỷ vương khô lâu 10 điểm tự tin. Tại cái này thế giới ngầm, thu nạp địa mạch âm khí, hấp thu chuyển hóa muôn vàn sĩ tốt oán khí, trọn vẹn hơn 1.000 năm. Dưới mắt lại chính là thiên địa dị biến, quỷ môn dần mở ngay miệng, đúng là mình dạng này quỷ vương nhất thời gian hùng mạnh. Nếu như còn đối phó không được một năm chưa kịp mà đứng nhân giới tiểu tử, quả thực không có thiên lý. Tiểu tử này, coi như thiên phú lại cao, chưa ra từ trong bụng mẹ liền đang luyện công, cũng bất quá chỉ là hơn 20 năm mà thôi, 30 năm cũng chưa tới, có thể tu luyện tới trình độ nào. Lớn bao nhiêu sự tình, lại có bí bảo hộ thân, quỷ vương khô lâu cũng không để ý chút nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này vô cực tiểu tử người mang trọng bảo càng nhiều, đối với mình liền càng hữu dụng. Bất quá chỉ là cái hiến bảo người thôi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đối quỷ vương khô lâu tra hỏi, không chút nào để ý. Thời khắc mấu chốt, càn khôn đỉnh quả nhiên không có khiến người thất vọng, đem quỷ vương khô lâu phun ra kỳ hàn âm vụ, hấp thụ phải sạch sẽ. Nhìn qua bất quá cao gần tấc thấp bảo đỉnh, vậy mà như cái hang không đáy, vô luận bao nhiêu âm vụ, đều có thể chứa được. Tiêu Phàm mỗi lần đem thần niệm chi lực dò xét tiến vào trong đỉnh, cũng có mang nhiên vô biên vô hạn cảm giác. Tựa hồ cái này bảo đỉnh bên trong, có động thiên khác. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian bảo vật, có lẽ thật là có khả năng đâu. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể gượng chống đến khi nào. Lại ăn ta một đao. Thấy Tiêu Phàm không đáp, quỷ vương khô lâu giận tím mặt, lại một lần nữa giơ lên ở trong tay hàn lóng lánh tam tiên lưỡng nhận đao. Cái này mạch đao dưới đất chôn hơn 1.000 năm, thế mà còn là sắc bén như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả nửa phân gì xét đều không nhìn thấy. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, giữa ngón tay hàn mang ẩn ẩn, mấy cái liễu diệp phi đao thấu xảy ra chút điểm sát khí. Sớm biết muốn dưới lòng đất này hố sâu đến điều tra đến tột cùng,
những này Liễu Diệp phi đao đã trải qua phù lục tế luyện, pháp lực gia trì, sớm đã không phải phổ thông phi đao. Uy lực không tại trải qua hắn lấy tự thân tinh huyết gia trì son phấn kiếm phía dưới. Chất bên trên, những này Liễu Diệp phi đao bên trên ẩn chứa là cùng phù lục đồng dạng thuật pháp chi lực, nhưng phù lục tấn công địch, tốc độ chậm chạp, đối thủ có đầy đủ thời gian đến tiến hành phòng ngự thậm chí phản kích. Cùng phù lục tương đối mà nói, Liễu Diệp phi đao vừa nhanh vừa độc, thể tích mảnh nhỏ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đại tướng quân, cứu ta, đang lúc Quỷ Vương Khô Lâu liền muốn vung đao tiến công thời điểm, bên kia bỗng nhiên truyền đến cuối cùng một bộ mặc giáp khô lâu ông ông tiếng kêu gào. Kịch chiến cái này hứa lâu dài, cái này mặc giáp khô lâu linh trí, so sánh với lúc trước lại muốn tiến thêm một bước. Thật giống như một cái ngủ say nhiều năm người thực vật, bỗng nhiên tỉnh dậy, cũng cần một chút thời gian đến thích ứng trước mắt hoàn toàn mới hoàn cảnh. Cuối cùng này một bộ mặc giáp khô lâu, tại bốn người như gió bão mưa rào vây công phía dưới, rất nhanh liền đối kháng không ngừng, hiểm tượng hoàn sinh. Thế mà mở miệng hướng Quỷ Vương Khô Lâu cầu cứu. Đồ vô dụng, Quỷ Vương Khô Lâu khẽ giật mình, lập tức chửi ầm lên. Cái này tư dân buôn muối khi còn sống cũng không phải là cái gì người có văn hóa, chết hơn 1.000 năm, hấp thụ vô số oán khí, có thể quỷ thân tái sinh, tính tình chỉ có càng thêm ngang ngược không chịu nổi. Bất quá mắng thì mắng, tư dân buôn muối thủ hạ cũng là nghiêm túc, thân thể nhẹ nhàng bay lên, vung vẩy mạch đao, từ Tiêu Phàm đỉnh đầu vút qua, hướng về bên kia chiến đoàn đánh tới. Sương miệng hơi mở, phun ra từng đoàn lớn kỳ hàn hắc vụ, bao phủ xuống. Tiêu Phàm miệng bên trong quát khẽ một tiếng, tay trái một dương, lại là mấy cái phù lục bay ra, tại không trung hóa tiên diễm hỗn độn đồ án, khí thế hùng hổ hướng về Quỷ Vương Khô Lâu đánh tới, tay phải năm ngón tay luân chuyển, đạn chỉ thần thông thi triển mà ra, sáu cái Liễu Diệp phi đao tại đỏ lóng lánh phù lục che lấp phía dưới, vô thanh vô tức bắn về phía không trung Quỷ Vương Khô Lâu. Kỹ dừng này tai. Tư dân buôn muối hóa thân khô lâu khinh thường hừ một tiếng, mạch đao về sau vung lên, lại là một cỗ âm phong hướng về phù lục huyễn hóa hỗn độn đồ án càn quét mà đi. Cùng lúc trước giống nhau như đúc, âm phong cùng phù lục tại không trung tương hỗ chiến đấu, chôn vùi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Quỷ Vương Khô Lâu cực kỳ tự tin, tiện tay về sau vung ra một đao, đầu cũng sẽ không, trực tiếp thẳng hướng Uyển Thiên Thiên Liễu Chính bọn người. Sau đó, đinh 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 vài tiếng giòn vang. Liễu Diệp phi đao toàn bộ đính tại hai chân của hắn phía trên, tránh đi giáp trụ bảo hộ bộ vị, đều không ngoại lệ, đều bắn vào bạch cốt bên trong. Một cỗ chí dương chi khí, nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Quỷ Vương Khô Lâu ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cho thấy phải phẫn nộ đến cực điểm. Cùng lúc đó, một trận lạc lạc loạn hưởng, lọt vào vây công cuối cùng một bộ mặc giáp khô lâu, cũng bị Uyển Thiên Thiên bọn người diệt sát đi, hóa một đống xương vỡ, tứ tán ra. Mà đại đoàn âm vụ cũng đã vào đầu bao phủ xuống. Bốn người còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đen như mực kỳ hàn vũ khí, toàn bộ bao phủ trong đó. Chương 567, Thu Đình. Vô cực tiểu tử, người muốn chết. Mắt thấy hắc vụ đã xem Liễu Chính bọn người bao phủ, Quỷ Vương Khô Lâu lại không đi nhìn lên một cái, tại không bên trong xoay người một cái, vung vẩy mạch đao, nổi giận hướng lấy Tiêu Phàm tấn công mạnh mà tới. Khô Lâu nguyên trắng hếu xương đùi phía trên, xuất hiện sáu nơi có chén trà lớn nhỏ đốm đen, hiển nhưng đã thụ thương. Mạch đao cuốn lên đầy trời âm phong, xoay tròn lấy bốn phương tám hướng hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, sắp xếp mây song trưởng đẩy ngang, hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra, đón cuốn tới âm phong mãnh kích đi lên, cũng hình thành một cỗ khác gió lốc, xoay tròn lấy, gào thét, đụng vào nhau. Lần này, Tiêu Phàm hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó, cơ không có lưu bao nhiêu dư lực. Thậm chí ngay cả Uyển Thiên Thiên Đàm Hiên đám người tình hình cũng không có thời gian đi chú ý. Thực tế Quỷ Vương Khô Lâu một kích này, quá cường hãn, Tiêu Phàm không thể không dốc hết toàn lực đến ứng đối. Từ Tiêu Phàm thành tài về sau, còn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ, chỉ có nghịch thiên cải mệnh một lần kia, mới cho Tiêu Phàm tạo thành qua loại này dù coi như toàn lực ứng phó cũng chưa chắc thấy có thể đứng vững cảm giác bất lực. Nhưng một lần kia, là nghịch thiên mệnh làm việc, chẳng những muốn đối kháng trời cơ chi lực, còn muốn đối kháng Dung Thiên Tổ Sư đánh lén. Mà bây giờ Tiêu Phàm, cứ việc còn có đạo tổn thương chưa từng khỏi hẳn, nhưng mà liên tiếp tìm tới luân hồi tướng bên trong thất lạc vài đoạn thiên, tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, không nói so nghịch thiên cải mệnh lúc nâng cao một bước, tối thiểu không kém gì lúc kia. Quỷ Vương Khô Lâu mạnh, lại có thể cùng thiên cơ chi lực cùng Dung Thiên Tổ Sư đánh lén tướng so sánh nhau, thậm chí còn hơn. Hai cỗ xoay tròn cường đại kinh lực đụng vào nhau, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Tiêu Phàm rên lên một tiếng, lảo đảo về sau liền lùi lại mấy bước,
cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng huyết hồng chi sắc. Quỷ vương khô lâu cũng không có lập tức truy sát, vững vàng rơi trên mặt đất, nặng nề mạch đao hướng trên mặt đất một sử, mắt nhìn Tiêu Phàm, nhẹ gật đầu, hơi có vẻ kinh ngạc nói, vô cực tiểu tử, người rất mạnh. Vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới tại thời thế hiện nay, còn có thuật pháp tạo nghệ cao minh như vậy thuật sư. Xem ra người tự xưng là vô cực môn đương đại trưởng giáo, cũng không có nói láo. Tiêu Phàm vẫn hơi thở một chu thiên, chậm rãi thẳng tắp thân hình. Nhìn qua quỷ vương khô lâu trong hốc mắt bừng bừng giấy lên hai đoàn quỷ hỏa, trầm giọng nói, ngươi luôn mồm đến vô cực môn, chẳng lẽ năm đó thật cùng vô cực môn tổ sư đã từng quen biết? Đương nhiên, không có các ngươi vô cực môn hỗn trướng của nợ tham dự việc. Bằng từng nguyên dụ tên phế vật kia, có thể bị thương ta, ta nếu không có chúng tên thụ thương, người nào có thể ngăn được đại tướng quân? Quỷ vương khô lâu nói, nhịn không được lại có nghiến răng nghiến lợi ý tứ, mặc dù hắn sớm đã không có răng. Chỉ còn lại có trên dưới hai khối quai hàm xương, nhưng giọng điệu này có thể nghe được. Tiêu Phàm lập tức nghĩ đến trước đó vài ngày tại hố lõm bùn trong đất tìm tới viên kia dỉ xét mũi tên, bên trên liền nhiễm lấy sát nhân ma quân khí tức, ngàn năm không tiêu tan. Xem ra Vương Tiên Chi khi còn sống, là bị mũi tên gây thương tích trước đây, sau đó chết bởi trong loạn quân. Cũng cho đến lúc này, Tiêu Phàm mới có nhàn hạ đi xem một chút tình hình bên kia. Lại chỉ thấy tối như mực kỳ hàn âm vụ bao phủ phía dưới. Một đoàn hoàng quang một đạo bạch khí một vệt kim quang ngay tại tung hoành bay lượn. Kỳ hàn âm vụ như là nước sôi, không ngừng bốc lên, nhưng thủy chung cực kỳ chặt chẽ đem bốn người bao phủ tại hạ, vô luận như thế nào xung đột, đều khó mà phá vây mà ra. Cái này kỳ hàn âm vụ, so sánh với quỷ vương khô lâu trên đao nâng lên âm phong còn muốn khó đối phó hơn, nếu là không có càn khôn đỉnh tương trợ, ngay cả Tiêu Phàm đều khó mà nhẹ nhõm thoát thân. Mắt thấy thế nguy, Tiêu Phàm không nói hai lời, dưới chân một điểm. Phi thân hướng na bên cạnh vọt tới, thân ở không trung, liền là hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, trừ màu đỏ càn khôn đỉnh bắn ra, tại quay tròn xoay tròn lấy, miệng đỉnh hỗn độn đồ án lập tức phóng đại, hình thành một cái hấp lực vòng xoáy. Tình thế nguy cấp, Tiêu Phàm tại trong khoảnh khắc liền đem càn khôn đỉnh thúc xử đến cực hạn. Liễu Chính Đàm Hiên Lục Ninh Trần đều là thuật sư, bị âm vụ bao phủ, nhất thời nửa khắc còn có sức tự vệ, Uyển Thiên Thiên lại toàn bộ nhờ hắn cho phù lục cùng đan dược tại trèo chống. Cái này âm vụ kỳ hàn thấu xương, ẩn chứa âm sát khí nồng đậm vô so, một khi phù lục cùng đan dược chi lực hao hết, Uyển Thiên Thiên lập tức liền có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may càn khôn đỉnh chính là âm vụ khắc tinh, một tế ra, nguyên tứ ngược kỳ hàn âm vụ, lập tức tựa như cùng trăm sông đổ về một biển, nhao nhao hướng bảo đỉnh hình thành vòng xoáy phóng đi, đảo mắt liền trở nên mỏng manh. Liễu Chính Đàm Hiên bọn người gặp một lần phía dưới, không quá vui, riêng phần mình thôi động bảo vật hộ thân. Từ âm trong xương mù vọt ra. Lại là một chiêu này. Vô cực tiểu tử, nạp mạng đi đi. Quỷ vương khô lâu gầm lên giận dữ, mạch đao vung vẩy, chém ra một đao, khoảnh khắc huyễn hóa thành vô số đạo đao phong, hướng về Tiêu Phàm mãnh bổ mà tới. Cái này quỷ vương khô lâu người khoác thiết giáp, tay cầm cương đao, đều đều nặng nề vô so, thân pháp lại không bị ảnh hưởng chút nào, động tác mau lẹ vô so. Chỉ có bị Liễu Diệp Phi đao thương tổn chân trái, hơi hơi có chút chuyển động mất linh. Những cái kia chén trà lớn nhỏ đốm đen, cũng không tiếp tục mở rộng, nhan sắc ngược lại tại dần dần trở thành nhạt. Nghiệt chướng, Liễu Chính quát to một tiếng, nháy mắt cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra tại mình màu vàng ngọc như ý phía trên, lập tức hướng không trung ném đi, chỉ thấy nguyên thổ hoàng sắc không chút nào thu hút ngọc như ý, đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, toàn thân hóa hổ phách trạng trong suốt, huyễn hóa thành hai trượng chi cự, hướng về quỷ vương khô lâu mãnh kích xuống dưới. Quỷ vương khô lâu tựa hồ biết đến kịch liệt, cổ tay rung lên, đem bổ về phía Tiêu Phàm mạch đao cấp tốc thu hồi lại, bỗng nhiên hướng về to lớn như ý hư ảnh nghênh kích mà đi. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, kim ngọc tương giao, màu vàng ngọc như ý càng là quang hoa đại phóng, tựa như dương quang phổ chiếu, lóa mắt sinh huy, quỷ vương khô lâu vừa tiếp xúc với những này quang hoa, toàn thân đều bốc lên một cỗ hắc khí, phảng phất nhận thiêu đốt. Nổi giận hét lớn một tiếng, một trận giáp lá giao hưởng. Quỷ vương khô lâu người khoác thiết giáp phía trên, từng mảnh con thoi trạng giáp diệp phi múa mà lên, lập tức tại không trung tạo thành một mặt thiết thuẫn, hắc mang bắn ra bốn phía, lập tức đem ngọc như ý ánh sáng màu vàng đều che chắn bên ngoài. Tật, đúng lúc này, Đàm Hiên cũng là một tiếng quát chói tai, cánh tay phải đồng dạng, trong tay thái cực kiếm bát quái bay múa mà lên, hóa một cái vòng ánh sáng, nhanh như điện chớp hướng về quỷ vương khô lâu chém bay đi. Cái này phi luân kim quang lóng lánh, uy mãnh vô so.
Quỷ vương khô lâu trái lỏng tay ra mạch đao chuôi đao, năm ngón tay bạch cốt nắm chắc thành quyền, một quyền đảo ra, chính giữa vòng ánh sáng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, phi luân bay ngược mà ra, quang mang khoảnh khắc ảm đạm, hồi phục thái cực kiếm bát quái đến diện mục. Đàm Hiên bỗng nhiên lùi về sau hai bước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cùng lúc đó, một trận ngọc thạch vỡ vụn đáng sợ âm thanh âm vang lên, không trung màu vàng ngọc như ý sớm đã thu hổ phách trạng giải tướng, biến trở về thổ hoàng sắc không chút nào thu hút thể, lập tức một vết nứt xuất hiện tại ngọc như ý trung ương, ngay từ đầu nhỏ như sợi tóc, sau một khắc liền mở rộng thành một đầu thật dài khe hở, càng nhiều mảnh tiểu nhân vết rách tuôn ra hiện ra. Xoạt, màu vàng ngọc như ý ở giữa không trung phân thành 10 triệu mảnh vỡ, nhao nhao rơi xuống. Liễu Chính bỗng nhiên trở nên mặt mũi tràn đầy ân hồng tự huyết, toàn thân run rẩy, lung lay sắp đổ, trong mắt tinh xảo thần quang nháy mắt trở nên ảm đạm đi, rất rõ ràng đụng phải trọng thương. Quỷ vương khô lâu lần này, thật sự nổi giận, vừa ra tay trọng thương Liễu Chính Đàm Hiên hai người, không chút do dự, cất bước hướng về phía trước, vung vẩy nặng nề mạch đao, quét ngang mà tới. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cùng nó liều. Uyển Thiên Thiên cắn răng một cái, bốn chữ trải qua thốt ra, nâng tay lên bên trong son phấn kiếm, liền muốn phi thân lên, cùng quỷ vương liều mạng. Thình lình một cỗ nhu hòa kinh lực tự thân bên cạnh mãnh liệt mà tới, Uyển Thiên Thiên lại cũng không nghĩ ra Tiêu Phàm sẽ đối nàng ngầm thi đánh lén, không có bất kỳ cái gì phòng bị, kiều tiểu nhân thân thể bị cỗ này to lớn cự lực xông lên, lập tức liền thân không thôi hướng một bên bay đi. Tiêu Phàm, người kẻ ngốc, Uyển Thiên Thiên thân giữa không trung, lại kinh vừa vội, không chịu được cắn răng nghiến lợi kêu lên. Tiêu Phàm không chút nào để ý, miệng lẩm bẩm, hai tay 10 ngón luân chuyển, từng đạo tinh thuần vô so pháp lực, liên tục không ngừng mà bắn vào đến trước ngực càn khôn đỉnh bên trong, bất quá trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên thương bạch như tuyết. Rất rõ ràng, trong thời gian ngắn chân khí pháp lực tiêu hao quá kịch, lập tức tiêu hao quá độ. Càn khôn đỉnh điên cuồng xoay nhanh, đằng không mà lên, một cỗ màu đen âm vụ, từ miệng đỉnh phun ra ngoài. Nguyên liền âm hàn vô so thế giới ngầm, nháy mắt biến thành hầm băng. Uyển Thiên Thiên người tại không trung đều cảm thấy kỳ hàn triệt cốt, liền đứng tại cách đó không xa Lục Ninh Trần thậm chí cũng không kịp trốn tránh, liền bị đông cứng thành băng côn, đứng ở nơi đó, toàn thân cứng đờ, cả ngón tay đều khó mà nâng lên. Vô luận là Uyển Thiên Thiên hay là Lục Ninh Trần, đều chẳng qua là bị liên lụy mà thôi, cỗ này thấu xương kỳ hàn âm vụ, càn quét mà đi, thoáng qua liền đem quỷ vương khô lâu bao khỏa trong đó. Cứ việc cái này quỷ vương khô lâu nguyên chính là địa phủ âm khí ngưng tụ mà thành. Nhưng càn khôn đỉnh cỗ này thấu xương hàn vụ, lại là lấy từ cực nhiệt chi quốc cực âm chi địa, lại trải qua càn khôn đỉnh bồi dưỡng, uy lực to lớn, không hề tầm thường. Âm vụ lướt qua, quỷ vương khô lâu bỗng nhiên dừng lại thân hình, thình lình bị đông lại. Tiêu Phàm không dám thất lễ, tiếp tục không ngừng đem pháp lực rót vào bảo trong đỉnh, đem thu tập được tất cả địa mạch âm khí, đều một tia không dư thừa phóng xuất ra, tăng lớn uy lực. Tốt vừa tại mấy mét bên ngoài rơi xuống đất Uyển Thiên Thiên gặp một lần một màn này, không được nửa mừng nửa lo, kêu to một tiếng. Nhưng mà sự thật chứng minh, Uyển Thiên Thiên thực tế là cao hứng quá sớm. Chỉ nghe rầm rầm một trận vang lớn, nhìn như bị đông lại không thể động đậy quỷ vương khô lâu, bỗng nhiên duỗi ra một con bạch cốt xâm xâm quỷ trảo, đúng ngay vào mặt liền hướng chính treo tại nó trên đỉnh đầu càn khôn đỉnh chộp tới. Một trảo này nhanh như thiểm điện, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Răng rắc, bạch cốt quỷ trảo khép lại, đem càn khôn đỉnh một mực nắm ở trong tay. Chính liên tục không ngừng từ miệng đỉnh toát ra thấu xương hàn khí, im bặt mà dừng, thân đỉnh không ngừng lưu chuyển hỗn độn đồ án, cũng lập tức trở nên chậm chạp. Tiêu Phàm rên lên một tiếng, ngực như bị sét đánh, đau đớn một hồi truyền đến, không chịu được về sau liền lùi lại hai bước. Ha ha, vật nhỏ này cũng không tệ lắm, đại tướng quân liền vui vẻ nhận. Sau một khắc, quỷ vương khô lâu lắc một cái thân thể. Toàn thân băng u cục không ngừng rơi xuống, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Chương 568, Nguyên Thần xuất khiếu. Tiêu Phàm trong miệng niệm quyết, 10 ngón luân chuyển, từng đạo chân khí pháp lực, cuồn cuộn không tuyệt hướng càn khôn đỉnh kích bắn đi. Cùng lúc đó, bắt đầu kính phóng lên tận trời, kim quang lóng lánh, chí dương chi khí vào đầu trấn áp mà hạ. Hừ, ánh sáng đom đóm, cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Quỷ vương khô lâu khinh thường cười một tiếng. Lắc một cái thân thể, vô số giáp lá tạo thành tấm thuẫn lần nữa tránh hiện ra, đón đầu đem bắt đầu kính công kích ngăn tại bên ngoài. Tay phải bạch cốt quỷ trảo đi đến co lại, liền muốn đem càn khôn đỉnh bắt về trước mắt mình. Ngoài dữ liệu một màn như vậy hiện ra,
nhìn như không có chút nào kháng cự chi lực tiểu tiểu càn khôn đỉnh, không nhúc nhích tí nào. Quỷ vương khô lâu tựa hồ cũng ý không ngờ được, quay đầu hướng càn khôn đỉnh nhìn lại, trong mắt quỷ hỏa bừng bừng mà lên, hét lớn một tiếng, giáp vai bên trên giáp lá bang bang rung động, sử xuất 10 điểm kinh lực. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy nguyên trở nên có chút đờ đẫn càn khôn đỉnh, đột nhiên hào quang tỏa sáng, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án xuyên thấu qua quỷ vương khô lâu bạch cốt quỷ trảo, tại không trung hiển hiện ra, bắt đầu xoay tròn. Không tốt, quỷ vương khô lâu lập tức ý thức được không ổn, vội vàng buông ra quỷ trảo, lại nơi nào còn kịp. Hỗn độn đồ án bỗng nhiên bao phủ xuống, chỉ nghe siêu một tiếng, quỷ vương khô lâu bỗng nhiên liền bị hỗn độn đồ án hút vào, thoáng qua không thấy bóng dáng, cảm giác bên trên, quỷ vương khô lâu bị càn khôn đỉnh hút đi vào. Tất cả mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn, bị cái này biến cố cả kinh trợn mắt hốc mồm. Càn khôn đỉnh cao không quá tấc hơn, còn chưa kịp quỷ vương khô lâu hai ngón tay lớn như vậy, cùng càn khôn đỉnh tương đối mà nói, quỷ vương khô lâu chính là cái to lớn cự vật. Như thế lớn một bộ khô lâu, sao có thể bị khéo léo như vậy linh lung càn khôn đỉnh thu đi vào. Nhưng đoàn người thấy rõ ràng, quỷ vương khô lâu quả thật bị hút tiến vào càn khôn đỉnh. Thanh Thanh sở sở, không có nửa phân hoa mắt, lại không nghĩ tới tên này cường địch giống như này bị thu phục. Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ, thở phào một hơi, nâng tay khẽ vẫy, liền muốn đem càn khôn đỉnh thu hồi. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Chân Nhân song mi bỗng nhiên dương lên. Vô hiệu, nguyên thu phát tự nhiên bảo vật, bỗng nhiên liền đối với hắn triệu hoán hở hứng, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, xoay chậm chậm, lóng lánh nhàn nhạt trừ hào quang màu đỏ. Mặc cho Tiêu Phàm như thế nào bấm quyết tác pháp, hoàn toàn không có nửa phân tác dụng. Phảng phất đột nhiên, bảo đỉnh bị một loại nào đó lực lượng thần bí cầm cố lại, lập tức chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Tiêu Phàm, chuyện gì xảy ra? Đàm Hiên cưỡng chế ngực cuồn cuộn khí huyết, kinh ngạc hỏi. Nàng đã nhìn ra, tình hình tựa hồ lại xảy ra ngoài ý muốn. Tiêu Phàm lắc đầu, không có mở lời. Sau một khắc, xoay chậm chậm càn khôn đỉnh bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng, khoảnh khắc liền nở lớn đến cao 3, 4 tấc thấp, cứ việc nhìn qua vẫn như cũ rất mini, nhưng tương đối trước đó. Lại trọn vẹn dài gấp 3-4 lần nhiều. Loại tình hình này, trước nay chưa từng có, dù là Tiêu Phàm nhất quán chấn định tự nhiên. Giờ phút này cũng không chịu được há to miệng không khép lại được tới. Càn khôn đỉnh biến thành bóng ra rồi sao? Mặc dù Tiêu Phàm chưa hề nghiên cứu qua càn khôn đỉnh là lấy loại nào chất liệu đúc thành. Nhưng nghĩ đến nhất định là kim loại loại hình. Nếu không rất khó ở bên trên khắc họa phức tạp như vậy như thế dày đặc hoa văn. Nếu như là ngọc thạch loại hình chất liệu, Tiêu Phàm tất nhiên có cảm giác biết. Kim loại cùng ngọc thạch chất liệu khác nhau, thực tế quá rõ ràng. Thế nhưng là, chẳng lẽ kim loại đúc thành dụng cụ, lại có thể co duỗi tự nhiên. Đang lúc tất cả mọi người đang lo lắng tiếp tục như vậy, càn khôn đỉnh sẽ bị nứt vỡ, bảo đỉnh bỗng nhiên lại bắt đầu chậm rãi co lại. Chưa trở về hình dáng ban đầu, lại một lần nữa chậm rãi trướng đại. Tiêu Phàm, nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy, càn khôn đỉnh, làm không tốt sẽ xảy ra vấn đề. Đàm Hiên cũng gấp, kêu lên, nàng mặc dù chỉ là chỉ thủy tổ sư ký danh đệ tử, nhưng mà sư ân thâm hậu, cùng vô cực môn cũng coi là rất có nguồn gốc. Cái này trấn giáo tam bảo đứng đầu càn khôn đỉnh chẳng lẽ muốn hủy ở chỗ này không thành. Bởi như vậy, chẳng những Tiêu Phàm, coi như nàng Đàm Hiên, cũng sẽ thành vô cực môn tội nhân. Sư tỷ, cho ta hộ pháp. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, liền khoanh chân ngồi xuống, một tay đưa ngang ngực, một tay bấm quyết, miệng bên trong thì thào niệm chú, một sợi thần niệm chi lực chậm rãi nhô ra, hướng càn khôn đỉnh vọt tới. Mặc dù trước mắt càn khôn đỉnh rõ ràng bất thường, tại không biết nội tình huống dưới, tùy tiện đem thần niệm chi lực tham tiến vào, thực tế không phải sáng suốt chi tuyển, nhưng đã càn khôn đỉnh không nhận trưởng khống. Vậy cũng chỉ có thể dùng thần niệm chi lực mạo hiểm thử một lần. Thần niệm chi lực vừa mới tiếp cận càn khôn đỉnh, bảo đỉnh bỗng nhiên lại một lần nữa quang hoa đại phóng, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án hình thành một cái chói mắt vòng xoáy, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đem mình gắt gao đinh ở nơi đó, toàn thân trên dưới, ngay cả một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Còn không có cùng Tiêu Phàm giãy giụa, ngay sau đó trong đầu đau đớn một hồi, lập tức liền cảm giác phải thần hồn của mình bị sinh sinh từ thể xác bên trong rút ra, hướng về kia cái chói mắt trừ vòng xoáy màu đỏ bay đi, trước mắt hồng quang chớp loạn, tựa hồ có vô số tia chớp màu đỏ, nhằm thẳng vào đầu chém xuống tới. Tiêu Phàm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong tai rung động ầm ầm, bốn phía hồ quang điện lập lòe, miễn cưỡng muốn hình dung,
tựa hồ ngay tại thông qua cái nào đó đường hầm, tốc độ nhanh chóng, không cùng Luân So. Ngay tại Tiêu Phàm cảm thấy mình nhanh muốn không chịu nổi thời điểm, trước mắt rộng mở trong sáng, vậy mà đi tới một chỗ đình trong nội viện. Tiêu Phàm thật vất vả chấn định tâm thần, lắc lắc đầu, đứng vững thân thể, giơ hai tay lên thả ở trước mắt, tựa hồ cũng không có chỗ không ổn, nhưng cảm giác bên trên, luôn luôn như vậy không chân thực. Cứ việc hết thảy phát sinh như vậy đột nhiên, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn nhớ rõ, mình tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí, ngạnh sinh sinh đem linh thức bóc ra thân thể, dưới mắt ở đây hiện thân, hẳn không phải là thân thể của mình, mà vẻn vẹn chỉ là thần niệm chi lực. Hoặc là nói, là mình linh thân, được chứng kiến ma cưu linh thân về sau, đối mặt loại tình hình này, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có bị dọa đến cuồng loạn. Tiêu Chân Nhân luôn luôn là loại kia hết sức bảo trì bình thản tính cách. Ổn định tinh thần, Tiêu Phàm lập tức bắt đầu dò xét bốn phía, có thể khẳng định là đứng tại nơi nào đó đỉnh trong nội viện, bốn phía hoa mộc sum suê, bức tường phía trên là một bức tinh xảo hỗn độn đồ án, chớp động lên nhàn nhạt linh lực ba động. Tiêu Phàm nhớ được, mình giống như chính là từ mặt này bức tường bên trên xuyên tiến vào chỗ này đình viện, cước đạp thực địa trước đó, hắn nhìn thấy này tấm hỗn độn đồ án. Đình viện một bên thì là một đạo làm bằng gỗ hành lang, màu son cột trụ hành lang, giường cột chạm trổ, 10 điểm tinh xảo. Một bên khác thì là một chỗ nguyệt cửa, ẩn ẩn có một cỗ hung sát chi khí từ nguyệt cửa bên kia truyền đến. Tiêu Phàm song mi có chút một dương, hắn cảm giác được, đó chính là vương tiên chi biến thành quỷ vương khô lâu khí tức. Chẳng lẽ, mình cũng bị hút tiến vào càn khôn đỉnh bên trong? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm vẫn có chút khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Dù sao hắn sinh hoạt tại thế kỷ 21, một cái hiện đại khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt xã hội văn minh, tu di không gian chuyện như vậy, chỉ thấy ở Phật gia cùng đạo gia kinh điển, vẫn chưa coi là thật được chứng kiến. Tướng so Tiêu Phàm thời khắc này kinh ngạc, Uyển Thiên Thiên, Đàm Hiên, Liễu Chính bọn người càng là trợn mắt hốc mồm. Tiêu Phàm bỗng nhiên tượng đất đứng ở nơi đó, phảng phất bỗng nhiên bị rút đi linh hồn, cả người duy trì lấy bấm quyết tác pháp tư thế, không nhúc nhích. Cách đó không xa càn khôn đỉnh, thì chợt lớn chợt nhỏ, quang hoa sáng tối chập chờn, tình hình chi quỷ dị, tột đỉnh. Tiêu Phàm, người thế nào? Uyển Thiên Thiên nắm chắc Tiêu Phàm tay, gấp vội kêu lên. Nước mắt đã ngăn không được trào lên mà ra. Đã không biết có bao nhiêu năm, thứ nhất nữ ma đầu không có hưởng qua thuốc thiết tư vị. Nhưng là hiện tại, lại là kìm lòng không được, nước mắt tự nhiên mà vậy liền chảy xuôi xuống tới. Uyển tiểu thư, đừng lộn xộn. Liễu Chính nỗ lực đứng vững thân thể, trầm giọng quát, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Liễu chủ nhiệm, chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không? Liễu Chính song mi nhíu chặt, mang theo vẻ nghi hoặc, nói ta cũng không phải rõ ràng như vậy. Bất quá từ chuyện này hình nhìn, Tiêu Chân Nhân rất có thể là nguyên thần xuất khiếu. Nguyên hắn vẫn luôn xưng hô Tiêu Phàm Tiêu trưởng phòng, hiện tại rốt cục đổi giọng. Thực tế nguyên thần xuất khiếu chuyện như vậy, cùng trưởng phòng nhưng kéo không lên cái gì liên quan, ngược lại là phi thường thích hợp Tiêu Chân Nhân. Cái gì, nguyên thần xuất khiếu? Cái này, đây không phải nói đùa a. Dù là như thế, Uyển Thiên Thiên hay là giận xem líu lưỡi, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, không dám khẳng định, tình huống thật đến cùng như thế nào, còn muốn cùng Tiêu Chân Nhân đợi sẽ tự mình cùng chúng ta giải thích, chúng ta bây giờ việc cấp bách là hắn hộ pháp, tuyệt đối không được để những cái kia đồ vật loạn thất bát tao tới quấy rầy hắn. Tốt, Uyển Thiên Thiên lần này ngược lại là đáp ứng cực kỳ lưu loát, bá một tiếng, son phấn kiếm lấy ra. Một không gian khác bên trong, Tiêu Phàm lại rất nhanh liền gặp phải phiền toái. Vô cực tiểu tử, ngươi ở đây. Ha ha, quá tốt, nạp mạng đi. Còn không có cùng Tiêu Phàm nghĩ kỹ muốn hướng phương hướng nào đi, nguyệt cửa bên kia, liền truyền đến quỷ vương khô lâu kinh thiên động địa giống lên một tiếng, lập tức liền giáp lá loạn hưởng, quỷ vương khô lâu tay cầm mạch đao, nhanh chân hướng bên này đình viện đánh tới, trong mắt quỷ hỏa loạn bốc lên. Tiêu Phàm rốt cục có thể xác định, giờ phút này đứng ở chỗ này, thật không phải là nhục thân của mình, chỉ là thần thức. Nhân, hắn hiện tại cái gì cũng không có, không có càn khôn đỉnh, không có bắc đầu kính, không có phù lục. Cũng không có Liễu Diệp phi đao. Những này tùy thân mang theo pháp khí binh khí, tất cả đều không tại. Không có những vật này, hắn càng thêm khó mà chống đỡ. Tại càn khôn đỉnh bên ngoài, Tiêu Phàm thế nhưng là thấy thanh thanh sở sở, quỷ vương khô lâu là toàn bộ biến mất, bị hút tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Người ta là thịt xuyên, mình là hồn xuyên, đánh như thế nào? Mắt thấy quỷ vương khô lâu liền muốn từ bên kia sát tướng tới, hành lang một bên, bỗng nhiên dần hiện ra một bóng người. Áo trắng bạch bào, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt,
uyển như người trong chốn thần tiên một vị lão giả. Lão giả này bóp cái pháp môn, miệng bên trong thì thào niệm chú, tay phải vung lên, cái kia đạo nguyệt cửa bỗng nhiên dâng lên từng cơn sóng gợn, thoáng qua ở giữa, liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là lấp kín kiên cố tường vây. Quỷ vương khô lâu như sấm tiếng gầm gừ, lập tức trở nên xa xôi, nghe không chân thiết. Ông lão mặc áo trắng cười nhạt một tiếng, hướng Tiêu Phàm vẫy vẫy tay, nói ba chữ. Đi theo ta. Chương 569, tiền bối tổ sư. Đi theo tại lão giả áo bào trắng sau lưng, Tiêu Phàm 10 điểm đề phòng. Cứ việc cái này lão giả áo bào trắng mang đến cho hắn một cảm giác rất thân thiết, nhưng bỗng nhiên đi tới dạng này một chỗ kỳ quái địa phương, Tiêu Phàm hay là thu xếp lên 12 phân tinh thần, cao 12 phân cảnh giác. Lão nhân áo bào trắng cũng không thèm để ý Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, phía trước bên cạnh không chậm không nhanh đi, dưới chân uyển như hành vân như nước chảy, tựa hồ chân không chạm đất. Cảm giác bên trên, chỉ là một cái hư ảnh, có chút không lớn chân thực. Bất quá cái này màu đỏ thắm hành lang, đình trong nội viện hoa cỏ cây cối, lại hình như là chân thật, cũng không phải là ảo giác. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cũng bị làm hồ đồ. Nơi này quả nhiên là tại Càn Khôn đỉnh bên trong a. Hoặc là chỉ là mình cảm giác tiến vào trong đỉnh, trên thực tế đến là một cái không gian khác. Hết thảy đều khó mà xác định, chỉ có thể trông cậy vào lão giả áo bào trắng cho mình giải hoặc. Cái này màu đỏ thắm hành lang không hề dài, rất nhanh, trước mắt liền xuất hiện một loạt xương phòng, rất cổ điển đình viện kiến trúc, không ít địa phương đều sử dụng cùng loại cẩm thạch vật liệu đá làm kiến trúc vật liệu. Lão giả áo bào trắng đem Tiêu Phàm lĩnh tiến vào trong đó một gian xương phòng. Trong xương phòng bố trí rất trang nhã. Ngồi, lão giả áo bào trắng đi tới hình tròn bàn trước đó, lạnh nhạt đối Tiêu Phàm nói, mình trung thực không khách khí, trước liền ngồi xuống. Tiêu Phàm hướng lão giả áo bào trắng khom người một chút, chậm rãi tại một bên ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng, lẳng lặng chờ đợi lấy lão giả áo bào trắng mở miệng trước. Lão giả áo bào trắng từ trên xuống dưới đánh giá hắn, chốc lát, khẽ vuốt cằm, nói, không sai. Ngươi là mấy đời đệ tử? Câu nói này không đầu không đuôi, chợt một nghe vào, hảo hảo không hiểu. Tiêu Phàm nhưng vẫn là lập tức liền minh trắng hắn ý tứ. Lần nữa hạ thấp người, ôn hòa đáp, cực khổ tiền bối xin hỏi. Tại hạ Tiêu Phàm, là vô cực môn đời thứ 64 đệ tử. 6 đệ tử đời 14, lão giả áo bào trắng tuyết trắng song mi bỗng nhiên dương lên. Tựa hồ đối với Tiêu Phàm câu trả lời này cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thời gian vậy mà quá khứ nhiều năm như vậy a, xin hỏi tiền bối. Lão giả áo bào trắng khoát tay chặn lại, ngừng lại Tiêu Phàm hỏi thăm, nhìn qua hắn, chậm rãi nói, lão phu Tạ Thanh Dương. Tạ Thanh Dương, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, hai mắt gắt gao tiếp cận lão giả áo bào trắng, trong mắt lộ ra tuyệt không tin thần sắc. Thực tế ba chữ này quá kinh người, không thua gì có người tại Tiêu Phàm trong đầu ném một viên siêu cấp lớn bom, chấn động đến đầu của hắn rung động ầm ầm. Trống rỗng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Tạ Thanh Dương. Vô cực môn thứ 38 thay mặt trưởng giáo chân nhân, vô cực môn hậu bối đệ tử truyền nhân, tôn xưng Thanh Dương Tổ Sư. Căn cứ vô cực môn điển tịch ghi chép, Thanh Dương Tổ Sư sinh hoạt tại muộn thời nhà Đường Kỳ, thuật pháp cao cường, tốt nhậm hiệp. Cách nay đã hơn 1.000 năm, hiện tại, cái này lão giả áo bào trắng lại sống sờ sờ ngồi tại Tiêu Phàm trước mặt, tự xưng Thanh Dương Tổ Sư, gọi Tiêu Phàm trong lúc nhất thời, chỗ nào có thể tin. Làm sao, ngươi không tin a? Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt nhìn qua Tiêu Phàm, chậm rãi hỏi. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, hướng lão giả áo bào trắng khẽ khom người. Nói tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Thanh Dương Tổ Sư chính là ta vô cực môn thứ 38 thay mặt trưởng giáo chân nhân. Căn cứ cửa điển tịch ghi chép, Thanh Dương Tổ Sư tại muộn đường Càn Phù năm bên trong liền không biết tung tích. Cách nay đã hơn 1.1005. Ngươi nói ngươi là ta tổ sư ra, xin hỏi có gì bằng chứng? Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai đã qua hơn 1.000 năm, khó trách. Tiêu Phàm, ta cũng biết ngươi không tin, nhưng lão phu xác thực chính là Tạ Thanh Dương, cái này không có gì tốt mạo danh thay thế. Ngươi chủ tu, là, luân hồi tướng, a. Tiêu Phàm lại là giật mình, vội vàng đáp tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối chủ tu, chính là, luân hồi tướng. Nói như vậy, ngươi là trưởng giáo truyền nhân, đúng vậy, trước mắt, cửa đúng là vãn bối chấp trưởng. Tiêu Phàm cẩn thận đáp, cái này lão giả áo bào trắng đối vô cực môn mà biết rất nhấm, nhưng chỉ bằng vào mấy câu nói đó, liền muốn Tiêu Phàm tin tưởng hắn tổ sư thân phận, lại còn quá trẻ con. Hiểu một chút vô cực môn tình hình ngoại nhân, cũng có thể nói ra lời tương tự tới. Lão giả áo bào trắng nhìn một chút Tiêu Phàm thần sắc,
mỉm cười, nói, thôi được. Tay phải vừa nhấc, năm ngón tay luân chuyển, suy suy tiếng xé gió vang lên, từng đạo chân khí hướng về Tiêu Phàm phóng tới, tốc độ cũng không thế nào nhanh chóng. Gặp một lần lão giả áo bào trắng năm ngón tay luân chuyển tư thế, Tiêu Phàm càng là kinh ngạc, nói tiền bối, đắc tội. Tay phải một dương, tiện tay đem cái này mấy đạo chân khí hóa giải mất. Thế nào, còn có nghi vấn a? Tiêu Phàm trầm ngâm nói, tiền bối, đây đúng là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí, đời đời truyền lại, là vô cực môn trấn giáo thần công, mặc dù cũng không phải là không phải trưởng giáo đệ tử không truyền, nhưng tuyệt đại đa số trưởng giáo truyền nhân, chủ tu công pháp đều là hạo nhiên chính khí. Lão giả áo bào trắng lấy đạn chỉ thần thông phát ra cái này mấy đạo chân khí, cố nhiên cũng không thế nào bá đạo, nhưng quả thật là hạo nhiên chính khí không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, cùng Tiêu Phàm mình tu tập hạo nhiên chính khí, tựa hồ hơi có sự khác biệt. Lão nhân áo bào trắng không nói hai lời, bỗng nhiên bày ra một cái cổ quái tạo hình. Tiêu Phàm không được sửng sốt, đây là luân hồi tướng tu la đạo thức thứ hai tu luyện pháp tướng. Ngay sau đó, lão nhân áo bào trắng lại bày ra cái khác mấy cái tạo hình, đều là luân hồi tướng các đạo tu luyện pháp tướng, tinh diệu tuyệt luân, không có tu luyện qua luân hồi tướng người, tuyệt đối bày không ra hình thù như vậy. Tiêu Phàm rốt cục khom người tới đất, cung kính thanh âm, vô cực môn đời thứ 64 đệ tử Tiêu Phàm, tham kiến Thanh Dương tổ sư. Biểu thị đến trình độ như vậy, cũng không tiếp tục phải Tiêu Phàm không tin. Mà lại, thân ở cái này không biết tên không gian, Tiêu Phàm cũng gấp tại muốn mời lão nhân áo bào trắng mình giải hoặc. Cái này lão nhân áo bào trắng coi như không phải chân chính Thanh Dương tổ sư, tối thiểu cũng cùng vô cực môn có lớn lao nguồn gốc. Khó trách Tiêu Phàm vừa thấy được hắn, liền có loại không hiểu thân cận cảm giác. Lão nhân áo bào trắng cười ha ha một tiếng, nói, ngươi cái này tiểu oa nhi, nhìn tới vẫn là cái thận trọng từ lời nói đến việc làm tính tình, muốn để ngươi tin tưởng, còn thật không dễ dàng đâu, ha ha, không sai, ta rất thích. Ngươi đứng lên đi, vâng, đa tạ tổ sư. Tiêu Phàm theo lời đứng dậy, lại không còn ngồi xuống, cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Ngồi đi, không cần câu nệ. Nhiều năm như vậy, một mực không có người bồi ta trò chuyện, Thanh lão nhân ra ta buồn bực, ha ha. Ngươi đến liền tốt, rốt cục có người bồi ta nói chuyện giải buồn. Lão nhân áo bào trắng cười ha hả, tựa hồ tâm tình 10 điểm vui vẻ. Nếu như tình hình coi là thật như hắn lời nói, hơn 1000 năm không ai bồi tiếp nói chuyện, vậy liền thực tế quá mức quỷ dị. Đổi lại những người khác, tại hắn loại tình hình này phía dưới, không biết muốn như thế nào mới có thể chịu phải xuống tới, chỉ sợ sớm đã điên mất đi. Bây giờ bỗng nhiên thêm một người đến bồi hắn nói chuyện, hay là cửa dòng chính truyền nhân, cũng khó trách lão giả đặc biệt đừng cao hứng. Tổ sư, chúng ta bây giờ đây là đang nơi nào? Nheo mắt nhìn lão giả áo bào trắng nói chuyện khe hở, Tiêu Phàm vội vàng hỏi. Đây là trước mắt hắn nhất nghĩ muốn biết rõ đáp án vấn đề. Lão giả áo bào trắng vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu, vừa cười vừa nói, ngay tại Càn Khôn đỉnh bên trong. Đáp án này, mặc dù Tiêu Phàm sớm đã có đoán trước, nhưng trước vẫn là có chút kinh ngạc, ngay tại Càn Khôn đỉnh bên trong. Nói như vậy, là tu di không gian, Càn Khôn đỉnh là không gian bảo vật. Lão giả áo bào trắng liếc nhìn hắn một cái, cũng hơi kinh ngạc, nói thế nào, ngươi không biết a? Sư môn trưởng bối của ngươi, không có nói cho ngươi biết. Hắn thấy cái này hẳn không phải là cái gì bí mật, thân vô cực môn trưởng giáo chân nhân, Tiêu Phàm lẽ ra biết tình huống này. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói, sư môn trưởng bối, chỉ sợ cũng không rõ ràng cái này. Thuật giấu trong điển tịch, cũng không thấy ghi chép tỉ mỉ, phải có, cũng là sơ lược. Lão giả áo bào trắng lập tức trừng lên con mắt, nói, đương nhiên là sơ lược. Trọng yếu như vậy cơ mật, sao có thể viết thành văn tự? Tự nhiên chỉ có thể truyền miệng, một đời truyền thừa tiếp. Nếu như để cái khác lưu phái thuật sư, biết nói chúng ta vô cực môn có dạng này không gian bảo vật, vậy còn không phải nhao nhao tới cửa đến đoạt. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng có thể không giết người, tự nhiên hay là không giết tốt. Thượng thiên có đức hiếu sinh, lời nói này phải bá khí. Bất luận kẻ nào muốn đến đoạt vô cực môn bảo vật trấn giáo, đều là muốn chết mà thôi. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại là lập tức liền lý giải. Không nói đến thiên hạ chi lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Vô cực môn không có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể làm đến vô địch thiên hạ, liền xem như dạng này, những cái kia ngấp nghé bảo vật tham lam chi đồ một nhóm lại một nhóm tìm tới cửa, xác thực cũng là giết không thắng giết. Vô cực môn lấy nhiều làm việc thiện sự tình rộng tích âm công làm truyền giáo chi tôn chỉ, giết người quá nhiều, hiển nhiên làm trời nổi giận, cũng cùng giáo nghĩa trái ngược. Chỉ bất quá,
chỉ thủy tổ sư lại chưa từng đem càn khôn đỉnh bí mật nói cho hắn, Tiêu Phàm tin tưởng, đây không phải sư phụ tận lực đối với hắn giấu giếm, mà là chỉ thủy tổ sư chính mình cũng không rõ ràng lắm bí mật này. Rất có thể nhiều năm trước kia, bí mật này liền đã chôn vùi. Chỉ cần trong đó một đời tổ sư chưa kịp đem bí mật truyền cho đời sau trưởng giáo liền bị gặp ngoài ý muốn, bí mật này hậu nhân liền lại cũng khó có thể biết được. Xem ra hậu bối tử đệ có người xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Oa Nhi, ta hỏi ngươi, càn khôn đỉnh có an hồn hiệu quả, cái này ngươi biết à? Lão giả áo bào trắng ông cụ non, luôn mồm kêu Tiểu Oa Nhi, nghe vào Tiêu Phàm trong tai, lại rất cảm thấy thân thiết, mảy may cũng không thấy phải khó chịu. Một cái hơn 1000 tuổi lão nhân, cửa tổ sư gọi mình Tiểu Oa Nhi, chẳng lẽ chẳng phải là đương nhiên sao? Tổ sư, cái này an hồn hiệu quả, đệ tử xác thực nghe nói qua, chỉ là không biết như thế nào thi triển. Lão nhân áo bào trắng nhẹ gật đầu, nói, xem ra những pháp môn này, khả năng đều đã thất truyền. Càn khôn đỉnh, chẳng những là không gian bảo vật, mà lại thân kiêm âm dương nhị khí chi diệu, tam hồn lục phách, vừa vặn tẩm bổ. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, càn khôn đỉnh, không có bổ ích, âm dương nhị khí trôi qua nghiêm trọng, an hồn hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nếu không phải trước đó vài ngày, bỗng nhiên tuôn ra tiến đến đại lượng trí âm chi khí, lão phu cơ hồ đều muốn chống đỡ không nổi. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, trước đó vài ngày trí âm chi khí, tự nhiên chỉ chính là hắn tại Ma Cưu Trang Viên thu lấy những cái kia địa mạch âm khí. Nguyên chỉ là lúc đối địch sử dụng thủ đoạn, không ngờ đối thân ở trong đỉnh phái tổ sư hồn phách, vừa vặn đưa đến bổ dưỡng tác dụng, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu Oa Nhi, những này lại áp sau lại nói. Ngươi là thế nào tiến đến? Nói nghe một chút. Chương 570, vô cực chuyện cũ. Tiêu Phàm liền lời ít mà ý nhiều đem tình huống vừa rồi miêu tả một chút. Thì ra là thế, trách không được, lão giả áo bào trắng nghe được say sưa ngon lành, vuốt vuốt râu ria nói. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, tổ sư, cái gì gọi là trách không được? Lão giả áo bào trắng liếc mắt nhìn hắn, nói ta nhìn thần hồn của ngươi mặc dù ngưng kết, nhưng lại xa xa không đến có thể nguyên thần xuất khiếu trình độ. Nhưng ngươi lại xuất hiện tại nơi này, để lão nhân gia ta rất là kỳ quái. Ngươi kiểu nói này, ta xem như minh bạch, tại cực âm chi địa, vương tiên chi kia cỏ tặc thần thông phóng đại, kích phát, càn khôn đỉnh, tiềm lực, đem hắn cùng ngươi đều ngạnh sinh sinh hút vào. Cỏ tặc, Tiêu Phàm lặp lại một câu, chỉ từ hai chữ này liền có thể đoán được, Thanh Dương tổ sư tựa hồ đối với vương tiên chi biến thành quỷ vương khô lâu không có chút nào hảo cảm. Đúng, năm đó, chính là lão phu tương trợ từng đại sứ, bắn trúng cẩu tặc kia một tiễn, phá hắn hộ thể thần công, lúc này mới đem hắn chém giết. Cẩu tặc kia chính là ma đầu chuyển thế, hung hãn ngang ngược, giết người đầy đồng. Chết sớm một ngày, thứ dân bách tính liền sống lâu một số người mệnh. Lão giả áo bào trắng ngạo nghễ nói, trong miệng hắn cái gọi là từng đại sứ, Tiêu Phàm cũng biết chỉ là ai. Năm đó từng nguyên dụ tiếp nhận tông uy, đảm nhiệm chư đạo hành dinh chiêu thảo sứ, lão nhân áo bào trắng cùng hắn là đồng thời thay mặt người, liền dựa theo ngay lúc đó quy củ, tôn xưng nó từng đại sứ. Bất quá Tiêu Phàm lực chú ý, rất rõ ràng không có đặt ở cái này bên trên, hắn chú ý chính là một cái vấn đề khác. Tổ sư, vương tiên chi là ma đầu chuyển thế. Loại tình hình này, coi là thật tồn tại à? Tiêu Phàm hỏi, thần sắc trở nên cực kỳ trịnh trọng. Vô cực chín tướng thiên trong điển tịch, minh bạch ghi lại ma quân chi tướng. Chỉ là câu nói ngắn gọn, 10 điểm tinh luyện. Rất nhiều nơi, thuyết minh tương đối mơ hồ. Muốn thế nào lý giải, liền nhìn mọi người ngộ tính. Tướng thuật bên trên, thật không có tiêu chuẩn đáp án. Nhưng ở Tiêu Phàm trong cuộc đời này, lại chưa nhìn thấy ai có chân chính ma quân chi tướng. Mấy vị đương đại kiêu hùng, có tư cách được xưng chuyển thế ma quân, Tiêu Phàm đều chỉ có thể dựa vào ảnh chụp đi xem tướng. Thế nhưng giấy chứng nhận phiến xem tướng, độ chính xác coi là thật rất không đáng tin. Cho nên, có quan hệ ma quân chi tướng, Tiêu Phàm chưa hề cùng người đường đường chính chính trao đổi qua. Mà bây giờ, lại từ Thanh Dương tổ sư miệng bên trong nghe tới ma đầu chuyển thế như vậy lời nói, đồng thời, vị này chuyển thế ma quân biến thành bạch cốt khô lâu, liền cùng hắn tại cùng một cái không gian bên trong, lúc nào cũng có thể bỗng nhiên xuất hiện. Tự nhiên tồn tại, không có những này ma vương làm loạn, thế giới sao sẽ như thế phong hỏa liên thiên. Nhiều như vậy sinh linh đồ thán, núi thây huyết hải, đều là những này ma vương tạo thành. Tiểu Oa Nhi, người biết cửa điển tịch, là như thế nào thất lạc rơi sao? Nghe nói là bởi vì chiến loạn ngược lại là chiến loạn, nhưng đến cùng là loại nào chiến loạn, người biết được à? Tiêu Phàm lắc đầu, hai đầu lông mày toát ra lo nghĩ chi sắc. Căn cứ điển tịch ghi chép,
Tại đời thứ 36 tổ sư trước đó, phổ cực môn điển tịch cơ là hoàn chỉnh, thất lạc thiên không nhiều. Chẳng những cơ sở lục tương đại khái hoàn chỉnh, liền xem như được xưng phi thăng ba pha thiên nhân tướng, trường sinh tướng cùng tạo hóa tướng. Cũng còn có rất nhiều thiên tồn tại, đến đời thứ 36 tổ sư thời điểm, tao ngộ chiến loạn. Dẫn đến đại lượng điển tịch tán giật, phổ cực chín tướng thiên từ đây tàn khuyết không đầy đủ, nhất là phi thăng ba pha hoàn toàn thiếu thốn. Nhưng mà, dựa theo thời gian suy đoán, đời thứ 36 tổ sư hẳn là sinh hoạt tại thịnh thời nhà Đường Kỳ, chính là quốc gia cường đại, xã hội nhất ổn định thời điểm, cũng không có phát sinh đại quy mô chiến tranh, điển tịch làm sao lại tại trong chiến loạn tán giật đâu. Vấn đề này, Tiêu Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, không cách nào chứng thực năm đó chân tướng. Lại nói, phổ cực môn lịch đại truyền nhân, đều lấy tìm về thất lạc thiên nhiệm vụ của mình, đối với gì thất lạc nguyên nhân, ai còn sẽ lại đi chú ý đâu. Cửa thiên tán giật, chính là bởi vì thần ma chi chiến. Lão nhân áo bào trắng vuốt râu, nói ra một cái khiến Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nguyên nhân tới. Thần ma chi chiến, tổ sư, Tiêu Phàm đầy trán hắc tuyến, trước mắt sao vàng bay loạn. Đối với Tiêu Phàm chấn kinh, lão nhân áo bào trắng hiển nhiên cũng 10 điểm kinh ngạc, vểnh lên râu ria, kỳ quái nói, làm sao? Người ngay cả điều này cũng không biết a? Chẳng lẽ thuật giấu bên trong, không có ghi chép? Tiêu Phàm mãnh lắc đầu. Kỳ quái, thật không biết cái này hơn 1000 năm, hậu bối tử tôn lại kinh lịch thứ gì gặp trắc trở. Cửa điển tịch tổn thất nhiều lắm. Ai, phàm ngàn năm bất bại chi lưu phái, 10000 năm không ngừng chi truyền thừa, tổng nhất định là nhiều tai nạn. Tốt a, tiểu oa nhi, ta liền mơ hồ cùng ngươi nói một câu. Nói đến đây, lão nhân áo bào trắng nhìn kỹ một chút Tiêu Phàm, tựa hồ đang lo lắng một ít vấn đề. Mời tổ sư dạy bảo, Tiêu Phàm kính cẩn nói, chúng ta vô cực môn thời kỳ viễn cổ, là cực kỳ thịnh vượng tu chân đại phái, truyền thừa cực kỳ lâu đời, người biết không? Lão nhân áo bào trắng mới mở miệng, lại để cho Tiêu Phàm mê muội một chút, vội vã nói, thế nhưng là tổ sư, chúng ta không phải là tướng thuật truyền thừa sao? Là tướng thuật truyền thừa, nhưng cũng là môn phái tu chân, cái này có gì không ổn a? Viên núi lửa, mão vàng tử sư đồ, lấy tướng thuật tinh chuẩn mà nổi danh trên đời. Sư đồ hai người đều là tu chân chi sĩ. Ngươi phải biết, tướng thuật cùng tu chân, nguyên chính là hỗ trợ lẫn nhau. Đây là chúng ta trung thổ môn phái tu chân một mình sáng tạo, cũng là thụ nhất ma giới cùng minh giới ra ma thần ghen ghét nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Phàm trong đầu loạn cả một đoàn, không lo được lễ phép, đánh gãy lão nhân áo bào trắng lời nói, khẩn cấp hỏi, tổ sư, gì chúng ta trung thổ môn phái tu chân, sẽ bị ma thần ghen ghét. Từ cổ chính tà bất lưỡng lập, tà phái ma thần không ngừng quấy nhiễu chúng ta, tranh đấu không ngừng. Trung thổ môn phái tu chân, cùng Tây phương giáo sĩ khác biệt. Trung thổ rất nhiều tu chân đại phái, đều tinh nghiên tướng lý thuật bói toán, có thể tiên đoán cát hung, đại chiến thời điểm, liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Đa số chuyển thế ma thần, còn không tới kịp ác, liền bị chúng ta xem bói thôi diễn, tìm ra chân thân, lập tức diệt sát. Nếu không, thế giới này sớm đã bị ma thần phá vỡ, luân a tỷ địa ngục. Mặc dù như thế, một chút đạo hạnh cao thâm đại ma đầu, giỏi về giấu kín hành tích. Phổ thông xem bói thuật tính toán, rất khó tìm đến bọn hắn chuyển thế chân thân. Tiêu Phàm càng là đầu váng mắt hoa, thế mà ngay cả Tây phương giáo sĩ đều đi ra. Chẳng lẽ lúc kia, Tây phương giáo sĩ liền đã cùng Đông phương môn phái tu chân bù đắp nhau rồi sao? Thịnh thời nhà Đường Kỳ, Tây phương chẳng phải là ở vào thời trung cổ vô hạn hắc ám thời kỳ. Lão giả áo bào trắng không để ý tới hắn kinh ngạc, phối hợp nói ra, một bức khổng lồ, sử thi bức tranh, tại Tiêu Phàm trước mặt chậm chậm triển khai. Rốt cục để hắn cửa đối diện rất nhiều bí mật, có hiểu biết. Trước đây thật lâu, vô luận trung thổ hay là Tây phương, đồng đều có rất nhiều môn phái tu chân cùng càng nhiều tu chân chi sĩ, những tu sĩ này là đối kháng chuyển thế ác ma lực lượng trung kiên. Thần ma chi chiến, một mực chưa từng ngừng qua. Chờ một chút, tổ sư, làm sao ta nghe, những này ác ma đô là kẻ ngoại lai. Cái này hiển nhiên, ma giới cũng tốt, minh giới cũng được, cùng chúng ta nhân giới là hoàn toàn khác biệt. Nguyên là nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta nơi này, sở dĩ thần ma chi chiến kéo dài không dứt, đây chẳng qua là nhân, chúng ta vận khí không tốt. Cái gì gọi là vận khí không tốt? Lão giả áo bào trắng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, bởi vì chúng ta đang ở tại mấy chỗ không gian giao nhau chỗ. Chúng ta vị trí thế giới, trải rộng đại đại không gian nho nhỏ thông đạo cùng tọa độ không gian. Thần ma giao chiến, mặc dù cũng có khác con đường có thể đi. Nhưng là thông qua những này không gian thông đạo là gần nhất đường tắt. Cho nên,
tại thế giới của chúng ta, chẳng những có nhân giới người tu chân, cũng có ác ma cùng minh thần, mọi người đan vào một chỗ, cài răng lược, hỗn chiến không ngớt. Tiêu Phàm nuốt ngụm nước miếng, động tác này rất chướng tai gai mắt, ngày bình thường tiêu chân nhân cực kỳ chú trọng dung nhan, từ không như thế thất lễ. Nhưng bây giờ đây hết thảy, đối với hắn trước kia nhận biết cơ hồ hoàn toàn phá vỡ, cái này nho nhỏ thất lễ, ai còn sẽ để ý. Mãi cho đến hơn 100 năm trước, cuộc hỗn chiến này mới rốt cục ngừng. Có kết quả, không có kết quả, trung thổ thế giới cơ hồ hoàn toàn làm hỏng rơi, không ít không gian thông đạo đều bị đánh cho sụp đổ, linh khí đại lượng tiết ra ngoài, trung thổ thế giới tài nguyên tu luyện, hủy diệt hầu như không còn, gần như hoang vu, không còn thích hợp tu luyện. Đa số tu sĩ đều rời khỏi nơi này, chỉ có cực thiểu số vừa mới nhập môn người không thể không lưu lại. Tỷ như nói, sư tổ của ta Thiên Minh Tổ Sư, lúc kia, bất quá là vừa mới bái nhập vô cực môn không bao lâu tiểu đồ đệ. Bởi vì quá tiểu nguyên nhân, thần ma đại chiến không có lan đến gần hắn. Cũng tương tự bởi vì duyên cớ này, không gian thông đạo toàn bộ sụp đổ, công lực của hắn quá nhỏ bé, căn bản liền đi không nổi. Lúc này mới đem cửa truyền thừa y bát xuống dưới. Tiêu Phàm triệt để im lặng, Thiên Minh Tổ Sư, vô cực môn đời thứ 36 Tổ Sư. Cũng chính là từ Thiên Minh Tổ Sư nơi đó bắt đầu, vô cực môn điển tịch liền tán giật không hoàn toàn. Rốt cuộc không nghĩ tới, vậy mà là nguyên nhân này. Một cái vừa mới nhập môn tiểu đồ đệ, còn đến không kịp học tập cao thâm tướng thuật công pháp, cả môn phái lại đột nhiên không gặp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại làm cho hắn đi đâu mà tìm đủ những điển tịch kia. Nếu như lão giả áo bào trắng nói hết thảy đều là thật, như vậy hiện nay vô cực môn, bất quá là kế thừa tổ tông truyền thừa một chút ra mau mà thôi. Vương Tiên Chi, Hoàng Sào Chi Lưu, bất quá là còn sót lại ma giới yêu nghiệt, không biết ở nơi nào lặn giấu đi, đến thời cơ thích hợp, liền đầu thai chuyển thế, lên mà làm loạn. Thật vất vả, mới bị chúng ta tiêu diệt. Thế nhưng là, tổ sư, cái gì Vương Tiên Chi bị diệt sát về sau hơn 1000 năm, lại bắt đầu quấy phá đây. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, song nghi cao lại, trầm giọng nói, trong đó duyên, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là, người trước đó không lâu có thể dùng, càn khôn đỉnh, hấp thu nhiều như vậy tinh thuần địa mạch âm khí, tựa hồ nói rõ, đã từng bị phá hư thiên địa linh mạch, âm dương nhị khí, lại đang dần dần khôi phục. Cái này cũng khó trách, dù sao quá khứ hơn 1000 năm, chẳng những thiên địa linh mạch khả năng khôi phục, liền xem như đã từng sụp đổ không gian thông đạo, cũng có thể từ mới mở ra. Một cái thịnh thế, có lẽ tức sắp đến, Tiêu Phàm không được nở nụ cười khổ. Nếu như cái gọi là thịnh thế, chính là thần ma hỗn chiến, sinh linh đổ thán, như vậy dạng này thịnh thế, không cần cũng được. Mà lại, Tiêu Phàm tại hiện hữu thế giới sinh sống hơn 20 năm, mặc dù có rất nhiều không như ý chỗ, lại cũng không hy vọng sinh tồn hoàn cảnh phát sinh thay đổi quá lớn. Chí ít dưới mắt, coi như an ổn, chỉ là, dạng này đại cục, được hắn đến quyết định a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.